Chương 48, ám đấu. Phàm nói là Lưu Trì đã được điều đến ban tổng hợp làm chủ nhiệm, sẽ có người khác phái xuống tổ công tác thôn đập Thiên Thủy, áng chừng phải chờ thêm mấy ngày. Hừ, không trách thằng danh mấy ngày qua đắc ý như vậy, hóa ra là thăng quan rồi, mẹ kiếp. Chỉ biết dán mặt sau lưng mấy cô gái, chuyện gì cũng không làm được vậy mà cứ thế lên chức, hơn nữa lại đi chỗ tốt của Ủy ban Nhân dân. Diệp Phàm sau khi đặt điện thoại xuống thì thầm mắng một tiếng, tuy nhiên ngoài mặt vẫn ra vẻ chúc mừng Lưu Trì lên chức, còn tự mình đưa gã ra xe lam trở về thị trấn Lâm Tuyền. Tiểu Diệp, sau này trở về thị trấn có khó khăn gì cứ việc nói, dù sao chúng ta cũng đã từng ở chung một chỗ. Lưu Trì đắc ý vỗ vai Diệp Phàm, ngay cả gọi cũng đổi thành Tiểu Diệp, cứ như gã sắp trở thành chủ tịch thị trấn. Lý Xuân Thủy bên cạnh nặng nề hừ một tiếng, không thèm liếc tới. Lưu Trì, ôm được chân chủ tịch Thái lên được một chức chủ nhiệm tổng hợp nho nhỏ đã vác mặt lên trời rồi, coi chừng ăn cơm nghẹn chết đấy. Cô, nói gì đấy, hừ. Lưu Trì tức giận đến xanh mặt nhảy lên xe lam bảo lái xe chạy đi, tuy nhiên sau lưng của Lý Xuân Thủy chính là bí thư Tần, gã cũng không dám lỗ mãng, đành ôm hận trong lòng, mắng thầm. Cho cô ra vẻ đi, đợi đến lúc ông lên được chủ tịch thị trấn nhất định phải đem cô ra XXX cho đã, mẹ kiếp. Chủ nhiệm Lưu cẩn thận một chút, đường trơn đá bay nhiều đấy, ha ha. Diệp Phàm cười khan nói, làm cho Lưu Trì giận đến muốn nhảy khỏi xe lam đánh nhau. Tuy nhiên gã lại càng không dám, Diệp Phàm bây giờ đang là danh nhân ở thôn đập Thiên Thủy, ngay cả thủ lĩnh Lý Đức Quý của Lâm Tuyền cũng sợ hắn, huống hồ là mình, nếu quả thật manh động không chừng lại bị đánh cho thành một cái đầu heo. Tuy nhiên Lưu Trì cũng đích xác là dẫm trúng chó. Bởi vì Trương Hy Lâm cùng chú của Lưu Trì là Lưu Vĩnh Trạch là bạn học cũ. Cho nên thông qua Trương Hy Lâm tiến cử Lưu Trì lên chủ tịch thị trấn Thái Đại Giang. Lần này vì phó chủ tịch thị trấn chịu trách nhiệm thôn đập Thiên Thủy Chu Sương Đồng bị bệnh lâu ngày, căn nguyên nghe nói cũng là bởi vì thôn đập Thiên Thủy làm cho loạn, nên bị cho về hưu non, nghe đâu cũng là bị Thái Đại Giang ép về. Lúc ấy Thái Đại Giang nghĩ là sẽ chọn ra một tay chân tin cậy. Chính là chủ nhiệm ban sinh đẻ có kế hoạch Lý Hiên Thạch tiếp nhận vị trí của Chu Sương Đồng. Ai ngờ người định không bằng trời định, ở trong cuộc họp đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền, Tần Chí Minh đã đề cử chủ nhiệm ban tổng hợp Thiết Minh Hạ vào vị trí phó chủ tịch thị trấn. Sau một phen đấu tranh trong đảng ủy, hai bên đều chiếm được 3 phiếu bằng nhau, bởi vì trong 7 đảng ủy viên có một người là bí thư ban kỷ luật Thiết Thác bỏ phiếu trắng. Cuối cùng thị trấn Lâm Tuyền báo cáo lên huyện tình huống này. Bởi vì lần trước bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương đã nói là sẽ để trừ một vị trí phó chủ tịch thị trấn nên chỉ chọn ra Tống Ninh Giang làm phó bí thư đảng ủy. Sau đó phó bí thư Trung Minh Nghĩa tìm bí thư Lý giải thích tại sao lần vừa rồi lại ủng hộ chủ tịch huyện Trương Tào Trung. Nguyên do là bởi vì Diệp Mậu Tài là em kết nghĩa của y, chuyện này cũng được Lý Hồng Dương bỏ qua. Vì vậy lần này Lý Hồng Dương trong cuộc họp thường vụ đã dễ dàng có được vị trí phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, chính là Thiết Minh Hạ. Trương Tào Trung phản đối nhưng cũng không có kết quả. Thiết Minh Hạ sau khi thăng chức thì để chống vị trí chủ nhiệm ban tổng hợp, là ban tốt hơn so với các ban khác. Người tranh giành đương nhiên là tương đối nhiều, thị trấn Lâm Tuyền lại là thị trấn lớn, vượt biên chế nghiêm trọng, nhân viên không có cấp bậc không dưới 100 người. Tuy nhiên Tần Chí Minh giành được vị trí phó chủ tịch thị trấn thì cũng để lại chút canh cho chủ tịch thị trấn Thái Đại Giang. Vì vậy lần này Thái Đại Giang đề cử Lưu Trì tiếp nhận vị trí Thiết Minh Hạ cũng rất thuận lợi, nên nói Lưu Trì đúng là chó ngáp phải ruồi. Tuy nhiên Lưu Trì lúc này coi như hoàn toàn là tay chân của Thái Đại Giang, Tần Chí Minh ngoài mặt không nói gì nhưng hận tự đáy lòng. Vì thế hôm trước mới bảo Phó Bí Thư Tống Ninh Giang đại diện cho Ủy ban Nhân dân và Đảng ủy đi thôn đập Thiên Thủy để an ủi Diệp Phàm. Tống Ninh Giang vừa đến thì gặp được thần tài của huyện Ngư Dương Triệu Bính Kiệt. Kinh ngạc hơn là thấy cả phó chủ tịch huyện Trương Tân Huy cũng đến thôn đập Thiên Thủy, bộ dạng như đến chúc mừng Diệp Phàm, nói khó nghe chính là phất cờ trợ lực. Lão buồn bực cảm thấy thằng nhãi này có phải là thần tiên hay không mà vời được hai vị Bồ Tát tới bái kiến. Chẳng lẽ là hạt giống đỏ từ kinh thành hay con cháu con quan lớn tỉnh nào đưa tới thị trấn Lâm Tuyền để mạ vàng. Cho nên sau khi lão về tới thị trấn Lâm Tuyền lập tức cùng hội ý với Tần Chí Minh hồi lâu. Cảm thấy bước kế tiếp hẳn là phải trọng điểm bồi dưỡng thằng nhóc Diệp Phàm này. Hơn nữa Diệp Phàm từ lúc nhận nhiệm vụ tới thôn đập Thiên Thủy cũng không phát sinh chuyện lớn gì, ngược lại còn sửa chữa trường học, đường xá, nhận được sự ủng hộ của quần chúng. Điều này làm phân lượng của hắn trong lòng hai vị lão đại này của thị trấn Lâm Tuyền ngày càng thêm nặng.
Kỳ thực điều khiến hai vị này không thoải mái nhất chính là Lưu Trì thăng chức, sẽ làm người ta nói vào. Các ngươi nhìn, đi theo Chủ tịch Thái thì có tiền đồ, không lâu thì lên rồi. Còn đi theo Bí thư Tần như Tổ trưởng Diệp Phàm mặc dù làm ra nhiều thành tích như vậy cũng không phải chôn chân ở thôn đập thiên thủy hẻo lánh sao. Vì vậy Tần Chí Minh cũng muốn làm ra một vài thứ để cho tay chân thêm kiên định lập trường, khỏi so sánh việc đi theo lão với Tiểu Thái. Cho nên Tống Ninh Giang tới trường học làm chỗ dựa cho Diệp Phàm còn mang theo 1.000 đồng kinh phí hoạt động, hơn nữa còn ám chỉ sau khi làm tốt công tác bầu cử sẽ có chỗ tốt rất lớn. Trong lòng Diệp Phàm đương nhiên là nhiệt huyết sôi trào, bởi vì hắn cũng từng nghe nói qua hai vị lãnh đạo lớn nhất của huyện Ngư Dương từng hứa hẹn rằng ai có thể giải quyết vấn đề của thôn đập thiên thủy thì thăng chức một cấp, hơn nữa còn là chức vụ có thực quyền. Bản thân mình trước mắt đã là cấp trưởng ban rồi. Thăng một cấp chính là một phó chủ tịch thị trấn có thực quyền, hoặc là điều đến làm phó chủ tịch một xã nào đó. Nghĩ đến bản thân mình năm nay bất quá mới 19 tuổi, nếu có thể ở tuổi 20 thăng lên làm phó chủ tịch thị trấn vậy cũng quá trâu bò rồi. Sáng sớm hôm sau, hai nhà Diệp Nhị Trụ và Ngô Tam Mao vì có vấn đề về nền nhà mà lại tụ tập mười mấy người muốn đánh nhau, khiến cho Diệp Phàm cực kỳ mệt mỏi, trong lòng tức giận mắng. Mẹ kiếp! Người trong thôn đập thiên thủy này tất cả đều là thổ phỉ. Một lời bất hòa thì kéo cả dòng họ đến đánh nhau. Diệp Phàm biết là có tộc trưởng của ba họ đứng đằng sau cổ động, để cho cục diện trở nên hỗn loạn rồi ra tay. Tốt nhất là cho hai họ kia trở mặt là tử thù, còn họ mình đứng giữa ca khúc khải hoàn. Xét đến cùng cũng chỉ là chia thêm một chén canh bên cạnh Long Mộ, nghĩ tới những chuyện này Diệp Phàm càng điên hơn. Long Mộ, xem ra ông mày phải tìm cơ hội ra tay thôi. Không cho nổ tung mầm tai họa này thì cuộc bầu cử chắc sẽ thất bại. Vì người dân của thôn đập thiên thủy, vì công tác, vì cái mũ quan con mẹ nó, thiếu gia nhất quyết phải chơi rồi. Vào lúc 8 giờ tối, Diệp Phàm thuận chân dạo bộ đi đến chỗ của hiệu trưởng Trương Gia Lâm, hai người làm một cốc rượu trắng và một đĩa lạc giang ngồi trò chuyện. Hiệu trưởng Trương ở thôn đập thiên thủy đã tới 10 năm chưa? Diệp Phàm vờ vịt hỏi thăm. Ừ, vừa tròn 10 năm. Trương Gia Lâm đáp, cặp lông mày lại nhíu sâu, e chừng nghĩ tới chuyện buồn. Sao anh không nghĩ đến chuyện về huyện thành, gia đình anh cũng ở hết đó mà. Diệp Phàm cười ha hả. Chỗ này tuy nói phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng ở lâu cũng chán chứ. Diệp Phàm vừa nói tiện tay cầm một bức ảnh để trong khung gỗ nhỏ trên bàn làm việc. Thấy bên trong ảnh là Trương Gia Lâm đứng cùng một cô gái mặc áo đỏ liền váy, tóc thắt hai bím đang cười vui vẻ. Đoán chừng cô gái kia chính là Lý Tuyết Hoa rồi. Hắn nhìn kỹ một chút thì thấy Lý Tuyết Hoa lớn lên cũng không quá xinh đẹp, chắc chỉ so được với Xuân Thủy, còn xa mới bằng Diệp Nhược Mộng. Tuy nhiên vẫn có câu nói trong mắt tình nhân xuất Tây Thi. Chương 49, chiếc quần đùi bằng vải thường. Đào công chỉ yêu mỗi mình hoa cúc, tôi thì lại thích nơi non nước vắng vẻ. Trong thành phố có gì tốt chứ, ồn ào náo nhiệt. Người với người giống như mang mặt nạ nói chuyện với nhau, hơi không cẩn thận là đắc tội. Cứ như thôn đập thiên thủy, tuy nói người dân ở đây thô kệch nhưng thành thực. Cậu có thấy khi mấy thầy giáo chúng tôi vào thôn không, đám thanh niên bình thường động chút là rút đao chém người nhưng thấy thầy giáo rất lễ phép, hơn nữa còn rất nhiệt tình, có chuyện là sắn tay giúp ngay, ai? Trương Gia Lâm thở dài nói, vẻ mặt u buồn. Anh Gia Lâm, có một số chuyện đã qua nhiều năm như vậy thì cũng coi như xong đi. Dù sao bản thân mình cũng phải sống cho tốt. Cứ luôn nghĩ đến quá khứ cũng chẳng hay gì, anh nói đúng không? Diệp Phàm thử thăm dò, lại liếc nhìn qua tấm ảnh một lần nữa, đột nhiên như có một đoạn ký ức xẹt qua trong đầu, tựa hồ như đã gặp qua Lý Tuyết Hoa ở đâu đó khiến hắn sợ hết hồn, thầm nghĩ. Không thể nào, Lý Tuyết Hoa đã chết từ 8, 9 năm trước, sao mình lại gặp cô ấy được? Lúc ấy mình còn học tiểu học, chẳng lẽ gặp trong mơ sao? Cũng không đúng, chưa từng gặp sao mơ thấy được, tà môn rồi, chẳng lẽ trên đời có quỷ hồn, oan hồn của Lý Tuyết Hoa không tan nên tìm tới mình, cũng không đúng. Muốn tìm cũng phải tìm người yêu Trương Gia Lâm mới đúng a. Diệp Phàm suy nghĩ miên man. Ha ha ha, cậu Diệp, cậu không cần phải nói nữa, tôi biết chú tôi tìm cậu nhờ cậy rồi. Nếu cậu còn nói vậy thì chúng ta chẳng phải là bạn bè nữa rồi, ai? Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy. Trừ Khước Phu Sơn Bất Thị Vân. Thủ thứ Hoa Tùng lại hồi cố, bán duyến tu đạo bán duyến quân. Ai? Trương Gia Lâm đang lúc nửa tỉnh nửa say ngâm lên một bài của Lý Nguyên Trần đời đường, lộ vẻ sầu khổ. Nghe giọng ngâm tha thiết,
trước mắt Diệp Phàm cũng như hiện lên khuôn mặt như hoa của Phí Nguyệt Yên. Phí Nguyệt Yên là mối tình đầu của Diệp Phàm, cũng chỉ quen biết với hắn chừng chỉ một năm. Diệp Phàm học đại học năm thứ tư thì Phí Nguyệt Yên mới vừa vào đại học năm thứ nhất, hiện giờ mới học năm thứ hai. Chuyện hai người quen biết nhau cũng có chút hài hước. Lần đó khi Diệp Phàm trở về túc xá thì đột nhiên cảm thấy mắc tiểu, nhà vệ sinh lại cách đó khá xa. Đảo mắt nhìn quanh không thấy ai, Diệp Phàm liền móc tiểu đệ đệ ra tưới cây miễn phí, bởi vì hàng rào cây được cắt tỉa thành hình vòm cao gần 1,5 m. Diệp Phàm đang vừa thống khoái vừa rên ư ử bài hát xuyên tạc, hoa dại ven đường người không nên hái, không hái ngu sao mà không hái, hái cũng hái hết sạch, thì ở bên kia hàng rào có một cô gái da trắng như tuyết chui qua đứng đối diện ngay với Diệp Phàm khẽ kêu. Heo! A! A! Diệp Phàm như bị một cú trời giáng, nước miếng thiếu chút nữa nhiều ra, thầm nghĩ. Đẹp, cực đẹp, không ngờ Đại học Hải Giang chúng ta lại có thứ hàng tuyệt phẩm như vậy. Không, là tiên phẩm mới đúng. Tâm tình thống khoái khiến tiểu đệ đệ đã thu lại rồi lại ngóc lên một chút, động tác này quá mức hèn mọn. Anh, vô sỉ. Cô gái áo trắng cầm cuốn sách phụt cho Diệp Phàm một cái rồi mới xoay người chạy mất, tuy nhiên hắn cũng kịp thấy hình như ngay cả cổ cô đều đỏ ửng. Ha ha, mình thật là đào hoa, đi tiểu mà cũng gặp người đẹp nữa, tí nữa là rụt vòi lại rồi. Diệp Phàm cười khổ rồi vội vàng thu hồi tiểu đệ đệ, kéo khóa quần rồi tiện tay nhặt quyển thơ Luyến Hoa Tập của cô gái để lại, hít hà mùi thơm nhẹ nhàng trên đó. Người đẹp đa tình a, còn đưa sách. Hắn không biết hổ thẹn còn lẩm bẩm một hồi lâu, hôn lên sách một cái rồi mang về ký túc xá. Sau đó mỗi khi rỗi rãi lại dở quyển Luyến Hoa Tập thì thấy bên trong ghi chép rất nhiều lưu bút thời học trò. Lưu bút của cô gái áo trắng xinh đẹp kia viết rất nhiều những chuyện đại loại như hôm nay tâm trạng không vui, thấy người này thế này, người kia thế kia, Diệp Phàm mỗi lần đọc xong thì đều sôi sục huyết khí. Tuy nhiên có lần đang say sưa đọc thì cô gái áo trắng đã thay áo đen vào tới chộp biến, khiến cho Diệp Phàm cùng 5 tên chư bát giới cùng phòng nghệt mặt ra. Tên bạn cùng phòng có danh tiếng nhất được xưng là một mẻ lưới tóm hết gái đẹp thiên hạ Hoa Heo Trương Vô Đạo cười ngất trời rồi nói chua xót. Yêu nghiệt ngoại hiệu của Diệp Phàm, tại sao hoa khôi mới của trường lại nhảy vào đoạt sách của mày? Sao không đoạt của tao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Thằng nhãi này biểu diễn rất thảm thiết khiến cho Diệp Phàm cảm giác như vừa nuốt phải vài chục con ruồi vậy. Ha ha ha, vì sao người khác gọi tao là yêu nghiệt mà không gọi mày là yêu nghiệt chứ? Bởi vì cảnh giới của mày còn chưa đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí còn cần gia tăng tu luyện a. Diệp Phàm đắc ý cười khan, từ đó có thể cùng cặp kè với Phí Nguyệt Yên, tuy nhiên điều khiến hắn vô cùng tiếc nuối đúng là mặc dù bản thân mình có bản lãnh yêu nghiệt nhưng cũng chỉ công phá được cái miệng nhỏ của Phí Nguyệt Yên, cầm được tay, chân thì cũng sờ soạng được một hồi, toàn thân thì. Bởi vì lần đó do đỡ Phí Nguyệt Yên bị chật chân không cẩn thận mò tới, còn thiếu chút nữa bị Phí Nguyệt Yên giận chết, bởi vì Phí Nguyệt Yên là một cô gái vô cùng truyền thống. Tuy nhiên Diệp Phàm tự biết hoàn cảnh nhà mình bình thường không xứng với Phí Nguyệt Yên. Có một lần cùng Phí Nguyệt Yên đến nhà cô chơi bị bố mẹ cô coi thường ra mặt nên chọn kế cuối cùng trong 36 kế. Mặc dù Phí Nguyệt Yên vẫn đối xử với hắn như trước, nhưng Diệp Phàm cố ý gây bất hòa với cô để lánh xa, cuộc đời này là vậy, bao giờ cũng coi trọng môn đăng hộ đối. Ai? Nghĩ lại chuyện xưa, Diệp Phàm vẫn cảm thấy chua xót, lại càng đồng cảm với Trương Gia Lâm. Hai người cạn sạch một chai lão bạch 52 độ, sau còn thêm 3 bình nhị hoa đầu với 12 đĩa lạch giang. Cậu Diệp, cậu cũng đừng nghĩ chuyện cũ nữa. Trương Gia Lâm giờ lại khuyên ngược Diệp Phàm, không khí nghe mùi cổ quái. Đừng nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây cái gì cả, lúc này hai ông kính trẻ ngồi khuyên nhau, Diệp Phàm ngẫm thử cũng thấy hơn buồn cười. Trên đường trở về cung, Diệp Phàm lúc này không khác với võ nhị lang trèo núi Cảnh Dương, sức lực dâng trào. Lão đảo mò đến nơi thì chỉ thấy mỗi mình Diệp Nhược Mộng còn Xuân Thủy cũng trở về thị trấn Lâm Tuyền. Đang lúc bừng bừng, lại chỉ có một nam một nữ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong mơ mơ màng màng, Diệp Nhược Mộng đem cho hắn một chén canh nói là có thể giải rượu. Không lâu, thân thể đang khô rang vì rượu lại như sắp bắt lửa. Một luồng tà hỏa từ dưới đan điền bốc lên, rồi lan xuống dưới cái mệnh căn của đàn ông. Phút chốc mệnh căn đã trướng to như cây gậy sắt. Ý nghĩ Diệp Phàm có chút mê loạn, giống như sắt nóng nung vào nước. Hắn cởi hết quần áo tuy nhiên là cái quần con lại chịu chết không cởi ra được.
Cũng không phải là do vải may quần con của năm 95 đặc biệt bền chắc mà do Diệp Phàm tụt nhầm hướng. Đáng lẽ kéo xuống thì hắn cứ một mực kéo lên làm chiếc quần bị căng ra. Mặc dù Diệp Phàm tu luyện qua thuật dưỡng sinh nên khí lực hơn xa người thường. Tuy nhiên vải may quần con năm 95 không phải để ngắm cho đẹp mà chú trọng chất lượng, muốn đem nó xé ra thật không dễ dàng. Ai? Chương 50, rồng say vào bụi hoa. Trong cơn mơ màng, Diệp Phàm dường như nghe được tiếng thở dài dịu dàng lẫn khổ sở của con gái, thoáng sau có một bàn tay mềm mại có chút run rẩy giúp hắn cởi chiếc quần lót. Tình thế lúc này lại càng hỏng bét, hai tay của Diệp Phàm kéo xuống, mệnh căn lại chồng lên, rốt cuộc chịu không nổi kêu roác một tiếng rồi bung ra hoàn thành sứ mạng của mình. Mệnh căn không bị quần con trói buộc nữa vươn ra mạnh mẽ, thoáng cái đã chọc mạnh vào đôi tay mềm mại kia. A! À. Đôi tay mềm mại kia giống như con thỏ nhỏ kinh hãi rụt lại nhưng không kịp. Diệp Phàm đang lúc thoải mái, thuận tay ôm lấy thân thể ấm nóng đang run rẩy. Bàn tay lang sói to tướng của hắn như bộ đội nghe kèn hiệu xung phong, thoáng cái đã đánh chiếm hết các mục tiêu từ cặp núi cao ngất đến thâm cốc sâu thẳm. Tuy nói Diệp Phàm còn là một con gà mờ, trải qua mối tình đầu dưới trăng với Phí Nguyệt Yên cũng đã sờ soạng tí chút nhưng vẫn chưa qua cửa ải khảo nghiệm thực tế cuối cùng. Cảnh mộng mùa thu đã được chú định là vô cùng đẫm máu. Cuối cùng cũng tìm được đột phá khẩu, Diệp Phàm giống như dũng sĩ một thương giết địch, đang vào lúc đạn dược sẵn sàng thì vào thời khắc quan trọng, thuật dưỡng sinh tự động vận hành đem khí lưu chuyển toàn thân làm hắn thanh tỉnh không ít. Diệp Phàm mơ hồ thấy Diệp Nhược Mộng đang run rẩy dưới thân thể hắn, hoảng hồn vội lật người sang một bên. Tuy nhiên sức khống chế của thuật dưỡng sinh cũng có hạn, hơn nữa công lực của Diệp Phàm cũng không cao. Nên sau vài giây lại bị kích động. Tuy nhiên hắn vẫn còn có thể gắng gượng khống chế. Song đúng vào lúc này, đôi tay mềm mại kia lại nhẹ nhàng vuốt ve mệnh căn. Động tác này có tính khiêu chiến quá mức, có thể nói là phong tình cực điểm, thuật dưỡng sinh của Diệp Phàm hoàn toàn biến thành bại quân. Ai, đạo cao một thước, mà cao một trượng a. A, Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng, không còn do dự nữa mà tung mình đè lên thân thể mềm mại kia. Nhưng để đánh trúng mục tiêu vẫn còn khó khăn. Mặc dù hắn cũng từng xem qua băng video trình diễn cảnh này, vào năm 95 xem phim này rất tốn tiền, một vé tới 5 đồng mà còn phải xem lén, nhưng ở đời thì lý luận nào cũng phải trải qua kiểm nghiệm thực tế. Nhìn Diệp Phàm đánh đấm loạn xạ, đôi tay mềm mại kia lại tỏ rõ sự lợi hại. Tuy nhiên vì nó cũng chưa bao giờ trải qua chuyện tương tự nên cũng mất một hồi mới khiến cho Tiểu Diệp được rồng về biển rộng. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở giống như vừa chạy 10 cây số, trong tiếng thở mơ hồ xen lẫn tiếng rên thống khổ của cô gái. Diệp Phàm thì chẳng biết một cái gì, cứ một mực xung phong, qua năm ải chém 6 tướng. Một cảm giác mềm mại, chặt khít và ấm ướt ôm lấy mệnh căn của hắn. Diệp Phàm hoàn toàn mê say vào trong đó, thể nghiệm chưa từng trải qua trong đời người khiến hắn quên đi tất cả, tới lui lui rằng co vài lần, lại nhờ vào hơi rượu tương trợ. Hơn nữa thuật dưỡng sinh vốn vẫn bị hãm ở tầng thứ 3 nhờ có âm dương điều hòa mà đột phá chỉ còn một bước là thẳng lên tầng thứ 4. Là chân nào đây? Nếu để cho sư phụ Phí của Diệp Phàm nhìn thấy tuyệt đối sẽ cả kinh. Lão Phí lại là tu luyện thuật dưỡng sinh từ tuổi 20 đến tuổi 70 mới đến tầng thứ 4, còn Diệp Phàm bất quá chỉ mới 19 tuổi lại có thể đạt đến tầng thứ 3 đỉnh phong. Điều này là nhờ sự giúp đỡ của việc điều hòa âm dương. Chủ yếu nhất là do Diệp Phàm chó ngáp phải ruồi, gặp phải âm thể. Đây là một loại thể chất cực kỳ đặc thù, là một thiếu nữ tuổi 20 xúc tích khí âm trong lần đầu quan hệ, mang lại hiệu quả cho Diệp Phàm không khác gì việc ăn được một củ nhân sâm trăm năm. Hạp hạp hạp, lúc 5 giờ sáng chính là lúc giấc ngủ ngon nhất, huống chi là lúc người ta vừa trải qua một đêm đầy hoa mộng. Một chú chim nhỏ bay vào cung, mổ mổ vào cửa sổ bên ngoài phòng Diệp Phàm, áng chừng là tìm nhầm tổ. Tuy nhiên tiếng động cũng đủ khiến Diệp Phàm đã tỉnh rượu lại thêm công lực để thăng tỉnh giấc. Hắn mở mắt nhìn quanh thì giật thót cả mình. Chỉ có thể dùng mấy chữ để hình dung thê thảm không nỡ nhìn. Dưới đất quần áo quăng vung vãi, thậm chí có cái đã bị xé toạc. Điều làm Diệp Phàm kinh ngạc là trong đống đồ đó lại có cả quần lót thiếu nữ, lúc này mới phát hiện một thân thể mềm mại đang nằm bên cạnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phàm lẩm bẩm. Hắn nhìn thấy một cặp mắt dịu dàng thê lương đang chăm chú nhìn thẳng vào mình khiến Diệp Phàm cảm giác bản thân như một pho tượng khỏa thân. Bản thân mình trần truồng, người nằm bên cạnh cũng vậy, đến kẻ ngu cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Xong rồi, say rượu hỏng việc a.
Mình đã hủy hoại thân thể băng thanh ngọc khiết người ta rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm, hận không tự mình bạt tai mấy cái. Nhược, Nhược Mộng, anh. Diệp Phàm lắp bắp, bởi vì nhìn thấy đôi mắt kia đã ẩn ẩn nước mắt. Đừng nói gì cả tổ trưởng Diệp, là em tự nguyện mà. Diệp Nhược Mộng lại còn nói thêm một câu rất bình tĩnh. Em cũng sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì đâu, cũng tuyệt đối không quấn lấy anh. Vậy em nói. Diệp Phàm há hốc miệng, cũng không thể nói là do mình quá đẹp trai rồi chủ động hiến thân chứ. Hắn chưa đến nỗi tự sướng đến mức như vậy, hiểu rõ bản thân mình cũng gọi là đẹp trai nhưng cũng không đến mức quá tuấn tú. Hai người trầm mặc một chút. Em cũng không sợ anh chê cười, anh đã có được đời con gái của em rồi, chỉ cần giúp em làm hai chuyện thì chúng ta coi như xong. Ánh mắt Diệp Nhược Mộng trở nên lạnh lùng. Em nói đi. Diệp Phàm cũng bình tĩnh lại, chờ xem cô gái này nói gì, nói khó nghe một chút là cùng người ta đàm phán một chút. Hơn nữa hai chuyện mà cô nói chắc hẳn rất khó làm, tuy nhiên Diệp Phàm đã xác định tư tưởng, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, dù sao bản thân mình cũng chiếm tiện nghi rồi. Ai, đập thiên thủy có con một con suối thần nữ, ở cuối con suối chính là lâm trường cảnh dương nổi tiếng. 5 năm trước, cha em Diệp Thủy Căn làm việc ở đó, là một công nhân bình thường, làm ở xưởng mộc, tiền lương cũng được. Sau đó không biết vì lý do gì mà đắc tội với chủ nhiệm lâm trường Trịnh Khinh Vượng bị đày đi tuần núi. Khi đó trong vùng thường xuyên có kẻ đi trộm gỗ, rất căm hận những kẻ này. Vào lễ quốc khánh năm đó, tất cả mọi người được nghỉ ngơi riêng cha em lại bị chủ nhiệm lâm trường sắp xếp vẫn phải đi tuần. Vào ngày 3 tháng 10, không thấy cha em trở về, đang lúc mẹ và em lo lắng thì thấy lúc chừng 6 giờ tối, Lý Đức Quý mang cha em về, tuy nhiên đã tắt thở rồi, trên người gãy mười mấy cái xương. Toàn thân là máu. Nghe Đức Quý nói là do không cẩn thận lăn xuống vách núi. Sau khi Đức Quý bỏ đi, mẹ và em than khóc rồi thay cho cha một bộ đồ mới, ai ngờ đột nhiên ông tỉnh lại. Thì ra ông vẫn còn một hơi tàn, nhìn thấy mẹ thì nói một câu rồi nhắm mắt. Nói tới đây Diệp Nhược Mộng khóc rưng rức, lâu sau mới nói tiếp, cha em nói Đức Quý không phải là người tốt, bảo hai mẹ con chú ý rời xa gã. Lúc đó em mới 15 tuổi. Thằng con hoang Đức Quý là một trong lâm tuyển tam phách. Cho dù biết cha em chết không rõ ràng nhưng vì an toàn của em nên đành gạt nước mắt chôn cất lặng lẽ. Sau đó Đức Quý thỉnh thoảng còn đến quấy nhiễu nhưng bị mẹ em dùng lời lẽ nghiêm khắc đuổi đi. Có lần mẹ em bị bức phải thiếu chút nữa treo cổ rồi, sau đó bên người luôn thủ một con dao găm, Đức Quý thấy mẹ em kiên quyết như vậy sợ xảy ra án mạng nên cũng ít tới. Tuy nhiên những năm gần đây, tên xúc sinh kia lại muốn giơ móng vuốt trên người em. Mẹ em bị ép buộc phải cảnh cáo Đức Quý, nói là nếu gã dám xâm phạm em sẽ đến cục công an huyện Ngư Dương tự sát mới xong, ô ô. Diệp Nhược Mộng dù sao cũng chỉ là một cô gái yếu ớt, nói đến chỗ thương tâm thì lại khóc òa lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 51, hai điều kiện. Thịt, xúc sinh. Diệp Phàm cũng nhịn không được nữa. Dồn kinh khí của thuật dưỡng sinh nén cả đêm dồn vào quả đấm đánh tới chiếc tủ đầu giường. Tấm ván gỗ mỏng nhất thời bị đánh vỡ làm Diệp Nhược Mộng giật mình ngưng khóc ngơ ngác nhìn Diệp Phàm. Nhược Mộng, để anh thu thập tên Đức Quý. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Anh không tin trên đời này không có luật pháp, thôn đập thiên thủy cũng là thiên hạ của đảng. Cảm ơn, Đức Quý dường như rất sợ anh, sau khi anh tới thôn đập thiên thủy thì gã cũng không quấy nhiễu mẹ em nữa. Diệp Nhược Mộng khẽ nói, vừa lúc thấy một cặp nhũ phong trắng ngần lộ ra trước cặp mắt gian tà của Diệp Phàm thì giật mình quơ vội góc chăn che lại. Che cái gì, anh đây cũng nhìn cả rồi, cũng như vậy thôi. Diệp Phàm thầm nghĩ, tuy nhiên cũng không nói ra. Hắn đầu tiên là tức giận Diệp Nhược Mộng dám tính kế với mình, sau đó nghe cô kể lại sự tình thì cũng có chút đồng cảm với hai mẹ con. Cha em chết bất minh như vậy, tuy nhiên chuyện này cần phải điều tra từ từ. Tuyệt đối sẽ cho em một câu trả lời rõ ràng. Diệp Phàm nói. Em tin tưởng anh. Diệp Nhược Mộng liếc Diệp Phàm một cái. Vậy em nói chuyện thứ hai đi. Diệp Phàm nói thản nhiên nhưng trong lòng cũng hơi lo lắng, không biết Diệp Nhược Mộng sẽ nói ra chuyện khó khăn gì đây. Thoáng một chút trầm mặc, Diệp Nhược Mộng dường như hạ quyết tâm. Gương mặt thoáng cái ửng hồng như trái cà chua, kiều diễm đến cực điểm làm Diệp Phàm ứa cả nước miếng, mệnh căn bên dưới cũng có ý nhúc nhích. Tuy nhiên Diệp Phàm vẫn không quên Diệp Nhược Mộng đã tính kế mình nên vẫn kìm nén, chỉ có trong lòng đang kêu thầm. Cô em da mỏng à,
đỏ mặt nữa là anh đại khai sát giới đấy. Ngày đó chủ tịch thị trấn Ngô uống rượu say được sở trưởng sở tài chính Lưu Lương Huy dìu trở lại. Tuy nhiên Lưu Lương Huy sau khi đưa y trở về thì nhờ mẹ em nấu chén canh giải rượu. Sau khi mẹ em nấu canh giải rượu đưa lên thì thấy Lưu Lương Huy đã đi đâu mất rồi. Mẹ em thấy chủ tịch thị trấn Ngô giống như lên cơn điên vậy, cả người nóng bừng, cắn xé loạn xạ trên giường. Mẹ còn tưởng rằng chủ tịch thị trấn Ngô có bệnh gì hay không, sợ hãi đến gần sờ lên trán xem có nóng không. Ai ngờ chủ tịch thị trấn Ngô thoáng cái giống như con cọp chồm lên mẹ em. Mẹ em bị y vật ra giường. Chủ tịch thị trấn Ngô mắt đỏ ngầu lên, mẹ em mặc dù liều chết dẫy giụa nhưng sao có thể chống đỡ được một người khỏe mạnh như Châu. Hơn nữa mẹ em cũng sợ chủ tịch thị trấn Ngô gặp chuyện không may, cuối cùng mẹ em bị chủ tịch thị trấn Ngô vùi dập, ô ô. Diệp Nhược Mộng nói đến chỗ thương tâm lại bắt đầu nghẹn ngào. Nửa đêm, chủ tịch thị trấn Ngô bắt đầu tỉnh lại thì sợ hãi đến luống cuống cả tay chân, đang định mặc quần áo thì bên ngoài đột nhiên có người cười kha. Chủ tịch thị trấn Ngô, thống khoái ba. Ha ha! Là ai? Diệp Phàm trong lòng kinh hãi. Quả nhiên có chuyện. Anh sẽ không ngờ tới đâu, là lão Ôn Dịch tộc trưởng của nhà họ Diệp, Diệp Đăng Bang. Đêm hôm đó lão đứng nhìn mẹ em và chủ tịch thị trấn Ngô cuống quýt trong chăn cười khan không dứt. Chủ tịch thị trấn Ngô, khoái hoạt của các người tôi cũng chẳng quản. Người trẻ tuổi mà, bình thường thôi, tôi chỉ một yêu cầu, đó là anh toàn lực giúp họ Diệp chúng vào chức vụ chủ tịch thôn. Hơn nữa còn uy hiếp chủ tịch thị trấn Ngô tại chỗ lập nhiều chứng từ, nếu không lão sẽ kêu to gọi người bắt gian. Chủ tịch thị trấn Ngô suy đi nghĩ lại, không viết nhất định là không được đành phải viết giấy nhận tội, còn phải ký vào. Diệp Đăng Bang cười nhạt bảo nếu lần này họ Diệp không trúng cử vào chức vụ chủ tịch thôn sẽ photocopy bản giấy nhận tội kia thành vài chục bản phân phát khắp nơi để cho họ Ngô mất thể diện, để cho chủ tịch thị trấn Ngô mất chức. Diệp Nhược Mộng khóc lóc thảm thiết, bộ dạng lạnh lùng bay sạch, áng chừng cũng bị do bắt buộc. Nhìn dáng vẻ chủ tịch thị trấn Ngô chết đi là do chịu không được áp lực quá lớn cho nên treo cổ rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Ừ. Bầu cử lựa chọn chủ tịch thôn đâu phải dễ dàng vậy, chủ tịch thị trấn Ngô có muốn hỗ trợ cũng không thể ra mặt, bằng không chẳng bị tộc trưởng họ Ngô dẫn người trong họ đến đánh chết sao. Diệp Nhược Mộng phân tích rành rẽ. Chủ tịch thị trấn Ngô nhất định là bị người khác hãm hại, kỳ quái. Bởi vì trong rượu mừng đám cưới con gái của chú hai nhà họ Ngô mà sao có kẻ dám dở trò. Chẳng lẽ chú hai nhà họ Ngô bị Diệp Đăng Bang mua chuộc rồi, không thể nào. Quan niệm dòng họ của thôn ập thiên thủy mạnh hơn luật pháp. Vậy là ai ám toán y chứ, mà sao lại dùng được, chẳng lẽ trên đời này có xuân dược thật à? Diệp Phàm khó hiểu. Xuân dược gì thì em không biết, nhưng ở thôn đập thiên thủy có loại, diễm tình thảo, đúng là có thể tiến hành ân ái. Diệp Nhược Mộng có chút ngượng ngùng. Diễm tình thảo, em nói rõ hơn xem nào. Diệp Phàm hết sức kinh ngạc. Diễm tình thảo chỉ có ở thôn đập thiên thủy nhưng rất ít người biết. Bởi vì tổ tiên bên nhà mẹ em cũng có một thầy lang nên em mới biết. Cỏ này có quả hình như một ngọn lửa đỏ, sau khi nấu thành canh thì sẽ có tác dụng kích tình, tổ tiên có khi có dùng loài cỏ này trị bệnh mà, tuy nhiên loại cỏ này rất hiếm, giờ căn bản đã tuyệt chủng rồi, có lẽ chỉ còn sót lại một ít ở vách núi, đoán chừng là do tộc trưởng họ Diệp thiết kế từ trước. Lão là tộc trưởng nên có vài quả diễm tình thảo còn sót lại cũng là chuyện bình thường. Diệp Nhược Mộng thẹn thùng, bầu ngực trắng ngần như ẩn như hiện trước mặt Diệp Phàm. Không đốt lửa mới là lạ. Mẹ kiếp, xuân dược chính tông A, chị Liệt Dương cũng không tệ lắm. Trước kia sư phụ đã từng nói có thể dùng loại dược thảo loại này để chế luyện xuân cung hoàn, hơn nữa nếu dùng thủ pháp đặc thù sẽ không để lại tác dụng phụ. Sử dụng thích hợp sẽ nâng cao thời gian quan hệ. Tuy nhiên sư phụ cũng nói phải đạt ít nhất đến tầng thứ 5 của thuật dưỡng sinh mới có thể dẫn dụ phun kình khí ra, nếu không uổng phí khí lực. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức nét mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Nhược Mộng, bởi vì hắn nghĩ bản thân như vậy mà bị một cô gái chơi xỏ thì đúng là mất mặt a. Nói, có phải vừa rồi em cũng dùng diễm tình thảo, nhất định là do tổ tiên em lưu lại phải không? Diệp Phàm tức giận hỏi, thầm nghĩ. Con mẹ nó xui xẻo. Lại bị một con nhãi danh tính kế, mất hết cả uy danh cao thủ võ lâm. Nếu như sư phụ biết chắc cười cho rụng răng, tuy nhiên cô gái họ Diệp này cũng có tâm kế thật sâu, vì trả thù bất chấp cả trinh tiết, anh đây đi buôn như vậy coi như cũng không lỗ. Ừ, tổ tiên còn dư lại một chút.
Diệp Nhược Mộng cũng thoải mái thừa nhận. Hiện giờ bản nhận tội còn đang nằm trong tay tộc trưởng họ Diệp, hy vọng anh có thể thu hồi trở về. Bản thân anh có chút không rõ, với sắc đẹp của em hoàn toàn có thể tìm người kiểu như chủ tịch Thái để trao đổi. Người ta dù gì cũng là chủ tịch thị trấn, cấp trưởng phòng, anh nghĩ bọn họ nhất định sẽ nguyện ý. Cũng giống như chuyện của cha em, chắc là thuộc về phạm vi công an có đúng không, sao không tìm cục trưởng cục công an? Hừ, anh chỉ là tôm tép, em không sợ anh sẽ vỗ mông bỏ đi sao, hơn nữa như anh thì giúp được cái gì? Diệp Phàm cố ý nói như vậy để thăm dò phản ứng. Anh cho rằng em làm như vậy là không phải à? Hừ, nói cho anh biết là cán bộ Lưu vẫn bức ép mẹ em nói ra chuyện đêm hôm đó, còn nói nếu không sẽ báo lên công an và chủ tịch Thái bắt mẹ lại. Anh nói chuyện mẹ bị cưỡng ép làm sao có thể nói ra mẹ chỉ còn nước treo cổ thôi. Ô ô, về phần anh nói chỉ là một người bình thường, em thừa nhận. Nhưng anh có quen biết phó chủ tịch huyện Trương và thần tài cục trưởng Triệu, còn tốt hơn bọn kia nữa. Ngoài ra, nghe nói bí thư Tần cũng đối xử với anh rất tốt. Cho nên, em không tìm anh chẳng lẽ đi tìm lão Thái Đại Giang đó. Anh xem em là người thế nào, cho dù hiến thân cũng phải tìm người mình thích. Còn về phần anh có vỗ mông rời đi thì cái nhìn của anh cho biết là không thể. Bởi vì anh là một người tốt, xem lần sửa chữa trường học và đường xá thì biết. Cho dù trường hợp xấu nhất là anh phủi tay thì mẹ con em cũng chẳng muốn sống nữa, tuy nhiên anh cũng đừng mong thoát thân, hừ. Diệp Nhược Mộng nói tới đây còn lạnh lùng hừ một tiếng, đảo mắt nhìn Diệp Phàm đang tái mặt rồi lại dịu dàng. Anh Diệp, đây chỉ là một vụ mua bán mà thôi. Chỉ cần anh giúp em tuyệt đối sẽ không dây dưa đến anh, điều này em cứ yên tâm, hai điều là vậy đấy, ai? Diệp Nhược Mộng một lát nghẹn ngào, một lát lại là sẵn giọng, một lát sau lại mỉm cười. Chương 52, trúng gió rồi. Diệp Phàm nhìn thấy vậy khắp cả người phát rét, thầm nghĩ. Mẹ kiếp, yêu tinh, mình không phải đang nằm mơ đấy chứ, thằng cụ nó, cô nàng này thật là một ác ma. Không ngờ ở cái xó xỉnh hẻo lánh này mà lại có một nhân vật như vậy, có tâm cơ của một chị hai xã hội đen, yêu nghiệt a yêu nghiệt. Coi như vậy đi, phía bên Lưu Trì anh sẽ nghĩ biện pháp, còn chỗ tộc trưởng họ Diệp anh sẽ nói bóng gió xem có thể lấy lại tờ khai kia không. Hiện giờ chủ tịch Ngô đã chết, tờ khai kia chính là một quả bom hẹn giờ, anh nghĩ lão cũng đang cuống lên. Nếu để cho người họ Ngô biết chắc hai họ sẽ lập tức loạn chiến, không chừng đã bị lão hủy đi. Như vậy thì càng tốt. Còn việc điều tra bên Lâm Trường Cảnh Dương thì để từ từ, anh tin nhất định sẽ có ngày lật lại được. Diệp Phàm ưỡn lưng vẻ hiên ngang, đáng tiếc Diệp Nhược Mộng không phải là người ái mộ ngôi sao. Anh Phàm, như vậy mới ra dáng đàn ông chứ. Em không nhìn lầm người đâu, lần trước anh một quyền đẩy lui Lý Đức Quý, em đã biết ngay anh không phải tầm thường. Họ Lý ở thôn Đập Thiên Thủy rất mạnh nhưng em xem Lý Tuyên Thạch đối với anh rất tốt. Hành động của em tối qua có chút hèn hạ, nhưng anh cũng đâu tổn thất gì. Hơn nữa thân thể của em. Diệp Nhược Mộng đột nhiên thẹn thùng, cuối cùng cũng có điều khó nói a. Thằng cụ nó, xem ra đúng là thuật dưỡng sinh gây họa nha. Người trong thôn Đập Thiên Thủy vẫn tôn trọng câu, quyền đầu lớn chính là đạo lý, sau này mình phải chú ý hình tượng rồi, nếu không còn mặt mũi nào đến gặp bà ngoại chứ. Diệp Phàm nghĩ tới là lạ hỏi. Hơn nữa cái gì? Hừ, thân thể của em trao cho anh rồi không nói, tuy nhiên công việc điều tra ở Lâm Trường Cảnh Dương cũng không phải dễ làm, anh phải cẩn thận một chút đó. Diệp Nhược Mộng cười khẽ. Hừ, đã trao cho anh, vậy thân thể của em sau này là của anh rồi. Diệp Phàm đột nhiên vùng lên, đóng trò bá vương sủng ái ngu cơ, hai bàn tay lại giơ móng vuốt mỏ mẫm trên ngực Diệp Nhược Mộng làm cô đau đến ứa nước mắt, tuy nhiên cô vẫn quật cường để cho hắn làm chuyện xấu. Sau một hồi đại chiến, Diệp Phàm đã chút hết toàn bộ khí lực lên thân thể mỹ lệ trắng trẻo kia, tinh hoa cơ thể cũng đã chút vào cái động sâu tiêu hồn, toàn thân thư thái. Nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của mẹ con Diệp Nhược Mộng, hắn quyết tâm sẽ hết sức giúp đỡ. Một cái Lâm Trường thì có gì phiền phức chứ? Diệp Phàm nói vẻ khinh thường, gõ gõ nắm đấm vào lồng ngực đang ưỡn ra. Anh Phàm, có thể anh không biết, Lâm Trường Cảnh Dương không thuộc về thị trấn Lâm Tuyền. Cũng không thuộc về huyện Ngư Dương, mà là trực thuộc thành phố Mạc Hương. Chủ nhiệm Lâm Trường Trịnh Khinh Vượng nghe cha em nói là cùng cấp với chủ tịch huyện đồng cấp khác. Cho nên anh phải cẩn thận một chút, hơn nữa trên Lâm Trường đó không khác gì một vương quốc riêng, bọn họ có đồn công an, mấy xưởng nhỏ.
Muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, ngay cả chủ tịch thị trấn, bí thư cái gì cũng không lọt vào mắt người ta đâu, ai? Diệp Nhược Mộng lo lắng không thôi, thực ra cô đã thầm yêu Diệp Phàm từ lâu rồi, chẳng qua cô biết chuyện giữa hai người là không thể nào, người ta mới 19 tuổi đã là tổ trưởng tổ công tác rồi. Sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về đã có thể thăng lên phó chủ tịch thị trấn tương đương phó phòng rồi, bản thân mình chẳng qua suốt đời chỉ là một cô giáo quèn, vì thế cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cần điều tra rõ chuyện của cha mình, giúp mẹ giải quyết chuyện kia là được. Còn về chuyện ân ái với Diệp Phàm coi như mấy cơn mộng đẹp vậy. Chủ tịch Lâm Trường mà ngang cấp với chủ tịch huyện sao, thế thì khác quái gì cấp sở. Mẹ kiếp, ông mày chỉ là một cấp ban nho nhỏ, làm thế nào để điều tra? Không trách mẹ của Diệp Nhược Mộng không dám nói ra, đoán chừng là vậy, cái này điển hình của vua con đây. Diệp Phàm ngây người hồi lâu, không ngờ trong cái chỗ núi non này lại có một con hổ dữ như vậy, bản thân mình chỉ là một cấp ban nho nhỏ lại muốn đấu với một cấp sở, so với lấy trứng chọi đá còn ngu hơn. Anh Phàm, chuyện cha em cũng không phải quá gấp đâu, từ từ cũng được mà. Em tin tưởng anh chắc chắn sẽ có ngày làm tới chủ tịch huyện, chủ tịch thành phố, đến lúc đó chắc chắn sẽ có cách. Ai? Diệp Nhược Mộng thấy vẻ mặt trầm mặc của Diệp Phàm liền hiểu ý ngay. Ừ. Diệp Phàm vờ vịt ra vẻ một chút rồi bò dậy khỏi giường, vừa ra khỏi cửa cung thì thấy nhị nha tử vội vàng hấp tấp chạy tới kêu to. Tổ trưởng Diệp, đã xảy ra chuyện rồi. Tộc trưởng nhà họ Diệp trúng gió sắp chết, hình như là ngay cả nói cũng không được rồi. Người họ Diệp đang than khóc loạn cả lên. Sắp chết, thằng cụ nó. Mới vừa nhắc đến lão sao đã hiện thế nhanh vậy chứ? Chẳng lẽ là oan hồn chủ tịch thị trấn Ngô Huyện lên đòi mạng? Thằng cụ nó, xem ra làm chuyện xấu là quả báo ngay, không biết tờ khai nhận tội đã hủy đi chưa nữa. Diệp Phàm tâm tình phức tạp, nghĩ một vòng rồi nói. Đi, đi xem. Hai người vội vàng chạy tới nhà lớn của họ Diệp, vừa vào bên trong thì thấy bên trong đã có rất nhiều người, cả nam nữ già trẻ đoán chừng mấy trăm người. Phía ngoài sân đứng hơn 1.000 người, đoán chừng cũng là họ Diệp cũng đến. Tiếng khóc ai oán vang lên khắp nơi, dường như sắp đưa tang. Tộc trưởng Diệp Đăng Bang nằm an tĩnh trên giường, hai vành mắt khô quắt thụt sâu vào trong, tuy nhiên vẫn cố gắng để mở mắt ra. Kỳ quái hơn là cái đầu vẫn ra sức giãy giụa nhưng chỉ có thể hơi động đậy, dường như vẫn còn day dứt chuyện gì đó, chẳng qua là tay đã không thể viết ra chữ nên cũng hết cách. Tổ trưởng Diệp, anh tới rồi. Người cầm lái mới của nhà họ Diệp là Diệp Vĩ Cường gấp đến độ chạy vòng vòng nhưng cũng bất lực. Diệp Phàm quan sát cẩn thận, cầm tay của tộc trưởng họ Diệp lên dùng thuật dưỡng sinh vận khí tra xét. Về phương diện trung y, Diệp Phàm khá hiểu biết vì sư phụ phí của hắn chính là một ẩn sĩ siêu cấp. Hừ, lão già này do là khí mạch không thông cho nên nghẹn khí không nói được, ác giả ác báo à. Diệp Phàm trong lòng sướng khoái mà nghĩ đảo mắt có chú ý. Anh Vĩ Cường, anh bảo mọi người đi ra hết đi, tộc trưởng Diệp chúng ta rồi. Để tôi thử xem ông ấy có thể mở miệng được hay không, tuy nhiên tuyệt đối không để ai quấy rầy. Diệp Phàm thần bí nói. Chúng ta, tổ trưởng Diệp có thể trừ tà vậy thì thử nhé. Diệp Vĩ Cường đã hoàn toàn tuyệt vọng nên lập tức đuổi sạch mọi người ra, người nông dân vốn mê tín, hơn nữa Diệp Phàm còn là một tổ trưởng nên chắc cũng không dám làm loạn. Đem một chén nước lạnh vào, thêm một nén hương, chuẩn bị một chút gạo, đậu tương. Diệp Phàm vờ vịt hô. Hắn xem phim ma của Hồng Kông nên bắt chước theo cho ra vẻ. Thầm nghĩ bản thân mình đường đường là một đảng viên cộng sản lại có thể luân lạc đến mức giả thần giả quỷ, thật là buồn cười. Mọi thứ nhanh chóng được chuẩn bị xong, Diệp Phàm cẩn thận đóng cửa lại, miệng lẩm bẩm, nhưng thật ra là hát bài, áp thước đậu hủ, thấy người họ Diệp đã lui hết cả ngoài sân, hắn tới trước người tộc trưởng, nói khẽ. Tộc trưởng Diệp, ông không thể nói chuyện, nhưng đầu có thể chuyển động. Nếu như trả lời là đúng thì ngoảnh sang trái, không đúng thì ngoảnh sang phải, tôi sẽ có cách để ông mở miệng được. Điều kiện là ông phải giao ra tờ khai nhận tội của chủ tịch Ngô ra đây, bây giờ nó đối với ông cũng vô dụng rồi, tôi chỉ giúp Diệp Kim Liên lấy về phá hủy đi thôi. Tộc trưởng Diệp vẫn bất động, không lâu đầu ngoảnh sang trái, ý bảo bản thân không biết Diệp Phàm nói gì. Hừ, đến bây giờ rồi mà ông còn giả vờ, tôi biết hết rồi. Tuy nhiên ông không cần lo lắng vì tôi chỉ nhận lời giúp Diệp Kim Liên thôi, không phải cầm nó đưa cho thị trấn Lâm Tuyền. Nếu như ông không lấy ra, tôi khẳng định ông không thể dặn dò gì với người trong họ được rồi. Hơn nữa cuộc bầu cử lần này,
người họ Diệp cũng không chiếm ưu thế gì. Nếu như ông không thể dặn dò lại những chuyện quan trọng mà đi thì người tổn thất chính là họ Diệp, như vậy sao ông có thể đi gặp liệt tổ liệt tông? Cuối cùng việc ông làm là một việc tốt, Diệp Kim Liên và chủ tịch thị trấn Ngô bị ông hại đủ rồi, còn muốn phát điên lên ấy. Ông không sợ sau khi chết sẽ bị Diêm La cho xuống 18 tầng địa ngục sao, chủ tịch Ngô chờ ông ở dưới đấy. Diệp Phàm nói hết mọi nhẽ, thủ đoạn cũng dở hết ra. Chương 53, đời người như ván cờ. Tộc trưởng Diệp trầm lặng, xem ra lão cũng áy náy trong lòng chuyện chủ tịch Ngô và Diệp Kim Liên. Hơn nữa đó là chuyện tuyệt đối không thể lộ, không phải lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể lộ ra, cho dù sắp chết cũng phải nghĩ đến hậu sự của họ Diệp. Ông có phải sợ tôi lừa lấy đi tờ khai còn ông không có cách nào mở miệng? Vậy để cho tôi trừ tà trước đã để cho ông có cảm giác nóng lên, khí mạch dễ chịu sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên tôi chỉ để vậy thôi, còn muốn mở miệng nói chuyện được trừ khi ông đưa tờ khai nhận tội ra đây. Diệp Phàm nói xong ra bộ thần bí, miệng lẩm bẩm tụng niệm, đưa tay ra hơ vài vòng, sau đó chiêu một ngụm nước phun lên đầu ngón tay rồi điểm vào đầu Diệp Đăng Bang. Sau đó đột nhiên đặt một ngón tay vào thủ mạch của lão, vận khởi thuật dưỡng sinh, hắn cũng không biết là có kình khí nội gia nào đi ra ngoài không nhưng có cảm giác một sức nóng là lạ truyền vào kinh mạch của Diệp Đăng Bang. Theo sư phụ Phí kể lại thì mấy trăm năm trước họ Phí có một ông tổ tên là Phí Hạc là một cao thủ luyện khí nội gia, lúc vận công cực hạn có thể phun ra kình khí dùng công kích được như vũ khí thực thụ, cách không chừng 10 thước chém nứt một tấm ván dày 3 phân, tuy nhiên khi đó Phí Hạc đã tu luyện gần 120 năm. Thuật dưỡng sinh đột phá đến tầng thứ 8 mà giới võ thuật truyền thống Trung Quốc vẫn gọi là tiên thiên cao thủ. Tiên thiên cao thủ chính là đột phá thể chất người thường, tẩy rửa lại kinh mạch, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết. Tuy nhiên cao thủ cấp bậc này quá ít, đất Hoa Hạ mênh mông, anh hùng không dưới hàng vạn, hàng nghìn, nhưng tiên thiên cao thủ tuyệt đối sẽ không vượt qua một bàn tay. Đương nhiên, tiên thiên cao thủ cũng không như trong TV hay tiểu thuyết là có thể bay lên trời, sống thọ đến 200 tuổi chấm ETC, điều này quá mức trái với quy luật tự nhiên. Nhưng nói để sống tới chừng 150 tuổi không thành vấn đề. Đối với cao thủ ở cảnh giới siêu nhiên như tiên thiên, đồng chí Diệp Phàm trên căn bản cho rằng là bịa đặt ra, làm sao mà không nhúc nhích lại có thể cách 10 thước đánh gãy tấm ván, rồi lại còn phun khí như bắn đạn. Tuy nhiên đất Hoa Hạ tàng long ngọa hổ, không nhìn thấy cũng không có nghĩa là không có. Không lâu sau. Được Diệp Phàm vận công cứu chữa một lúc, Diệp Đăng Bang gắng sức ngoảnh đầu sang bên trái, đoán chừng là trong cơ thể nóng lên rồi nên bắt đầu tin Diệp Phàm. Kỳ quái chính là Ngô Đăng Bang cứ ra sức dùng đầu đụng vào đầu thành giường là một chiếc tủ liền do mấy tấm ván ghép vào, chắc cũng có niên đại xa xưa, phía trên còn có khắc một số họa tiết tinh xảo, không chừng còn là đồ cổ. Ông nói tờ khai nhận tội là ở trong tủ giường. Diệp Phàm vui mừng hỏi. Diệp Đăng Bang lại ngoảnh đầu sang bên trái, ý bảo không sai. Không sai, để tôi xem nào. Diệp Phàm vừa nói vừa cẩn thận gõ vào đầu giường dày khoảng một tấc, giống như một chiếc tủ dẹt. Hắn tìm tòi một lúc rồi phát hiện thấy con mắt một con mèo rất sáng liền ấn vào đó thì một cánh cửa mở ra. Bên trong có một hốc tối đứng khá nhiều thứ nào là sách vàng, sách bạc, bản đồ, etc. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng rất hiểu lễ phép. Lục được tờ khai nhận tội của chủ tịch Ngô rồi cũng không dám đụng đến những thứ cơ mật của họ Diệp dù rất tò mò, chỉ sợ chọc phải sự tức giận của tộc trưởng Diệp. Nhét tờ khai nhận tội vào người, Diệp Phàm nói. Ông yên tâm, chuyện này chỉ có ông, tôi, Diệp Kim Liên và Diệp Nhược Mộng biết, tuyệt đối sẽ không có người khác biết. Tôi thề. Vì để cho Diệp Đăng Bang yên tâm, Diệp Phàm phát lời thề độc. Sau đó Diệp Phàm tiếp tục vận thuật dưỡng sinh đả thông khí nghẽn cho Diệp Đăng Bang. Rốt cuộc lão cũng có thể ấp úng. Cảm ơn, tổ trưởng Diệp, ông thật xấu hổ, có lẽ cậu nói đúng, đây là báo ứng. Thay ông xin lỗi với Diệp Kim Liên nhé, ông không có cơ hội nữa rồi. Ai, ông thật muốn làm nhiều việc thiện để đền bù. Tuy nhiên tổ trưởng Diệp à, Diễm Tình Thảo không phải của ông. Khi đó sở trưởng Lưu của sở tài chính, thị trấn Lâm Tuyền nói chủ tịch Ngô muốn hạ bệ ông ta nên đã ra tay. Hơn nữa y còn nói là sẽ giúp họ Diệp trong cuộc bầu cử chủ tịch thôn, còn ông chỉ ra mặt ép chủ tịch Ngô viết giấy nhận tội. Ai, Kim Liên mặc dù không phải là người thôn này, nhưng chồng nó cũng là người họ Diệp à. Ông thật có lỗi, đã bị Long Mộ làm hoa mắt. Diệp Đăng Bang nghẹn ngào, lời nói người sắp chết bao giờ cũng chân thành. Thôi chuyện đã qua rồi,
Dì Kim Liên cũng không trách ông đâu. Diệp Phàm an ủi, quay đầu kêu. Vĩ Cường, anh mau vào đi, tộc trưởng Diệp có vài điều muốn nói. Diệp Vĩ Cường nhảy vào thì đã thấy Diệp Đăng Bang có thể mở miệng thì lập tức quỳ xuống trước Diệp Phàm, nói lớn. Anh Diệp, ân tình của anh đối với họ Diệp chúng tôi, Diệp Vĩ Cường xin thay mặt để ghi nhớ. Sau này anh ở thôn Đập Thiên Thủy chính là anh em với Diệp Vĩ Cường này, có chuyện gì xin cứ nói, dù lên núi đao xuống vạc dầu, Diệp Vĩ Cường tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Tốt, anh Vĩ Cường xin đứng lên, cả họ bàn bạc đi, tôi ra trước đây. Diệp Phàm đỡ Diệp Vĩ Cường dậy rồi đi ra ngoài. Vĩ Cường, tổ trưởng Diệp là một người thành thực, cũng là một dị nhân. Ngàn vạn không thể đắc tội, chuyện chọn chủ tịch thôn phải nghe theo nó. Ông nghĩ cả đời người rồi cũng như cây cỏ mà thôi, chúng ta cứ tận lực là được, tổ tông cũng sẽ không trách chúng ta, nếu cả họ Diệp chúng ta đều sống tốt thì có vào long mộ hay không cũng chẳng việc gì. Diệp Đăng Bang nói mấy câu chăn chối. Diệp Phàm đem tờ khai nhận tội giao cho Diệp Kim Liên, hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi, sau đó Diệp Nhược Mộng đem tờ khai bỏ vào lò đốt thành tro. Ai, một trang giấy đã hại bao nhiêu người. Diệp Phàm cũng cảm khái mãi. Dì Kim Liên, nếu như sau này Lưu Trì lại đến ép hỏi thì dì cứ bảo là đêm đó chủ tịch Ngô uống rượu say rồi nằm ngủ. Còn về chuyện Lưu Lương Huy cũng biết chuyện này, Diệp Phàm cũng không nói, hắn không muốn hai mẹ con đáng thương này hoảng sợ thêm một lần nữa. Hơn nữa Lưu Lương Huy thấy chủ tịch Ngô treo cổ thì chắc cũng đã hết hồn, giấu chuyện không kịp CSS đừng nói là khoe khoang. Những chuyện này cũng thật đúng là phức tạp, nguyên nhân nhất định là do tranh giành quyền lực giữa Bí Thư Tần và chủ tịch Ngô. Lưu Lương Huy cảm giác vị trí sở trưởng của Ý bị đe dọa nên manh động, hết thảy đều là hậu quả của cuộc đấu tranh chính trị giữa hai vị lão đại của thị trấn. Quan trường vốn không có tiếng súng như chiến trường, không thấy cảnh đầu rơi máu chảy, nhưng còn quỷ dị hung hiểm hơn rất nhiều. Lưu Lương Huy thật ra cũng chỉ là một con cờ đáng thương trong cuộc đọ sức giữa Bí Thư Tần và chủ tịch Ngô mà thôi. Bản thân mình hiện giờ cũng không khác Lưu Lương Huy nhiều lắm. Từ hoàn cảnh bị chủ tịch Thái chèn ép hay Bí Thư Tần lấy lòng, Diệp Phàm rất đồng cảm với Lưu Lương Huy, làm một con cờ tuyệt không dễ chịu, không thể làm chủ bản thân mình. Diệp Phàm chỉ biết nghĩ trong lòng như vậy còn cũng chẳng có cách nào. Thật ra thì đời người như một ván cờ, quan trường cũng là một phần đời người. Cho dù là cán bộ cấp tỉnh cũng chỉ là một con cờ có cấp bậc cao hơn mà thôi, nếu không muốn là quân cờ thì cố gắng thành người chơi cờ vậy, hơn nữa phải là người đánh cờ ở đỉnh của kim tự tháp. Diệp Phàm tạm thời chưa đạt tới cảnh giới này, mục tiêu trước mắt của hắn là làm tốt cuộc bầu cử ở thôn Đập Thiên Thủy, ra sức thay đổi một chút cuộc sống ở đây. Nếu quả được như vậy thì nếu bản thân có lên được chức phó phòng cũng thỏa mãn. Bản thân mình không phải là thần tiên muốn làm gì cũng được, chỉ biết nỗ lực hết sức mình thôi. Chuyện này cũng cho Diệp Phàm một bài học tốt, tăng thêm rất nhiều kinh nghiệm cho hắn, tuy nhiên kinh nghiệm này lại phải trả bằng mạng người. Buổi tối, Diệp Phàm đến nhà lớn họ Lý. Nhà lớn họ Lý vô cùng rộng rãi, chung quanh là tường rào vây kín lại chừng hơn trăm thước rộng rãi, trong nhà để đầy những tạ đá, gậy đá, cối xay bằng đá. Kỳ quái, nhìn điệu bộ này giống như sân luyện võ thời cổ, lần trước mình không thấy giờ lại thấy. Chẳng lẽ họ Lý trước kia là gia tướng hộ vệ của chúa công họ Lô? Diệp Phàm trong lòng hết sức buồn bực. Hoành Sơn, phục hay không, quá không có trình độ. Còn lâu mới bằng được ta, ha ha. Nghe giọng Lý Tuyên Thạch. Diệp Phàm đến gần mới phát hiện dưới tàng cây trên sân có mấy người, Lý Tuyên Thạch đang đấu vật tay cùng với một người đàn ông khỏe mạnh. Còn tộc trưởng Lý Viêm Đình đang ngồi nhàn nhã uống trà một mình. Ha ha, đang vật tay à, anh Lý rất khỏe, thằng em bội phục. Diệp Phàm ha ha cười nói. Tổ trưởng Diệp tới, để chê cười rồi. Chút nghề mọn ấy mà, cao siêu gì đâu. Lý Tuyên Thạch cười rất tự nhiên, chắp tay lễ theo động tác của người tập võ khiến Diệp Phàm sửng sốt. Hắn thầm nghĩ ngay cả lễ bái cũng đúng phong cách đại hiệp, không lẽ mình đoán đúng à nha? Nhìn thấy Diệp Phàm đang sững sờ, Lý Tuyên Thạch cười nói. Cậu em, ha ha. Chương 54, vật tay. Chút tài mọn ư, anh Lý quá khiêm nhường rồi. Ngay cả Kháo Sơn Hổ Thế Hùng nổi tiếng vật tay trong huyện Ngư Dương cũng còn thua anh. Gặp nhau còn phải chào một tiếng anh Lý đấy. Người thanh niên vừa cùng vật tay với Lý Tuyên Thạch nhìn lướt qua bộ dạng trắng trẻo thư sinh của Diệp Phàm, hừ một tiếng. Ha ha, không ngờ anh Lý lại có danh tiếng như vậy, Kháo Sơn Hổ vốn nổi tiếng cả huyện Ngư Dương mà.
hôm nay thằng em được mở rộng tầm mắt rồi. Diệp Phàm khẽ mỉm cười khen một câu cho Lý Tuyên Thạch mát mặt. Thật ra hắn đâu biết tên Kháo Sơn Hổ đó là ai vì mới về huyện đã bị nhét vào thôn đập Thiên Thủy. Cậu Diệp quá khen, là người trong nhà tâng bốc nhau mà thôi, cũng đâu phải như vừa rồi Hoành Sơn nói, ha ha. Lý Tuyên Thạch tỏ vẻ khiêm nhường, nhưng trong lòng cũng hết sức thoải mái. Ai nói đấy, anh Tuyên Thạch là ai chứ? Tổ trưởng Diệp, không phải em xem thường người thành phố, nhưng chân tay gầy yếu như vậy, anh Tuyên Thạch quét một cái là một lúc ngã luôn cả 10 người ấy chứ. Lý Hoành Sơn lại càng đắc ý khoác loác. Ha ha, phải không, vậy chúng ta vật một lần đi. Diệp Phàm chợt động, nếu như quả thực nhà họ Lý trước kia theo nghiệp võ thì dựa võ lực là có thể thu phục rồi. Anh, Lý Hoành Sơn ngẩn ra, miệng há hốc có thể nhét được cả quả đấm. Ngay sau đó mấy thanh niên khỏe mạnh họ Lý đều cười toáng lên vẻ coi thường. Lý Tuyên Thạch thì không cười mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm đến mức khó chịu, chắc là muốn cười nhưng cảm thấy mất lịch sự. Cậu Diệp, bỏ đi, dân quê không hiểu quy củ, lỡ ra bị chật tay thì không hay. Lý Tuyên Thạch nói rất chân thành. Không có chuyện gì, nếu cậu Hoành Sơn đây có thể thắng tôi thì tôi sẽ bao cả đám một chầu rượu thịt. Diệp Phàm thản nhiên. Ánh mắt tộc trưởng Lý Viêm Đình đang nhàn nhã uống trà chợt lóe lên, thầm nghĩ người thanh niên này chắc phải có thực lực, nếu không chẳng ngu đến nỗi tự mình rước lấy nhục nhã, tuy nhiên muốn đấu với Hoành Sơn thì đúng là như vậy, họ Lý ta đâu phải là hạng hèn yếu. Lão cũng hứng thú muốn xem Diệp Phàm thế nào liền cười ha hả. Tốt, người nhà họ Lý chúng ta rất hào sảng, ông cậy già ra mặt làm công chứng viên nhé. Có tộc trưởng Lý làm công chứng viên thì còn gì bằng nữa. Diệp Phàm nói, đến đây nào người anh em, cẩn thận bị chật tay đừng trách tôi nhé. Lý Hoành Sơn lắc lắc cánh tay, căn bản không coi Diệp Phàm vào mắt. Ha ha ha, bắt đầu đi, tuy nhiên nếu tôi may mắn thắng được thì Hoành Sơn phải gọi tôi là anh Diệp, lúc ấy đừng bảo lớn tuổi hơn nên không thể nhé. Diệp Phàm vẫn mỉm cười khiến Lý Tuyên Thạch hơi nghi ngờ. Tốt, Lý Hoành Sơn thiếu chút nữa thì nghẹn chết. Nếu như anh có thể thắng tôi thì tôi sẽ gọi 3 lần anh Diệp, tuyệt không sai lời. Gã gần như giống lên. Diệp Phàm đưa tay ra rồi hai người bắt đầu chiến đấu. Lý Hoành Sơn vừa ra tay thì lập tức dồn hết sức lực đè xuống muốn đánh phủ đầu, nếu là người bình thường đã sớm kêu đau rồi, bởi vì Lý Hoành Sơn đã luyện tập hơn 10 năm, nghe nói bóp một cái là có thể vỡ nát một củ khoai lang to, được người trong thôn gọi là ưng trưởng. Diệp Phàm khẽ vận thuật dưỡng sinh thuật. Vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Qua một lát, mặt mày Lý Hoành Sơn đã đỏ ửng mà tay Diệp Phàm vẫn như mọc rễ vậy, muốn di động một chút cũng là khó khăn. Lúc này mấy người họ Lý cười giễu lúc trước cũng không cười nổi, đừng xem Lý Hoành Sơn mới chừng 21, gã chính là cao thủ trẻ tuổi số 2 của nhà họ Lý sau Lý Tuyên Thạch. Tuy nhiên mọi người vẫn đang có ảo tưởng Lý Hoành Sơn cố ý nhường cho Diệp Phàm. Dù sao người ta là cán bộ từ thị trấn Lâm Tuyền tới. Nghe nói còn là cấp trưởng ban. Nếu để cho phát lực làm hắn mất mặt thì Lý Tuyên Thạch và tộc trưởng Lý Viêm Đình cũng khó xử, bọn họ đâu biết Lý Hoành Sơn đã dùng hết sức, đâu phải là chơi đùa. Bạo kính xuất. Lý Hoành Sơn thấy vật lâu như vậy mà không được gì cảm thấy rất mất mặt, rốt cục không nhịn được hét lớn một tiếng sử ra môn công phu tụ lực lợi hại nhất của nhà họ Lý Bạo Kính Công. Nghe nói công phu này thi triển ra thì có thể dồn kình khí toàn thân tụ vào một chỗ. Giống như nước lũ vỡ đê tràn ra. Tuy nhiên sau khi xử ra thì thân thể trong vòng nửa tháng cũng sẽ mềm nhũn vô lực. Đây chính là tác dụng phụ do tiêu hao thể lực quá mức tạo thành. Diệp Phàm cũng cảm giác sức lực trên tay Lý Hoành Sơn đột nhiên gia tăng, cánh tay hắn chưa kịp phòng bị nên bị đè xuống dưới, làm cho hội đồng đại biểu nhân dân nhà họ Lý đều trầm trồ khen ngợi Lý Hoành Sơn bây giờ mới thể hiện chân bản lĩnh, lúc nãy là đùa giỡn với tổ trưởng Diệp mà thôi. Ha ha ha. Trở lại nào. Diệp Phàm giả bộ rất cố gắng, ngay cả mồ hôi cũng toát ra, hô lên một tiếng rồi lật cổ tay không chút lưu tình đột nhiên dùng tầng thứ 3 của thuật dưỡng sinh đánh ra. Bạch! Cánh tay của Lý Hoành Sơn bị đè chặt xuống mặt bàn đá, toàn bộ đám nhà họ Lý ngây người. Lý Viêm Đình trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ tổ trưởng Diệp hóa ra là một cao thủ nội gia. Anh Diệp, Hoành Sơn nhận thua rồi, nhưng nếu như anh có thể vật được anh Tuyên Thạch thì tôi thật sự tâm phục. Sau này chính là thằng em của anh rồi, anh có dám thử không? Lý Hoành Sơn dứt khoát nhận thua, kêu một tiếng anh Diệp. Tuy nhiên thằng danh này cũng vô cùng giàu hoạt, chuyển ngay mồi lửa sang cho Lý Tuyên Thạch.
Đương nhiên, người nhà họ Lý cảm thấy bị Diệp Phàm thắng là chuyện hết sức mất mặt. Hơn nữa bọn họ cho là Diệp Phàm ăn may, vì thế đều nhìn vào Lý Tuyên Thạch, hy vọng gã có thể đứng ra áp đảo Diệp Phàm, đoạt lại thể diện. Hoành Sơn, không được vô lễ. Thua thì thua, phải có dũng khí. Người nhà họ Lý nâng lên được mà cũng đặt xuống được, quyết không để người khác xem thường, cậu Diệp nói đúng không? Lý Tuyên Thạch dù sao cũng là trưởng thành nên đưa đẩy rất khéo, nếu như Diệp Phàm không ứng chiến chính là yếu thế, nói rõ là nhận thua. Ha ha ha, anh Lý muốn thử thì thử thôi, tuy nhiên phải thay đổi hình thức đánh cuộc rồi, dù sao cũng phải làm lớn chút, nếu như thằng em may mắn thắng vậy thì xin lỗi rồi, tuy anh Lý lớn tuổi hơn nhưng vẫn phải gọi em là anh Diệp, còn chuyện bầu chủ tịch thôn anh Lý phải toàn lực hỗ trợ em. Đương nhiên. Nếu như em thua thì cũng sẽ dốc sức giúp họ Lý trong cuộc bầu cử. Có tộc trưởng Lý làm công chứng viên, anh Lý có dám thử không? Diệp Phàm cũng suy đoán là gần đây ba nhà Diệp, Lý, Ngô đều đã có hành động, mỗi ngày đều phát sinh vài chuyện như vậy, đoán chừng là có người ba họ đứng sau giở trò. Nếu như tiếp tục như vậy thì e cuộc bầu cử chưa diễn ra thì đã có đổ máu. Nếu có thể thắng lợi lần này thì đúng là quá tốt, bằng không thì chắc mình cũng phải cuốn gói khỏi đập thiên thủy rồi. Vật lộn đọ sức. Chính là ý muốn của Diệp Phàm lúc này. Lý Tuyên Thạch có chút do dự, đây không phải là bản ý của gã mà phải xem ý tộc trưởng Lý Viêm Đình. Đây là chuyện liên quan đến cả dòng tộc, tuy nhiên Lý Tuyên Thạch rất có tự tin với bản thân mình. Chương 55, đột phá tầng thứ tư. Ha ha, tổ trưởng Diệp, xem mấy người tuổi trẻ tranh đua, ông cũng thấy ngứa tay rồi, nếu không ngại thì đấu với ông một ván đi. Lý Viêm Đình không chút liêm sỉ đứng lên cùng muốn đứng lên vật tay với một thằng danh chưa giáo máu đầu như Diệp Phàm. Lão già này có thể đại biểu cho họ Lý tranh chức chủ tịch thôn nên ra mặt dĩ nhiên là dày như đáy nồi, không hề đỏ mặt, cả đám họ Lý xung quanh cũng ngây cả người. Lão thất phu, ông nhiều tuổi như vậy, bản lĩnh võ thuật cũng như nội công đều thâm hậu hơn, chẳng phải là rõ ràng muốn chiếm tiện nghi của mình sao? Không thể đấu, phần thắng không nắm chắc lắm. Lý Viêm Đình là hậu nhân của gia tướng họ Lô, gia tộc kia có từ triều Đường, có lẽ còn sớm hơn cả Trương Tam Phong, nói lão không có chút bản lĩnh là chuyện lừa đảo. Nếu không lão già này cũng không dày mặt mà ra tay với mình, bằng không thua thì còn biết để cái mặt già kia vào đâu. Diệp Phàm hơi hoảng hốt, vội vàng vận, thanh tâm quyết, trong thuật dưỡng sinh. Một luồng khí lạnh nhẹ nhẹ bốc lên trong lòng, tâm trí thoáng cái đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, cười nhạt. Tốt a. Có thể cùng giao đấu với tộc trưởng Lý là niềm vinh hạnh của thế hệ sau như cháu, kính mong tộc trưởng hạ thủ lưu tình, ha ha. Diệp Phàm gượng cười trầm ổn đưa tay ra, vận sức chờ phát động, đối thủ là lão Lý nên hắn không hề dám khinh suất. Quả nhiên, bản lĩnh thâm hậu của lão Lý lập tức thể hiện ra, Diệp Phàm cảm giác tay của lão không khác một cây gậy sắt, mơ hồ có một luồng kình khí ổn trọng từ tay lão truyền ra. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không chút yếu thế. Tuy nói gia tộc của lão Lý rất cổ xưa nhưng giờ cũng đã suy tàn rồi, nếu không cũng không phải khuất mình ở xó xỉnh này, thuật dưỡng sinh mà bản thân tu luyện nghe lão phí nói cũng đã truyền thừa được 2.000 năm rồi. Hơn nữa người trẻ tuổi dù sao vẫn có lòng hiếu thắng, cho dù ngươi có là một con lão hổ mạnh mẽ đi nữa thì ta cũng phải thử qua. Diệp Phàm vận ra 5 tầng sức lực của thuật dưỡng sinh khiến lão Lý cũng hơi kinh hãi, thầm nghĩ thằng danh cũng thực sự có bản lĩnh chứ không phải giống tuếch, không biết là đồ đệ của ai. Từ trong lòng bàn tay lão cảm nhận được một luồng kinh lực tuyệt đối thuần hậu hơn thằng cháu Tuyên Thạch của lão, không biết là loại cao thủ nào mà có thể dạy ra đệ tử như vậy. May vừa rồi không để cho Lý Tuyên Thạch giao đấu nếu không thì hỏng bét rồi. Lão Lý thầm kêu may mắn, đồng thời cũng bắt đầu gia tăng kinh lực từ từ. Lão không muốn một chiêu thắng ngay mà muốn thử xem bản lĩnh của Diệp Phàm nông sâu đến đâu. Diệp Phàm cũng dần dần gia tăng lực sức lực chống đỡ. 6 tầng. 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, 10 tầng rồi, sắc mặt Diệp Phàm đỏ bừng, nổi hết cả gân xanh, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu toát ra đầy mặt, biểu hiện của việc tuần hoàn máu tăng nhanh. Còn lão Lý cũng không dễ chịu gì, chòm râu không gió vẫn run lên bần bật, đám người họ Lý đều biến hẳn sắc mặt. Lão Lý là người có bản lĩnh thâm hậu nhất hiện giờ của họ Lý, sau khi mấy người cao thủ của gia tộc tham gia cách mạng rồi mất tích. Thế hệ sau của nhà họ Lý cũng không có ai có đủ căn cốt để luyện, hóa khí thần công của nhà họ Lý. Môn công phu này theo truyền thuyết là bắt nguồn âm dương hấp linh thuật của Vũ Văn Thành Đô thuộc gia tộc Vũ Văn,
có thể biến kình khí của kẻ địch cho bản thân sử dụng, nếu tu luyện đến tầng thứ 8 thì có thể hút nuốt kình khí của đối thủ, cực kỳ lợi hại. Tuy nhiên căn cốt để tu luyện một, hóa khí thần công, cũng đòi hỏi rất cao, người bình thường không thể tu luyện được. Kết quả là môn công phu này của họ Lý bị suy sụp dần, thỉnh thoảng đời sau có một, hai người đạt yêu cầu thì lại không chịu được cực khổ trong tu luyện. Rằng có một hồi Diệp Phàm dốc hết 10 tầng sức lực, còn lão Lý cũng đã dốc ra 9 tầng. Trong lòng lão lại càng hoảng sợ, thầm nghĩ thằng nhãi này không phải là cá trong ao, tất sẽ có ngày hóa rồng bay lên trời. Tuy nhiên lúc này lão Lý bắt đầu vận khởi hóa khí thần công, lão muốn hút thử một chút kình khí của Diệp Phàm để thăm dò sự thần bí nơi thằng nhãi này xem có thể sử dụng được phương thức hành khí hay không, học hỏi chỗ hay của trăm nhà cũng là bí quyết không ngừng tiến bộ của người tu luyện. Diệp Phàm cảm giác bàn tay mình càng lúc càng nặng, hình như bàn tay lão Lý là một trạm trung chuyển. Ban đầu còn chưa rõ ràng, sau một lúc mới cảm thấy kinh hãi, lão Lý hóa ra có thể hút được kình khí của bản thân. Kình khí thật ra là một thứ vô hình, chỉ là một loại cảm giác của người tu luyện mà thôi, nó chỉ biến thành hữu hình khi tới cấp độ tiên thiên, tuy nhiên điều này thì rất hiếm hoi. Thằng cụ nó, lão này âm độc thật, chẳng lẽ luyện cửu âm thần công hoặc là càn khôn đại na di? Diệp Phàm trong lòng chấn động, dồn hết kình khí toàn lực kích ra, tuy nhiên hắn biết cũng chỉ là dãy dụa mà thôi. Dù sao lão Lý đã tu luyện qua mấy chục năm, trong khi mình mới tu luyện 10 năm, sao có thể ngạnh kháng? Lúc lão Lý dồn sức đè tay Diệp Phàm xuống, người họ Lý đều lộ ra vẻ khinh thường lẫn vui mừng như điên. Vào thời khắc mấu chốt đột nhiên xảy ra chuyện quỷ dị, Diệp Phàm cảm giác đan điền nóng rực như một chén nước thép nung đỏ, còn ở dưới mệnh căn có một luồng kình khí âm nhu bốc lên. Một nóng một lạnh hợp với nhau xảy ra một phản ứng rồi sinh ra một kình lực quỷ dị trên cánh tay. Trong đầu của Diệp Phàm mơ hồ thấy bốn vòng tròn màu vàng nhạt quấn quýt lấy nhau, giống như vòng vân gỗ tính tuổi của cây. Hắn biết thuật dưỡng sinh mà bản thân tu luyện do bị cưỡng ép từ bên ngoài mà nhân họa đắc phúc, rốt cuộc đột phá lên tầng thứ tư. Sư phụ Phí đã nói, thuật dưỡng sinh thuật đột phá đến tầng thứ tư mở ra ý cảnh trong tâm tưởng, hiện ra bốn vòng tròn màu vàng nhạt. Sau này mỗi lần tiến thêm một cảnh giới mới sẽ thêm một vòng tròn. Tuy nhiên đây là một loại huyễn cảnh trong ý thức, không phải là thật sự, cũng như ảo giác của người bị đánh ngất. Thuật dưỡng sinh được phân ra 12 tầng lớn, mỗi tầng lại chia 4 cảnh giới nhỏ là khai nguyên, tiệt lưu, chữ luyện, thuần hóa. Mỗi tầng lớn sau khi đạt tới cảnh giới đại viên mãn thì sẽ đột phá tầng cao hơn, năng lực tu vi cũng theo đó mà tăng lên. Vào lúc dùng lực đánh ra, lão Lý tuyệt đối không nghĩ đến Diệp Phàm lại có thể tìm được đường sống trong đất chết. Quả đấm thoáng cái đã bị Diệp Phàm áp chế ngược lại, mắt thấy sắp bị áp xuống bàn đá, lão Lý dồn hết sức lực lần nữa. Đáng tiếc đã không còn cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay của mình bị Diệp Phàm từ từ chiếm thượng phong, quả thực là một loại tra tấn tâm linh đến cơ thể. Mấy người họ Lý chung quanh bao gồm cả Lý Tuyên Thạch đều kinh ngạc. Hai trụ cột của họ Lý là Lý Tuyên Thạch và Lý Hoành Sơn lại càng nhìn chừng chừng đến nỗi con người sắp rớt ra, trong mắt lộ ra sự hoảng sợ và kính trọng. Lý Viêm Đình bình thường chính là thần linh trong lòng bọn họ, hiện giờ lại sắp thua một thằng danh chưa ráo máu đầu. Kỳ quái là lúc Lý Viêm Đình coi như đã chấp nhận bại cục thì đột nhiên cảm giác cánh tay Diệp Phàm lại nhẹ đi, hai bên nhanh chóng trở về thế cân bằng. Tộc trưởng Lý bản lĩnh thâm hậu, cháu cảm thấy không bằng, coi như đánh ngang tay nhé. Diệp Phàm cười ấm áp. Ha ha ha, hậu sanh khả úy. Lý Viêm Đình phản ứng cũng không chậm, biết Diệp Phàm cho lão một bậc thang để đi xuống, nhất thời âm thầm tán thưởng. Lão cảm thấy Diệp Phàm tuy nói trẻ tuổi, nhưng thực có phong độ đại tướng. Nếu đổi là bản thân mình chưa chắc đã có thể thu tay lại, quay đầu lại nói với Lý Tuyên Thạch. Tuyên Thạch, sau này họ Lý toàn lực ủng hộ cậu Diệp, có thể chúng được vị trí chủ nhiệm thôn là phúc phận của họ Lý, không được cũng không cần nghĩ nhiều. Hoành Sơn, sau này phải học tập cậu Diệp nhiều vào, đừng có tưởng học được mấy miếng mèo quào thì đã không biết trời cao đất dày là gì. Cuối cùng Diệp Phàm đương nhiên là bị họ Lý cho bò bốn chân mới trở về được cung cũ. Họ Lý không chiếm được tiện nghi khi vật tay thì phải triển lộ uy phong trên bàn rượu. Huống chi Diệp Phàm bị quần đấu, tuy nhiên hắn cũng vui vẻ tiếp hết, đến khi say mềm mới hài lòng ra về. Vào chập tối trong cung chỉ có mẹ con Diệp Kim Liên và nhị nha tử, còn Xuân Thủy lên thị trấn vẫn chưa về. Diệp Nhược Mộng hiện giờ cũng đã an tâm vì đã tiêu hủy được tờ khai nhận tội của Chủ tịch Ngô. Chương 56, mũi tên đen bị vây.
Vì thế tối hôm đó Diệp Phàm được Diệp Nhược Mộng hầu hạ trong cung như phi tần triều hoàng thượng, sẵn hơi rượu ngà ngà lột phăng hết quần áo của cô. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn nhìn thấy Ngọc Phong cao ngất, thân thể trắng nõn, vùng cỏ thơm tùm nơi u cốc tiêu hồn. Diệp Phàm nổi cơn cuồng bạo, không hề có một phút dạo đầu, cứ thế vác thương ra trận làm tấm ván gỗ phòng phát ra tiếng kẽo kẹt, tiếng rên rỉ thì thầm mê người. Đương nhiên, những thứ này cũng không thể gạt được Diệp Kim Liên, chị cũng sớm biết điều này vội vàng gạt nhị nha tử ra chỗ khác không làm hư thằng bé. Ngay cả Diệp Kim Liên đã phòng không rất lâu, gần đây mới được chủ tịch Ngô dạo qua cũng cảm thấy nóng rực phải đi tắm rửa hồi lâu mới dịu xuống. Tư tưởng Diệp Kim Liên lúc này cũng rất thoải mái. Nếu con gái mình có thể cột được với tổ trưởng Diệp tuổi trẻ có tiền đồ sáng lạn là một chuyện tốt. Tuy nói không thể kết hôn nhưng Diệp Phàm dù sao cũng phải thu xếp, biết đâu có thể chuyển vào biên chế chính thức. Vì thế khi con gái đỡ lấy Diệp Phàm uống say trở về, chị cũng dặn dò con gái những kỹ xảo cần thiết, dù sao Diệp Kim Liên cũng là người từng trải hơn. Vào nửa đêm, Diệp Phàm đang ôm Diệp Nhược Mộng ngủ say thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập nên bừng tỉnh. Cuống quýt mặc xong quần áo mở cửa thì thấy một thôn dân nói gấp gáp. Tổ trưởng Diệp, xảy ra việc lớn rồi. Chủ nhiệm Lý bị bao vây rồi, nếu không thoát được sẽ phiền to. Chủ nhiệm Lý, ai là chủ nhiệm Lý? Diệp Phàm nhất thời có chút mơ hồ, chủ nhiệm, sở trưởng ở thị trấn Lâm Tuyển có rất nhiều, hắn mới chỉ đến đây căn bản không thể nhớ nổi. Lúc này điện thoại vang lên, Diệp Nhược Mộng ở trên lầu hô. Diệp Phàm, chủ tịch thị trấn tìm anh. Tiểu Diệp, cậu phải nhanh chóng đến trong thôn đi. Chủ nhiệm ban sinh đẻ có kế hoạch Lý Hiên Thạch đã bị bao vây, nhất định phải giải cứu cho bọn họ. Cậu là tổ trưởng tổ công tác nên quen thuộc tình hình địa phương, phải ngăn chặn mọi chuyện không để xảy ra đổ máu. Giọng Thái Đại Giang nghe vẻ bối rối, thôn đập Thiên Thủy làm y vô cùng nhức đầu. Nơi đây toàn là dân quê lạc hậu, trong lúc công tác sinh đẻ có kế hoạch dù sao cũng phải làm tốt. Nếu không cuối năm trong phần đánh giá công tác cán bộ sẽ nếm phải uy lực của một phiếu phủ quyết. Nói cách khác, dù cho mọi thứ khác làm tốt mà công tác này không được thì sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả chung. Ở trên đường, Diệp Phàm hỏi một chút mới biết thì ra là tối nay Phó chủ nhiệm Lý Hiên Thạch dẫn theo người trong ban sinh đẻ có kế hoạch thị trấn Lâm Tuyền thực hiện hành động, mũi tên đen tiềm phục trên ngọn núi đầu thôn. Nửa đêm cả bọn xông vào để thực hiện công việc đình sản ở nhà Lý Nhị Cầu. Bởi vì Lý Nhị Cầu đã sinh tới 4 lần rồi, đã thử qua hết các cách cổ truyền lẫn hiện đại nhưng vẫn toàn là vịt rời, đều không sinh ở nhà nên lúc trước ban sinh đẻ có kế hoạch muốn bắt người đều tìm không thấy, tuy nhiên tin tình báo lần này của Lý Hiên Thạch rất chính xác. Biết được Lý Nhị Cầu và bà xã của y có nhà là cả nhóm lập tức phóng đến, hơn nữa đầu nghề cũng chuẩn bị sẵn, mọi việc đều chu đáo khiến Lý Hiên Thạch cảm giác bản thân mình có được năng lực làm mã tặc đời xưa. Cũng khó trách Lý Hiên Thạch vội vàng, bởi vì chủ nhiệm ban sinh đẻ có kế hoạch thị trấn Lâm Tuyền được điều đi tới giờ vẫn chưa có người lên thay. Tuy y được Thái Đại Giang cũng tính toán nâng lên nhưng bị bí thư Tần lấy cớ là năng lực Lý Hiên Thạch có vấn đề nên đè xuống. Vì vậy Lý Hiên Thạch cũng gấp a, vì mũ quan mà tự mình xuất mã chạy tới thôn đập Thiên Thủy làm ra thành tích. Ai ngờ vừa bắt được bà xã của Lý Nhị Cầu là Trương Tứ Hoa vừa định rời đi thì bị Lý Nhị Cầu tiện tay cầm một cây gậy gỗ phang trúng chân, sau đó bị ôm cứng lại. Sau đó 10 vị đội viên của mũi tên đen, vì muốn giải cứu mà cũng bị vây lại, chỉ thoáng sau người họ Lý đã chạy đến muốn thoát cũng không được. Diệp Phàm vội vàng chạy đến được nhà Lý Nhị Cầu thì đã thấy đầy những người đang giơ cao nào là gậy gỗ, gậy sắt, gạch đá. Trong biệt đội mũi tên đen thì đã có 3 đội viên nằm thẳng cẳng dưới đất. Người của họ Lý tuy nói căn cốt bình thường nhưng cũng luyện qua mấy chiêu, mấy tổ viên mũi tên đen tuy đều là quân nhân xuất ngũ nhưng có một câu mãnh hổ nan địch quần hổ a. Dừng tay. Diệp Phàm thấy chuyện quá khẩn cấp, mấy đội viên của ban sinh đẻ có kế hoạch đã bị dồn đến góc tường, người họ Lý thì đang sát khí đằng đằng, nếu xảy ra chết người thì cũng chẳng biết quy trách nhiệm vào ai nên vội vàng thét lớn xông lên. Người nhà họ Lý thấy tổ trưởng Diệp tới rồi thì cũng dừng tay. Hoành Sơn, nói xem chuyện gì xảy ra. Diệp Phàm liếc mắt thì thấy tên Lý Hoành Sơn vừa vật tay với mình đứng lẫn trong đó. Thằng danh này cũng tàn ác a, vừa đá cho một đội viên mũi tên đen đá cho bầm tím. Hắc hắc, là anh Diệp, tôi cũng đâu biết chuyện gì đâu, thấy giống như có giặc cướp vào nhà Nhị Cẩu nên tới đây bắt giặc thôi. Lý Hoành Sơn gượng cười tiến lên. Đánh cướp. Diệp Phàm lẩm bẩm rồi nhìn nhà Lý Nhị Cầu một cái, nhà này thì cướp được cái gì chứ?
Tường gỗ đã hư hại, trong phòng thì trống trơn. Mấy cái giường ọp ẹp bên trên có mấy cái chăn bông hôi xì. Hiện đại nhất trong nhà là một chiếc máy thu thanh không biết từ niên đại nào, không biết có phải là đồ đồng nát thu gom hay không. Nhà này cũng có cướp tới thì đúng là mắt mù rồi, Lý Hoành Sơn nhìn Diệp Phàm đánh giá căn phòng thì cũng chột dạ, biết mình vừa rồi nói quá ngu, ngay cả một đứa trẻ lên ba cũng không tin. Diệp, tổ trưởng Diệp, chúng tôi đang thi hành công vụ, những người này công khai kháng cự pháp luật, tôi hy vọng tổ trưởng Diệp lập tức báo lên cho đồn công an thị trấn Lâm Tuyền mời cảnh sát tới chấp pháp. Ôi, chẳng còn luật pháp gì hết. Lý Hiên Thạch kêu lên oai oái, chân cẳng đã bị biến thành chân heo rồi. Luật pháp cái rắm, người của ban sinh đẻ có kế hoạch đêm khuya vào phòng người khác bắt người lại còn muốn pháp luật bảo vệ, nếu lộ ra ngoài càng chết nữa. Tuy nhiên công tác này cũng rất khó khăn nên lãnh đạo bên trên cũng mắt nhắm mắt mở. Giờ chủ yếu nhất là thoát thân, nhìn tình huống Trương Tứ Hoa cũng không được tốt, coi chừng mấy đội viên mũi tên đen ép cho thành đẻ non cũng có thể. Diệp Phàm trong lòng cười khổ an ủi. Chủ nhiệm Lý, nhanh chóng trở về thị trấn Lâm Tuyền trị thương quan trọng hơn, nếu như chậm tàn phế đôi chân thì phiền rồi. Diệp Phàm muốn thừa cơ thoát thân, về phần nói bắt bà xã của Lý Nhị Cầu thì lờ đi. Làm ầm lên thì người nhà họ Lý bùng phát đánh hết cả đám người của ban sinh đẻ có kế hoạch thì xong đời. Lý Hiên Thạch cũng hiểu, vội vàng gật đầu. Tốt, đi về trước chị. Chậm đã. Bà xã của tôi bị các ngươi đả thương rồi, đừng có mong chạy. Lý Nhị Cầu lúc này đột nhiên chạy tới ôm lấy Lý Hiên Thạch, người nhà họ Lý cũng giơ gậy gộc sẵn sàng, tình thế thoáng cái lại trở nên khẩn trương. Muốn làm gì, Lý Nhị Cầu, buông tay, vợ anh để đó tôi chữa trị cho. Diệp Phàm hô, chương 57, thủ đoạn cứng rắn. Mày là cái thá gì, hôm nay không đưa đủ 1.000 đồng thì đừng mong rời khỏi đây, đem tiền đây. Hừ, Lý Nhị Cầu mới từ bên ngoài về nên căn bản không biết Diệp Phàm là người phương nào, gã nhìn quanh toàn thấy người họ Lý nên lớn mật làm càn. Được, 1.000 đồng phải không? Tôi cho, Hoành Sơn, anh tới làm chứng đi, tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Diệp Phàm hơi nổi giận, con mẹ nó cũng quá khoa trương. Tốt lắm Nhị Cầu, tổ trưởng Diệp đã nói vậy rồi thì vợ anh không xảy ra chuyện gì đâu, buông tay đi. Lý Hoành Sơn bị ánh mắt chằm chằm của Diệp Phàm nhìn vào bất đắc dĩ phải giải vây. 1.000 đồng có thể cho anh, tuy Lý Nhị Cầu anh nghe kỹ cho tôi. Sau khi tôi chữa thương xong phải đưa vợ anh đến bệnh viện huyện Ngư Dương triệt sản, có muốn 1.000 đồng không? Diệp Phàm cũng là khí thế bức người, đối với người dân thôn Đập Thiên Thủy mà nói thì cứ phải phủ đầu là tốt nhất. Cái này, này, Lý Nhị Cầu đáng thương nhìn Lý Hoành Sơn rồi vội vàng buông tay. Bà xã Trương Tứ Hoa đang mang thai, nếu đem đi triệt sản vậy thì coi như gã đoạn tử tuyệt tôn, còn về 4 con vịt rời kia thì coi như không, nên Lý Nhị Cầu không sợ mới là lạ. Bỏ đi Nhị Cầu, tôi chị Hoa cũng không chuyện gì đâu, đỡ chị ấy dậy đi. Về phần tiền coi như xong. Lý Hoành Sơn nhíu mày bất đắc dĩ nói, liếc mắt nhìn Lý Hiên Thạch, ý tứ bảo là người của ban sinh đẻ có kế hoạch cũng bị thương, nếu quả thật phải đền tiền thuốc men thì không phải ngươi chịu thiệt sao. Chủ yếu là phải cho tổ trưởng Diệp chút mặt mũi. Hơn nữa tổ trưởng Diệp cũng không phải là người bình thường, có thể đấu ngang tay với tộc trưởng nhà mình khiến Lý Hoành Sơn vô cùng bội phục. Ngay cả tộc trưởng cũng nói hắn là một dị nhân, không thể đắc tội. Lý Nhị Cầu bất đắc dĩ tới đỡ vợ gã dậy, tuy nhiên lúc này lại có một giọng xúc xiểm. Lý Nhị Cầu, sao bình thường thấy ngươi trong thôn nghênh ngang vậy mà giờ thun vòi rồi à? Vô dụng, hèn nhát. Phụ nữ có chồng mà ngay cả vú về cũng để người ta sờ soạng thì nói làm quái gì, không chừng cái đổ phía dưới cũng dâng luôn rồi. Hắc hắc, có phải là đàn ông nữa không? Đúng là quá mất mặt người họ Lý đi. Ngươi, ngươi! Lý Nhị Cầu giận đến xám mặt lắp bắp, dương mắt nhìn lại thì thấy là Lâm Tuyền ba bá Lý Đức Quý, vì thế cũng không dám phát tác nên rất khó chịu. Nhìn sang Diệp Phàm thì thấy có thể ăn hiếp được tên thư sinh này liền hung hăng. Không được! Hôm nay không lấy được 1.000 đồng thì ông mày không để yên. Vừa nói tiện tay cầm một cây gậy gỗ to bằng bắp tay giơ lên, ra bộ liều chết. Không sai, như vậy mới là đàn ông chứ. Đập Thiên Thủy chúng ta không có bọn hèn nhát. Mọi người nói đúng không, cứ nhịn rồi để người ta lấn tới trước cửa. Vậy thì còn mặt mũi nào đi gặp tổ tông nữa. Lúc này có một tên đứng đằng sau Lý Đức Quý hô lớn. Trương Thanh Vượng, mày sủa cái gì đó. Lý Hoành Sơn hơi nổi giận,
cảm thấy rất mất mặt. Mẹ kiếp, đám người họ Trương cũng tới đây tham gia náo nhiệt, chắc là do lần bầu cử này người họ Trương cũng có một ứng cử viên. Họ muốn khơi lên mâu thuẫn trong họ Lý để thừa nước đục thả câu làm cho tình huống phức tạp. Tuy nói người cầm đầu họ Lý, họ Đê, họ Ngô đồng ý không gây chuyện nhưng họ khác muốn quấy rối thì sao? Diệp Phàm trong lòng sầu lo không dứt, lại thấy hai tên Lý Đức Quý và Trương Thanh Vượng lại giơ gậy lên tiến về hắn. Lý Hoành Sơn cũng không tiện nói, dù sao nếu họ Lý tỏ ra quá yếu nhược sẽ bị ba họ khác xem thường. Thật muốn gây chuyện phải không? Lý Đức Quý, Trương Thanh Vượng, có gan thì đứng ra đây. Thằng cụ nó, để xem tao có trị được hai thằng mày không? Diệp Phàm vận khởi thuật dưỡng sinh hét lớn một tiếng, giống như sét đánh giữa trời quang rồi đập cái ghế gỗ đánh chát một cái vào đùi vỡ tan, thuận tay cầm hai chiếc cẳng ghế làm xong thiết côn chỉ vào Lý Đức Quý và Trương Thanh Vượng hô lớn. Lúc này hắn hoàn toàn trông như xã hội đen, còn đâu hình tượng cái gì mà tổ trưởng, cán bộ cấp trưởng ban. Hai người nhất thời bị trấn trụ, rụt cổ lùi về phía sau một bước. Cả trăm người xung quanh cũng theo bản năng lùi lại mấy bước. Đùa giỡn sao? Cái ghế kia cứng như sắt, đập lên bàn đá hồi lâu mới gãy. Bản thân mình là máu thịt, đụng phải thì không sứt đầu cũng mẻ chán rồi. Chớp thời cơ mọi người đang sững sờ, Diệp Phàm hô. Đi! Mấy người đội viên của mũi tên đen cũng không phải ngu muội, nghe Diệp Phàm vừa hô thì vội vàng Lý Hiên Thạch lên nhanh chóng rút lui đi ra ngoài. Phía trước có Diệp Phàm cầm chân ghế mở đường nên không ai dám đứng ra ngăn cản, dù sao Diệp Phàm cũng là người của chính phủ. Không sợ là nói khoác. Đợi đến khi cả đám đã lên xe chuồn đi thì Diệp Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện thấy mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Vừa rồi đúng là quá nguy hiểm, nếu cả trăm người cùng xông lên thì với chỉ một mình vừa đạt tới cảnh giới khai nguyên của thuật dưỡng sinh chắc sẽ bị làm gỏi. Mới vừa đi tới cửa cung thì hắn phát hiện thấy nhị nha tử dẫn mấy người họ Ngô đang đứng chờ. Thì ra nhị nha tử thấy tình huống không ổn vội vàng chạy báo cho Ngô Thiên Lĩnh. Khi tới nơi thì mọi chuyện đã xong vì Ngô Thiên Lĩnh ở tại giữa thôn. Còn Diệp Nhược Mộng cũng gọi Diệp Vĩ Cường và hiệu trưởng Trương tới. Cảm ơn anh Ngô, anh Diệp, anh Trương. Diệp Phàm trong lòng ấm áp dễ chịu, dù sao người ta cũng tới để giúp mình, khi đơn độc mới thấy chân tình, biết thế nào là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết giá. Người anh em Diệp không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Đám người Ngô Thiên Lĩnh lao sao mấy câu rồi trở về tiếp tục ngủ. Đã tới rồi thì ngồi uống chút gì đi. Diệp Phàm quay đầu nói với Diệp Nhược Mộng. Cô giáo Diệp, phiền cô và dì Kim Liên dọn vài món ăn, bảo nhị nha tử ra quán mua vài bình nhị hoa đầu về ngồi uống đi. Làm vài ly cho ấm bụng rồi trở về cho thoải mái. Mọi người gật gù đến khi ngà ngà mới về, quan hệ lại càng thêm thân thiết. Người Hoa Hạ đúng là có văn hóa rượu, câu này cũng không phải nói suông. Diệp Nhược Mộng tối nay lại càng dịu dàng động lòng người. Cô mặc một bộ váy liền áo màu vàng tươi, để lộ cặp chân trắng nõn thon dài đẹp tuyệt trần. Chiếc váy vừa khéo ôm khít lấy cơ thể làm tôn vóc người tuyệt mỹ, bầu ngực căng tròn giống như hai đóa hoa sen vươn lên. Diệp Phàm nhìn thấy cũng phải nuốt khan một ngụm, thở dài nói. Thiên nhiên khứ điêu sức, thanh thủy xuất phù dong, chọc thanh liên nhi bất yêu. Đang ngồi ngây ngốc thì Diệp Nhược Mộng đã sớm đến hậu đường đun một thùng gỗ lớn nước gọi Diệp Phàm đi rửa. Sự quan tâm này khiến cho hắn cảm động tận đáy lòng. Nhược Mộng, tới đây kỳ cho anh đi. Tên khốn Diệp Phàm được voi đòi tiên, thả người nằm trong thùng gỗ còn muốn nếm mùi làm thiếu gia có nha đầu hầu hạ. Nằm mơ đi. Nhược Mộng nguyết hắn một cái rồi đi ra cửa. Mộng à, con đi kỳ cọ cho tổ trưởng Diệp một chút đi, cậu ấy quá mệt rồi cũng cần thư giãn một tí. Diệp Kim Liên từ tầng dưới nói vọng lên. Mẹ! Diệp Nhược Mộng đỏ hồng cả mặt. Dưới ánh đèn lộ ra vẻ kiều mị đến cực điểm. Chỉ có thể dùng câu nhân diện đào hoa tương ánh hồng để diễn tả. Cô khẽ cúi đầu cầm một chiếc khăn lông kỳ lên người Diệp Phàm khiến cho hắn nhìn đến to đầu. Mệnh căn phía dưới đã sớm nhất trụ kình thiên vận sức chờ phát động. Hắn kìm không nổi đưa tay ra chụp một cái lôi tuột Diệp Nhược Mộng vào trong thùng gỗ. Chương 58, không nổ không được. Diệp Nhược Mộng giãy giụa một lát rồi cũng để cho Diệp Phàm được như ý. Bàn tay hắn nghịch ngợm từ khe rãnh giữa hai ngọn núi tới chỗ vùng cỏ rậm rạp, hai cặp môi đã sớm dính sát vào nhau. Trong thùng gỗ vang lên tiếng ỉ oạp, không biết nhị nha tử có nghe thấy hay không, quả thực là đầu độc trẻ em. Trong một gian phòng của quán rượu Tử Vân số 1 thị trấn Lâm Tuyền,
có mấy người mang vẻ mặt lo lắng đang ngồi. Đội trưởng Lý của đội cảnh sát hình sự tỉnh cau mày hớp một ngụm trà ô long, trong miệng cảm thấy đắng ngắt, nhìn lướt qua mọi người nói. Chuyện này quả thật khó khăn, Điêu Lục Thuận và ba quý tử giống như chuột cống chui biến xuống đất, chẳng lẽ đã chạy tới Giang Chiết rồi. Theo tin tức báo về thì chưa, tuy nhiên cũng không thể loại bỏ khả năng này, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý sẵn. Mọi người đều biết hai tên này trơn như cá trạch, mỗi tên đều đã từng giết mười mấy người, ngay cả quân nhân, cảnh sát cũng dám ra tay. Cấp trên rất coi trọng lần vây bắt này, giờ cấp cho mấy anh điện thoại di động, còn có thêm người gia nhập vào tổ trọng án chúng ta. Người nào vậy đội trưởng Lý? Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Mạc Hương Vu Kiến Thần tò mò hỏi. Nghe nói là tuyển chọn ra từ lực lượng đặc biệt liệp báo của quân khu lĩnh Nam, tên là Tề Thiên, chừng 20 tuổi, mang quân hàm thượng úy đại đội trưởng, chắc còn dẫn theo cả một nhóm lực lượng đặc biệt. Đội trưởng Lý nói vẻ thần bí. Ách, một vị thượng úy có gì kỳ lạ? Phó Cục trưởng Cục Công an huyện Ngư Dương Chu Bách Thành ngạc nhiên, thứ nhất là xem Tề Thiên chỉ là một thằng nhóc trẻ tuổi, thứ hai cấp bậc cũng không cao. Cục Phó Chu, anh chưa biết lực lượng liệp báo của quân khu lĩnh Nam có danh tiếng rất lớn, ha ha. Triệu Thiết Hải lộ vẻ hâm mộ, ngắt lời lãnh đạo. À, Thiết Hải cũng biết liệp báo, nói nghe một chút. Vu Kiến Thần khẽ mỉm cười. Hắc hắc, Cục Phó Vu, tôi vốn là lính trinh sát chuyển ngành, trước đó tâm nguyện của tôi là có thể được vào liệp báo, đáng tiếc vào không được, đau lòng a. Chỉ một chút xíu nữa là có thể vào được liệp báo rồi. Nghe nói liệp báo là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của đại quân khu lĩnh Nam, tùy tiện lấy ra một thượng úy trong đó cũng mạnh hơn một thiếu tá chính quy, tất cả đều là siêu cao thủ ngàn người chọn một. Tề Thiên mới 20 tuổi có thể thăng làm thượng úy đại đội trưởng là vô cùng không đơn giản, tuyệt đối là một cao thủ, nói không chừng còn có bối cảnh thâm hậu. Có gã đem theo một nhóm gia nhập chúng ta vậy thì hành động lần này càng thêm chắc chắn rồi. Triệu Thiết Hải vô cùng hưng phấn, hai tay cứ luôn xoa xoa, giống như rất khẩn trương. Ừ, Thiết Hải nói không sai, cho nên chờ một chút bọn họ tới là hai vị đại cục trưởng có thể thấy ngay, ha ha. Đội trưởng Lý Sương Hải cười nhẹ. Đội trưởng Lý, cho dù là tội phạm cấp 2 cũng không nên mời bừa liệp báo đến đây chứ. Bọn họ tuy nói là quân nhân tinh anh nhưng chúng ta cũng là người có năng lực trong công an, được phái trực tiếp từ ban công an tỉnh xuống, thêm cả một vài cảnh sát hình sự có kinh nghiệm là được, cần gì làm phiền bộ đội ra tay. Cứ như vậy chẳng phải là cho lãnh đạo quân đội xem nhẹ cảnh sát chúng ta. Bộ dạng Vu Kiến Thần dường như không phục, cảm thấy rất mất thể diện. Triệu Thiết Hải và Chu Bách Thành cũng có tâm tư này. Dù sao đuổi bắt tội phạm là bổn phận của bản thân mình, để người ngoài xen vào chứng tỏ là công an không có năng lực. Ai, mới đầu tôi cũng nghĩ như các anh vậy. Tuy nhiên ban lãnh đạo có nói thêm, lần này bọn họ tới đây còn thi hành nhiệm vụ bí mật. Hành động đuổi bắt đào phạm phải do liệp báo làm chủ, chúng ta chịu trách nhiệm điều tra và trợ giúp. Đoán chừng Điêu Lục Thuận và ba quý tử có việc gì đó động đến quân khu lĩnh Nam. Nếu không bên quân đội sau khi biết được tin tức cũng sẽ không gấp gáp đến vậy. Hơn nữa theo tin tức nói có thể đàn em của Điêu Lục Thuận, biết đâu còn có vũ khí uy lực lớn, là một nhân vật cực đoan nguy hiểm. Đội trưởng Lý phân tích. Tuy cũng chỉ có thể nói là suy đoán, phục tùng mệnh lệnh là được. Thiết Hải, tình huống thôn đập Thiên Thủy như thế nào? Tổ trưởng Diệp nói là chưa điều tra ra nhân vật nào khả nghi, thôn đập Thiên Thủy quá lớn. Nhân khẩu trên vạn người nên quả thật làm phiền Diệp Phàm rồi. Nghe nói mới vừa rồi chủ nhiệm Lý Hiên Thạch ban sinh đẻ có kế hoạch mang theo tổ hành động mũi tên đen đi bắt người bị thôn dân vây đánh đến bị thương. Chủ tịch Thái và Bí Thư Tần gấp đến độ gọi tôi ứng cứu. Tôi đang chuẩn bị xuất quân thì một mình tổ trưởng Diệp đã giải quyết, thành công cứu được đội viên mũi tên đen, người anh em này quả không đơn giản a. Triệu Thiết Hải dường như vẫn còn sợ hãi, đưa tay vuốt mặt. Một người có thể giải quyết được sao? Chu Bách Thành biết rõ tình huống thôn đập Thiên Thủy nên kinh ngạc. Ách, nghe các anh nói như thôn đập Thiên Thủy là đầm rồng hang hổ vậy, có đáng sợ vậy không chứ? Chúng ta là công an mà. Đội trưởng Lý Sương Hải khó hiểu, hơn nữa còn không tin. Tuy hồi trước bọn họ đã gặp qua nhiều tình huống phức tạp ở thôn đập Thiên Thủy nhưng cũng không quá coi trọng, chỉ cảm thấy thôn dân ở đó tuy đông nhưng không hiểu biết nhiều lắm về pháp luật. Lý Sương Hải phụ trách mấy ngàn vạn người tỉnh Nam Phúc, một vạn người chỉ là một bữa ăn sáng, loại lưu manh nào chưa gặp qua, một thôn hẻo lánh thì cho dù phiền toái nào cũng không phải là quá lớn. Đội trưởng Lý có thể chưa rõ,
nói ra cũng sợ các vị lãnh đạo chê cười, vết sẹo trên mặt này là do người của thôn Đập Thiên Thủy tặng cho đấy. Triệu Thiết Hải có chút lúng túng vuốt mặt cười khổ nói. Vết sẹo. Lý Sương Hải và Vu Kiến Thần nhìn vết sẹo trên mặt Triệu Thiết Hải vẻ khó hiểu, trong lòng giật mình, lại có kẻ dám chém công an ư. Ha ha, lúc ấy thôn Đập Thiên Thủy thôn bầu cử chủ tịch thôn nên xảy ra đổ máu, công an phải tới dẹp. Ai ngờ dân ở đó rất hiếu chiến, 5 người của đồn công an thị trấn Lâm Tuyền đều bị thương. Cuối cùng huyện phải xuất động cảnh sát vũ trang mới dẹp yên, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa bầu được chủ tịch thôn. Vậy nên mới nói Diệp Phàm đúng là khó khăn, đừng nói là hắn mà dù chủ tịch huyện cũng chưa chắc giải quyết được chuyện này. Chu Bách Thành hiểu rõ sự việc lắc đầu quầy quậy. Không thể ngờ, thật sự không thể ngờ. Lý Sương Hải lắc đầu, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Thằng danh Diệp thật đúng là không đơn giản, là một nhân tài. Người như vậy nếu như có thể chiêu mộ vào cảnh sát thì quá tốt. Người ta là sinh viên tốt nghiệp Đại học Hải Giang đâu thể nào chịu làm cảnh sát. Triệu Thiết Hải lắc đầu. Biết đâu đấy, cho hắn phó phòng có làm hay không. Hiện giờ cùng lắm hắn chỉ là một cán bộ cấp trưởng ban, một cán bộ thôn. Vu Kiến Thần đến gần nói. Cấp phó phòng, người anh em này chẳng lẽ gặp may rồi. Trong lòng Triệu Thiết Hải nhảy dựng lên. Nhìn lại đi. Lý Sương Hải hừ một tiếng, cán bộ công an cấp phó phòng cũng không phải dễ làm, chủ yếu là Diệp Phàm tuổi còn rất trẻ, cho dù là Lý Sương Hải cũng không dám mạnh miệng. Dù sao cũng còn dính dáng nhiều người tới địa phương, hơn nữa y cảm thấy Diệp Phàm chưa cáng đáng nổi cán bộ cấp phòng. Đội trưởng Lý, cậu Diệp tuyệt đối là một nhân tài. Tôi vừa nghe điện thoại biết được một mình cậu ấy dám đối mặt với 100 người nhà họ Lý cứu được mấy đội viên của ban sinh đẻ có kế hoạch. Triệu Thiết Hải nói đỡ, y cũng muốn giúp Diệp Phàm một lần. Nếu như Diệp Phàm có thể lên chức thì với quan hệ giữa mình và hắn chắc chắn sẽ giúp đỡ. Tuy nhiên Triệu Thiết Hải cũng cho là phó phòng thì không có khả năng, dù sao Diệp Phàm mới 19 tuổi hơn nữa mới vừa tham gia công tác. Ở Hoa Hạ thì lý lịch là điều kiện tiên quyết. Chủ yếu nhất chính là Diệp Phàm cũng không có chỗ dựa gì lớn. Anh lại thừa nước đục thả câu đấy hả, có gì mau nói tuẹt ra đi. Chu Bách Thành giữ không được bình tĩnh nữa. Một cước đá vỡ một cái ghế gỗ có chân to bằng cổ tay, trấn trụ cả hơn 100 người nhà họ Lý. Người dân thôn Đập Thiên Thủy còn phong kiến, cứ quyền đầu lớn là đạo lý. Hơn nữa nghe nói xử lý tranh chấp ở ruộng nước, hắn một phát đánh gãy một cây đòn gánh to bằng bắp đùi. Triệu Thiết Hải ra vẻ đắc ý, bộ dạng giống như bá nhạc phát hiện kỳ tại, lại có vẻ bội phục. Thiệt hay giả, lại là kinh ngạc. Nếu như là thật thì thằng nhãi này có tập võ thuật, hơn nữa còn là một cao thủ. Như vậy đi Thiết Hải, lúc nào hắn trở lại thì anh gọi nó tới đây chúng tôi xem thử một chút. Nếu như là thật thì tôi lập tức đề nghị cục trưởng đề cử hắn đến đội cảnh sát hình sự tạm thời làm huấn luyện viên. Chậm đã lão Vu, đội của tôi cũng thiếu nhân tài như vậy. Có nhiều thứ không phải là có súng ống là giải quyết được vấn đề, nhất là đối với cảnh sát hình sự như chúng ta, thậm chí vào lúc quan trọng lại có tác dụng quyết định. Đội trưởng Lý dường như hơi động tâm. Dĩ nhiên đối với tranh luận của mấy yếu nhân, Diệp Phàm cũng không hề biết. Lúc này hắn đang thoải mái âu yếm cặp bánh bao mơn mởn, nhìn nó biến hóa ra đủ thứ hình dạng. Đầu óc của hắn đang suy nghĩ cách giải quyết cái mầm tai họa long mộ của thôn Đập Thiên Thủy. Xem diễn biến mấy ngày qua thì long mộ không hủy không được, chỉ có diệt trừ nó thì cuộc bầu cử chủ tịch thôn mới tiến hành thuận lợi, nếu không tất cả sẽ là công dã tràng. Chương 59, mạo hiểm đi phá mộ. Trong lòng hắn cũng rất khổ sở, phá hủy phong thủy mộ tổ người khác là chuyện quá âm hiểm. Nếu theo mê tín thì mình tuyệt đối sẽ bị trời phạt hoặc tổn dương thọ, còn ác độc hơn cả giết người cướp của. Nhưng vì sự ổn định và bình yên của thôn Đập Thiên Thủy, Diệp Phàm suy đi nghĩ lại cũng không thấy có cách nào hơn. Diệp Phàm tự nhủ. Mình không vào địa ngục thì ai vào? Ai, mình là một đảng viên, phá mộ tổ người ta thì đã là gì? Mẹ kiếp, âm hiểm thì âm hiểm đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Xuân Thủy khi trở về còn mang theo một nam thanh niên tên là Đoàn Hải. Người này cao gầy, cũng không có vẻ gì đặc biệt, nghe nói là tốt nghiệp học viện Nam Phúc Thương, cũng chỉ mới 21 tuổi. Trông gã ủ rũ như người chết rồi, làm người khác nhìn vào trông rất khó chịu. Nghe nói gã này trước công tác ở chính quyền huyện Ngư Dương, nói không chừng còn là một thư ký, chắc là đắc tội với ai nên bị đày xuống thị trấn Lâm Tuyền.
Đáng lẽ là làm ở ban đảng chính, nhưng lão hồ ly Vương Nguyên Thành vừa nghe nói là bị đày xuống thì đẩy ngay tới đây, miễn đắc tội với lão đại của gã trên huyện. Đối với y mà nói, nếu sử dụng gã thì đắc tội với cấp trên, còn lại nuôi thêm một mầm họa bên người. Đang lúc đau đầu thì nhân Lưu Trì lên chức, tổ công tác thôn đập Thiên Thủy thiếu đi một người nên nhét ngay vào. Đoàn Hải đoán chừng là trong lòng kìm nén bực bội, phát hiện tổ trưởng Diệp Phàm cũng sắp xỉ tuổi như mình, gã lại tốt nghiệp trường cao đẳng nổi danh của tỉnh Nam Phúc nên hơi xem thường Diệp Phàm. Gã giữ thái độ lạnh lùng bất cần, vào năm 95 thì sinh viên tốt nghiệp đại học còn rất ít ỏi, khó trách Đoàn Hải có chút lên mặt. Đoàn Hải nghe phân công công việc thì cũng ngồi ỉu xìu, chẳng biết có nghe được câu nào hay không, làm Diệp Phàm hơi nhíu mày, công việc thôn đập Thiên Thủy phức tạp như thế mà gã lại ù ù cạc cạc, lỡ xảy ra chuyện gì thì phiền phức to. Đoàn Hải, tình hình thôn đập Thiên Thủy phức tạp, anh chắc cũng đã nghe kể chuyện bầu cử chủ tịch thôn mà phải xuất động cảnh sát vũ trang rồi, ngay đêm qua người của ban sinh đẻ có kế hoạch của thị trấn bị vây đánh bị thương. Ở đây không nói tới chuyện đạo lý luật pháp nên anh và Xuân Thủy đi tuyên truyền phải chú ý thái độ. Tôi biết trong lòng anh có ủy khuất, mà mỗi người chúng ta đều như vậy cả thôi. Tuy nhiên công tác thì phải tiến hành cho tốt, nếu có thể đạt được thành tích biết đâu xong lần bầu cử này mọi người sẽ có hy vọng. Còn nếu làm không xong thì chúng ta cũng coi như ném vào sọt rác rồi. Diệp Phàm phân tích lợi hại. Đoàn Hải, anh đừng cho là tổ trưởng Diệp nói quá. Nói ngay như tổ trưởng Diệp kia kìa, tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng Hải Giang, là đảng viên dự bị đấy. Lý Xuân Thủy khoa trương, đương nhiên là có ý hạ thấp Đoàn Hải ý tứ. Người ta là Đại học Hải Giang xếp thứ 6 toàn quốc, anh là cái quái gì? Đại học Hải Giang, có thật không? Đoàn Hải trố mắt không tin, điều này cũng có lý vì cả huyện Ngư Dương cũng khó tìm ra được ai có thể chen chân vào Đại học Hải Giang. Người anh em, tôi có cần phải đi lừa anh sao? Ha ha! Diệp Phàm ra vẻ bất đắc dĩ. Ừ, tổ trưởng Diệp, tôi nghe lời anh. Đoàn Hải trầm mặc một hồi rồi nói, thật ra thì thằng danh này nghe nói Diệp Phàm tốt nghiệp Đại học Hải Giang còn bị ném tới nơi hẻo lánh này thì biết chắc cũng là đi đày, cho nên trong lòng cũng thăng bằng lại rất nhiều. Vẻ mặt nhăn nhó cũng giãn ra, thầm nghĩ. Người ta tốt nghiệp Đại học Hải Giang còn bị đi đày, như mình thì là cái gì? Qua được hai ngày, Đoàn Hải thấy phương thức làm việc dã man của Diệp Phàm thì lại càng mở rộng tầm mắt, cảm thấy sinh viên Hải Giang sao châu bỏ quá, có thể so sánh với thổ phỉ trong phim, tuy nhiên lại rất hiệu quả. Bản thân mình kêu gào phá cổ họng không ai để ý tới, còn nhận lấy một tràng cười giễu. Nhưng đồng chí Tiểu Diệp động thủ dứt khoát một cái đã giải quyết vấn đề, làm Đoàn Hải có chút bội phục, thấy bản lĩnh mình còn quá kém. Sau mấy ngày nữa, Đoàn Hải cũng dần dung nhập vào tổ công tác, cảm thấy công tác ở đây có chút kích thích hơn hồi ở huyện. Trước kia ở huyện tiếp xúc toàn người văn minh, giờ thoáng cái giống như bị ném vào bộ lạc nguyên thủy. Mấy ngày này, tình hình trong thôn lại bắt đầu căng thẳng. Ba họ lớn bị Diệp Phàm dở một chút thủ đoạn tạm thời lắng xuống rất nhiều, nhưng mấy họ nhỏ như họ Chu, Vương, Trương, lại bắt đầu gây rối. Bọn họ thường thường lợi dụng các vấn đề đất đai, trà núi, cây rừng để khơi lên mâu thuẫn, nếu xử lý không tốt thì sẽ lây sang cả ba họ Ngô, Lý, Diệp. Diệp Phàm rất căm tức, lại càng kiên định quyết tâm phá Long Mộ. Ông trời hình như cũng hiểu tâm nguyện của Diệp Phàm nên cho hắn một cơ hội. Có thể dùng một câu là trời chiều lòng người. Xế chiều ngày 5 tháng 11. Tiết trời u ám, mây đen vần vũ, không lâu sau thì sấm sét vang dội, mưa lớn ào ào trút xuống. Diệp Phàm đã sớm đem mấy bánh thuốc nổ cực lớn chôn gần khe đá chỗ long mộ, đương nhiên đã gói ghém thật chặt. Buổi tối, Diệp Phàm triển khai cho ủy ban kế hoạch bố trí chống lũ quét, yêu cầu mỗi tổ trưởng đều phải chú ý dò xét không để phát sinh bất cứ tình huống nào nguy hiểm. Quá nửa đêm, Diệp Phàm len lén mò ra long mộ, chờ đến lúc tạm ráo mưa thì chuẩn bị thuốc nổ, cứ cách 30 thước thì đặt một cục. May là lúc tạnh mưa nhưng sấm chớp vẫn ủng oàng, Diệp Phàm đoán chừng cho dù sau khi có tiếng nổ thì người trong thôn cũng cho là sấm sét chứ không chú ý, bởi vì long mộ cách thôn chừng 10 km. Tuy nhiên trong lòng Diệp Phàm cũng vô cùng khẩn trương, chân cũng hơi run. Dù sao chuyện này cũng không thể để lộ ra ngoài, bằng không chắc chắn sẽ bị đi tù. Ầm, ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, ban đầu cả vách cầu hùng khẽ rung động rồi sau đó đổ sập ầm ầm. Tuy nhiên vì Diệp Phàm đã chôn thuốc nổ rất sâu nên trên mặt đất cũng không chấn động lớn, chủ yếu hắn muốn làm cho khe núi rộng ra tạo thành đất lở chôn vùi long mộ.
Tuy Diệp Phàm đã tính toán rất tốt, tuy nhiên khi đốt lửa lại sai lệch một chút. Một cái kíp nổ cháy đến được một thước thì lại bị tắt, báo hại Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm xông lên lần nữa. Tuy nhiên Diệp Phàm vận khởi thuật dưỡng sinh thi triển khinh công nên cũng không có vấn đề gì lớn. Sư phụ Phí có dạy nói thuật khinh công tuy không như trong TV nào là yến tử tam sao thủy, đạp ba bất trầm, đạp tuyết vô ngân, nhưng có thể làm cho thân thể nhẹ hơn rất nhiều, tung mình một cái là có thể dễ dàng nhảy cao hơn 2 mét. Diệp Phàm thậm chí nghĩ bản thân mình đi thi Olympic sẽ đạt huy chương vàng. Sau khi đốt xong, Diệp Phàm nhanh chóng chạy lên núi trốn, vừa chạy được khoảng chừng 50 mét thì có chuyện. Cổ chân hắn bị quấn phải dây mây hết sức bền chắc quấn phải, tuy nhiên Diệp Phàm cũng không khẩn trương, nhanh chóng rút phi đao cắt phăng rồi tiếp tục chạy trốn. Tuy nhiên trước khi hắn kịp chạy đến nơi an toàn thì thuốc nổ đã làm đất núi sụp xuống, làm Diệp Phàm hững chân, vừa kịp kêu một tiếng thì thân thể đã bị vùi xuống nửa mét. Diệp Phàm đề khí giống lên một tiếng rồi dùng công phu khinh công vân huyễn ảnh bộ thoát ra khỏi hiểm cảnh. Tuy nhiên vừa đến bên được vách núi thì thấy cả một trận đá lở lẫn bùn đất, cây cối đang ầm ầm lao tới. Chương 60, cái cọc gỗ quái dị. Muốn chạy thoát chắc chắn là không kịp, Diệp Phàm cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ. Hắn dồn khí vào hai tay đánh về phía một tảng đá lở lớn định lợi dụng phản lực bắn ra ngoài. Tuy nhiên khi bắn ngược trở ra hắn lại xui xẻo rớt xuống một cái khe, cảm giác rơi xuống cùng với đất đá. Đá lớn phía trên cũng ầm ầm ập xuống, tuy nhiên Diệp Phàm may mắn đụng phải một viên đá lớn làm vỡ ra rồi cứ thế rơi xuống theo quán tính cùng với viên đá. Diệp Phàm cảm giác bản thân đang trôi theo dòng đất đá, căn bản không thể nào cưỡng lại được. Cho dù mình có bản lĩnh thế nào thì dưới uy lực đáng sợ của thiên nhiên cũng không khác một con thuyền nhỏ trên biển rộng, sinh mạng hết sức nhỏ nhoi. Thằng cụ nó, mày mà dám đấu với trời. Xong rồi, mới vừa nếm mùi đời chưa bồi thường đủ đã phải táng thân long mộ, coi chừng còn không còn xương cốt. Xem ra long mộ đúng là có long khí phản kháng, mình xúc phạm thần long nên gặp phải báo ứng a. Tới cũng quá nhanh đi, đối với người dân thôn đập thiên thủy thì mình là một người tốt. Người tốt đoản mệnh, người xấu sống ngàn năm mà. Nếu lỡ rơi xuống mà không còn xương cốt thì còn may, nếu lỡ để đào thấy thi thể thì thảm rồi, người thôn đập thiên thủy sẽ biết là mình nổ long mộ của bọn họ làm lở đất, không chừng còn bị ghép cho tội phá hoại hòa bình xã hội chủ nghĩa. Diệp Phàm trong lúc lăn xuống suy nghĩ một hồi loạn xạ. Đang lúc rơi xuống thì Diệp Phàm cảm thấy bên cạnh hình như có một đường rẽ nên dùng lực nhảy qua, tuy nhiên cũng không thành công mỹ mãn mà rơi bịch xuống đất. May là có thuật dưỡng sinh hộ thể nên cũng chỉ bị thương một chút ngoài da mà không đụng vào xương cốt, coi như là may mắn trong bất hạnh. Diệp Phàm dựa vào cảm giác nhạy bén mò mẫm đi vào thì thấy hình như là một thạch động. Qua một lúc thì thấy không còn đất đá chút xuống nữa thì thở phào nhẹ nhõm, sờ soạng trên người thì thấy một cây đèn pin nhỏ, thử một cái thấy còn sáng. Hắn soi xung quanh thì thấy đây là một cái khe đá tối tăm, có lẽ là do đất lở tạo thành. Có mấy viên đá thiên nhiên hoa văn rất đẹp nhưng Diệp Phàm cũng không có tâm trạng để thưởng thức. Hắn ngồi xếp bằng, vận khởi thuật dưỡng sinh khôi phục cơ thể rồi tính toán mọi chuyện sau. Kỳ quái là trong lúc vận công, hắn phát hiện thấy tốc độ nhanh hơn rất nhiều, ngay cả đan điền cũng bắt đầu nóng lên. Quái, quái, chẳng lẽ nơi này thật có khí long huyệt? Nghe sư phụ nói trong tự nhiên thần bí khó lường, rất nhiều rừng sâu núi thẳm có chứa linh khí tự nhiên dồn tụ thành huyệt. Nếu hấp thụ được sẽ nhanh chóng tăng cường linh khí. Tuy nhiên chuyện này trăm năm khó gặp, ai biết những linh khí tự nhiên này dồn tụ ở đâu, có lẽ mình chó ngáp phải ruồi cũng không chừng. Diệp Phàm trong lòng vui mừng tự nói, sau khi nhắm mắt điều tức khôi phục một phần khí lực rồi bắt đầu tìm kiếm ngọn nguồn linh khí. Hắn dựa vào cảm giác nhạy bén thì không lâu sau đó phát hiện bên trái thạch động có nhô lên một cọc gỗ to. Chính xác là một cái cọc gỗ cao chừng nửa mét nhô ra từ vách đá. Phía trên có rất nhiều dây leo quấn quýt. Trên cái cọc gỗ có rất nhiều vân như gương mặt một ông lão 80, đầy vẻ phong sương, tuy nhiên không hề có lá cây hay chồi gì cả. Trên cùng của cái cọc gỗ mọc ra một cục u to như quả trứng gà, tuy nhiên cục u này cũng hồng như máu, bên trên có những vòng nhỏ như vân tay. Diệp Phàm tò mò đếm thử thì thấy có tất cả hơn 180 vòng, mảnh như sợi tóc người. Mẹ kiếp, cái quái gì nhỉ, vừa giống một cây cọc gỗ mà lại không giống. Còn có cả linh khí trào ra nữa. Diệp Phàm nghĩ thầm rồi đột nhiên chợt lóe lên. Phát tài rồi, chẳng lẽ đây là thứ bảo bối như sư phụ thường nói như sâm núi, cỏ linh chi.
Trong lòng hắn vui mừng liền đưa ngón tay gõ gõ vào chiếc cọc gỗ một cái, cảm giác thấy mềm mại như thịt heo, ấn vào còn có thể đàn hồi lại. Diệp Phàm ghé sát đèn pin vào chiếc u kia rồi búng ngón tay một cái. Cái này không được á. Chiếc u đỏ tươi khẽ rách ra một chút rồi nước bên trong ứa ra, mùi thơm bay lên nhức mũi. Hỏng bét rồi, bảo bối chảy máu, quá lãng phí. Diệp Phàm thấy từng giọt chất lỏng chảy ra thì gấp gáp, vô tình đưa lưỡi ra nếm thử. Mùi vị của chất lỏng này vô cùng thoải mái, Diệp Phàm dứt khoát đưa miệng từ từ uống vào. Càng uống càng thấy sảng khoái hơn, bất giác đã uống hết toàn bộ chất lỏng trong cái vào bụng. Nhìn cái u nho nhỏ, Diệp Phàm có chút tiếc nuối thầm nói. Quá ít, nếu như lớn bằng nắm tay thì hay rồi. Tuy nhiên còn chưa nói xong đã thấy cơ thể nóng rực. Một luồng tà hỏa bốc lên từ đan điền chạy tán loạn vào kinh mạch làm cho Diệp Phàm sợ đến hét toáng. Thằng cụ nó, sẽ không tẩu hỏa nhập ma chứ. Xong rồi, chắc là trúng độc rồi. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng vận khởi thuật dưỡng sinh, kinh mạch lúc này nóng rực tán loạn, Diệp Phàm liều chết vận khí dồn sức nóng đi vào các kinh mạch nhỏ. Lúc này có người nào nhìn thấy Diệp Phàm nhất định sẽ kêu to yêu ma, bởi vì miệng tai mũi mắt của hắn toàn bộ toát ra sương khói màu đỏ nhàn nhạt. Đang lúc thân thể cực nóng thì đột nhiên ở mệnh căn xông lên một luồng khí lạnh âm nhu, chính là khí thuần âm của Diệp Nhược Mộng. Âm dương dung hợp một cách hồ đồ, Diệp Phàm may mắn thu được đại lợi. Lách tách, kinh mạch trong người Diệp Phàm kêu lên lắc sắc, trong đầu hắn lại hiện ra thêm một vòng tròn màu vàng nhạt. Khoảng 4 tiếng sau, Diệp Phàm sử ra một cước đá nát một khối đã nhú to bằng cỡ một chiếc chậu rửa mặt. Nhặt lên một viên đá, Diệp Phàm cảm thấy cứng ngắc. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng đá phải một khối đá hóa đất mềm. Từ tính chất hòn đá và vòng tròn thứ 5 trong đầu, hắn biết thuật dưỡng sinh tu luyện đã đột phá một cách quỷ dị đến cảnh giới thuần hóa của tầng thứ 5, bắt đầu có thể tiến vào cảnh giới khai nguyên của tầng thứ 6. Diệp Phàm biết chắc là do tác dụng của cái u trên cọc gỗ, cẩn thận dùng đá nhọn đào khe đá nhổ cái cọc gỗ ra, thấy áng chừng dài gần một thước. Phía dưới gốc nổi đầy những u như củ nhân sâm. Diệp Phàm cởi chiếc áo rách bọc lại cẩn thận rồi bắt đầu tìm lối ra. Thật đúng là may mắn. Khi ra tới cửa khe, trèo lên được mặt đất thì thấy long mộ đã không còn nữa, bên trên ngổn ngang đá lở. Diệp Phàm cũng không nhìn thấy kỹ mà vội vàng chạy về thôn, thuận tay cầm theo hòn đá dùng để mở đường làm kỷ niệm. Về đến cửa cung thì hắn thấy Diệp Nhược Mộng đang lo lắng ngồi ngay cửa nhìn mãi về phía xa. Chương 61, tranh giành văn vật. Đã về rồi. Làm sao lại thành ra như vậy rồi, muốn đi tuần núi cũng phải chú ý an toàn chứ. Anh nhìn mình xem. Diệp Nhược Mộng còn tưởng rằng Diệp Phàm lo lắng trời mưa làm đất đá lở nên vào trong núi xem thế nào. Cảm ơn, không có chuyện gì. Diệp Phàm nhỏ giọng rồi vội vàng chạy về phòng mình, lát sau Diệp Nhược Mộng đã đun một chậu lớn nước sôi để hắn tắm rửa. Cảm nhận được sự dịu dàng của Diệp Nhược Mộng, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy hết sức ấm áp. Một thoáng giận dỗi Diệp Nhược Mộng thiết kế mình lúc trước giờ đã tan biến sạch. Ai, mẹ con cô ấy cũng thật đáng thương, có thù mà không thể báo, đời giờ mạnh được yếu thua, công lý giờ càng ngày càng ít rồi, Diệp Phàm vừa nghĩ thầm vừa âu yếm vuốt mái tóc dài của Nhược Mộng. Cảm ơn em, Nhược Mộng. Cảm ơn gì, em còn phải cảm ơn anh đã giúp đỡ mẹ con em. Diệp Nhược Mộng vừa nói vừa dịu dàng kỳ cọ cho hắn. Cô biết Diệp Phàm cuối cùng rồi sẽ không thuộc về bản thân mình, bầu cử chủ tịch thôn xong cũng là lúc hắn rời đi. Nghĩ đến việc này làm cô cảm thấy trong lòng đau đớn, vì thế càng quý trọng hiện tại. Hai người sau đó lại triền miên ân ái một phen, Diệp Nhược Mộng len lén lừa Diệp Phàm uống vào thứ thuốc kia khiến hắn lại càng uy mãnh, thật ra thì cô muốn ngầm có con với hắn. 10 giờ sáng hôm sau, đang yên mộng đẹp thì Diệp Phàm bị tiếng hét sung trời của nhị nha tử đánh thức. Anh Diệp, không được rồi. Long mộ sập rồi, mau tới xem bọn họ chuẩn bị rời mộ. Rời mộ. Diệp Phàm chồm dậy khỏi giường, rời mộ dĩ nhiên là vì hắn đã cho nổ long mộ, tuy nhiên muốn rời mộ cũng phải chú ý an toàn, nếu không trong quá trình đó lỡ như xảy ra lở đất đè chết người thì bi kịch rồi. Cả mấy người chạy theo nhị nha tử về phía vách cầu hùng, tuy nhiên kẻ khổ sở nhất lúc này là Đoàn Hải, gã chưa từng chạy qua đường núi như vậy nên giờ như sắp hết hơi. Tuy nhiên gã cũng biết tình huống khẩn cấp nên hết sức cố gắng mà không dám kêu ca gì, cho đến khi chạy được đến long mộ thì cả người đã xanh như tàu lá. Không xong rồi. Dưới vách cầu hùng đang đứng ken đặc người, áng chừng không dưới 3.000, tất cả đều cầm công cụ lao động,
có người thì đã nhanh chóng đào mộ, có vài ông lão thì đang đứng bên cạnh gào khóc thảm thiết. Trong không trung khói hương bốc nghi ngút tràn ngập mùi âm khí, trong lòng Diệp Phàm thầm kêu lớn tội lỗi quá. Khe núi Cẩu Hùng vốn rất chênh vênh, cho dù Diệp Phàm không đặt thuốc nổ thì cũng không trụ được bao lâu nữa. Lần này Diệp Phàm coi như chỉ cho một mồi lửa mà thôi, cả vách núi đã hoàn toàn sập xuống phủ kín diện tích một vùng khoảng 300-400 mét. Hơn nữa còn có cả một đống đá cao ngất ập vào long mộ. Hoàn hảo! Muốn rời được đống đá ra khỏi long mộ cũng phải mất mấy ngày, tuy nhiên nếu muốn tìm lại chính xác phần mộ tổ tông từng dòng họ thì cũng khó nói. Bởi vì đống đá kia lúc rơi xuống đã giày xéo cả quần thể mộ tộc lại với nhau rất khó để phân biệt ra, bây giờ không thể làm gì khác hơn là phải an táng tập thể cả mấy họ tộc. Diệp Phàm cùng đám người Ngô Thiên Lĩnh sau khi bàn bạc đã quyết định trước hết phải cho nổ tung mấy khối đá sắp sập để đảm bảo rời mộ an toàn. Xế chiều, Phó Bí Thư Thị Trấn Lâm Tuyển Tống Ninh Giang và Chủ tịch Thái cũng đã đến hiện trường mang theo một số lượng lớn thuốc nổ. Sau khi cho nổ đã giải quyết ổn thỏa mối nguy cơ từ mấy khối đá treo leo, dĩ nhiên người mừng nhất là Diệp Phàm. Bởi vì cho nổ hoàn toàn như vậy thì có thể xóa sạch mọi dấu vết của việc hắn đặt thuốc nổ tối hôm qua, bằng không để cho người dân thôn Đập Thiên Thủy tự mình dọn dẹp thì chắc chắc sẽ để lộ ra vài dấu vết còn lại. Còn nếu để công an tới thì chắc chắn đến 8 phần là bị lộ, cho nên dù không có mấy khối đá treo lơ lửng kia thì Diệp Phàm cũng sẽ cổ động mọi người nổ thêm một lần nữa để an toàn. Thái Đại Giang sau khi dặn dò Diệp Phàm phải đảm bảo an toàn thì trở về thị trấn, vì lần mưa to này cũng khiến nhiều thôn bị lở đất. Diệp Phàm thu xếp Đoàn Hải và Lý Xuân Thủy cùng với bản thân mình thay phiên giám sát công việc đào mộ và dọn dẹp đá vụn. Cả ba đồng chí trong tổ công tác đều biết trách nhiệm đảm bảo an toàn nặng như núi nên mặc dù hết sức mệt mỏi nên cũng không hề kêu ca một tiếng. 5 ngày sau, vào chập tối. Diệp Phàm và Đoàn Hải đang vội vàng ăn bữa cơm chiều thì nhị nha tử đột nhiên xông tới hô lớn. Anh Diệp, nhanh đi, trong long mộ đào ra bảo bối, người trong thôn đang tranh đoạt hỗn loạn, chị Xuân Thủy bị đánh thương rồi. Nhị nha tử, Xuân Thủy bị thương có nặng không? Bảo bối, có bảo bối gì? Diệp Phàm vừa chạy vừa hỏi thêm tình hình. Trong mộ tổ của ba họ Ngô, Lý và Diệp đào được mấy cái chậu con, cả thêm mấy thỏi bạc. Tuy nhiên chuyện vậy thì cũng không đến nỗi hỗn loạn, vì đào lên cũng là đồ của gia tộc mình, hơn nữa tộc trưởng mỗi họ đều giám sát để góp nhặt xương cốt tổ tông. Chuyện xấu phát sinh khi đào ở một cái mộ con thì mọi người phát hiện dưới đó có một cái mộ rất lớn, giống như cung cũ vậy. Chiều sâu đạt chừng 10 mét, bên cạnh còn thấy cả cát đá dự phòng. Lúc ấy mọi người đào vào thì phát hiện thấy mấy cái chậu và hồ rượu bằng đồng, có cả mấy chiếc bàn lớn chân quỳ, vì thế lập tức xảy ra tranh đoạt hỗn loạn. Chị Xuân Thủy liều chết kêu gào nhưng cũng không được, vì đồ trong mộ không biết là của ai, mọi người đều ào lên tranh đoạt, chị Xuân Thủy bị xô ngã sang một bên. Nhị nha tử vừa thở hổn hển vừa kể hết mọi chuyện. Tộc trưởng ba nhà cũng không quản được sao? Diệp Phàm thấy hơi tức giận, đám người này thấy tiền thì rối loạn, hành động giống như thổ phỉ. Quản cái rắm, chuyện xảy ra quá đột nhiên nên không ai quản được cả. Em thấy bọn họ cũng không muốn quản. Còn muốn người trong gia tộc có thể đoạt bao nhiêu coi là bao nhiêu. Đoán chừng còn sợ ra tay chậm chạp đoạt được quá ít ấy. Nhị nha tử nhận xét tinh tế. Ngoá nó, cái đám đầu đất này, căn bản không hiểu thế nào là văn vật quốc gia, chạm vào là phiền toái với luật pháp. Chạy một lúc thì đến long mộ, hiện trường thật đúng là loạn, mấy ngàn người đang quấn vào nhau tranh đoạt. Vũ khí đều là gậy gộc quốc sẻng. Tuy nhiên vì đánh nhau để tranh đoạt nên mọi người cũng không dám ra tay quá mạnh. Xuân Thủy ngơ ngác ngồi trong đám bùn gào thét, tuy nhiên chẳng có ai ngó ngàng đến cô. Thình thịch, Diệp Phàm thấy kêu gào đoán chừng cũng vô dụng nên lấy một gói thuốc nổ đốt rồi ném ra xa. Tiếng nổ vang trời rốt cuộc đã làm cả đám người bừng tỉnh, xui xẻo nhất là một con chuột núi đang ẩn trốn ngẫu nhiên bị mảnh nổ văng chúng chạy trối chết, máu me đỏ lòm. Đợi cho mọi người hết sửng sốt. Diệp Phàm đoạt cái loa dỉ bằng sắt của Lý Lục Cẩu hô lớn. Dừng tay, ai dám làm loạn nữa thì bắt hết lại. Biết không, các ngươi đang phạm tội đấy. Ngô Thiên Lĩnh, Lý Tuyên Thạch, Diệp Vĩ Cường, Trương Cư Thủy đi ra đây cho tôi. Không lâu bốn người ngượng ngùng đi ra, đoán chừng cũng biết làm vậy là không đúng. Tổ trưởng Diệp, có chuyện gì à? Ngô Thiên Lĩnh còn muốn giả bộ ngu, bởi vì bọn họ quá ngượng ngùng. Diệp Vĩ Cường và Lý Tuyên Thạch cũng chung bộ dạng, ngượng nghịu đứng trước mặt Diệp Phàm giống như mấy học sinh tiểu học phạm lỗi.
Chương 62, mộ của chúa công triều Đường. Chuyện gì, các anh nhìn xem, bình thường thì đều nói khoác một tấc lên mây, vỗ ngực ta đây là đại trượng phu, có thứ đại trượng phu gì đi cướp đoạt bảo bối của lão tổ tông sao? Mộ ở giữa long mộ bố trí tinh xảo như vậy, người chôn được các lão tổ tông của các anh vây quanh, nhất định là người được bảo vệ. Nói khó nghe một chút chính là chúa công của lão tổ tông các anh. Các anh nhìn xem, lão tổ tông các anh trung thành với chúa công như vậy, ngay cả đến khi chết vẫn còn muốn bảo vệ. Nhìn lại đại trượng phu các anh lại có thể dám đoạt đồ của chúa công, mặt mũi vất đi đâu hết rồi. Tôi cũng tự thẹn thay cho các anh, nhìn lại bản thân mình đi. Diệp Phàm đúng là nổi giận rồi, thiếu chút nữa thì phát sinh đổ máu tập thể, nếu quả thật như thế thì đời này mình đừng nghĩ đến chuyện ngóc đầu lên nữa. Vì thế giọng nói của hắn qua chiếc loa sắt cũng đặc biệt chói tai. Có lý, tổ trưởng Diệp, anh nói đúng, chúng ta đã làm cho lão tổ tôn mất hết mặt mũi rồi. Lý Tuyên Thạch cực kỳ ngượng ngùng, gãi đầu rồi quay về đám người nhà họ Lý hô lớn. Mẹ kiếp, một đám ngu ngốc, còn muốn đoạt bảo bối của lão tổ tông sao, để xuống cho ông, để xuống. Diệp Phí Cường, Ngô Thiên Lĩnh, Trương Cư Thủy cũng quay về đám người họ tộc của mình hô tương tự. Các hương thân, đem hết đồ trả về trong mộ đi. Đồ này đều là do chúa công của các lão tổ tông lưu lại, chắc là dùng để bái tế, các người xúc phạm lão tổ tông như vậy sẽ gặp phải xét đánh đấy. Các ngươi nhìn xem, long khí của long mộ cũng bị các ngươi làm cho ra như vậy rồi thì thôn đập thiên thủy sẽ rối loạn. Các ngươi muốn loạn sao? Nhị nha tử, mau tìm mấy thẻ hương đây, chúng ta phải vội vàng thỉnh tội với lão chúa công mới được. Dập đầu đi. Diệp Phàm thuận thế lợi dụng tâm lý kính ngưỡng tổ tiên, dẫn đầu cầm thẻ hương khấn bái, sau một lát thì bình ổn được cục diện. Có mấy người cầm thỏi bạc trong tay không muốn trả lại, nhưng dưới cặp mắt như chim ưng của Diệp Phàm đành phải nhanh chóng đem thỏi bạc bỏ vào trong mộ của chúa công. Chứng kiến cảnh tượng như vậy khiến cho kẻ vừa từ trong tháp ngà của huyện vừa chui ra như đoàn hải lộ vẻ bội phục. Gã thầm nghĩ tổ trưởng Diệp còn nhỏ tuổi hơn mình nhưng xử lý mọi chuyện rất lão luyện. Trước kia ở Ủy ban Nhân dân huyện, gặp chuyện như vậy thì những nhân vật thường ngày cao cao tại thượng như phó chủ tịch huyện hay bí thư đều biến thành con rùa đen rụt đầu tránh người. Còn trong mắt Xuân Thủy, Nhược Mộng lại càng lộ vẻ sùng kính, hình như cảm thấy người đàn ông của mình là vô địch thiên hạ rồi. Thật là tiếc của trời a. Tường mộ đã bị đào bới nham nhở, trong mộ bị dèo xéo cho thành bùng, hỗn độn như một đống rác rưởi. Một số thứ áng chừng cũng là văn vật bị đập bể tan tành. Nhìn một mộ cổ triều Đường bị biến cho thành như vậy, Diệp Phàm tức đến nghẹn cổ. Cái mộ cổ này đúng là rất lớn, phần lộ ra bên trên phải bằng một chiếc xe tải, chắc là để che mắt người đời nên mới cố ý xây dựng như vậy. Mộ chính bên dưới chiều dài rộng mỗi bên chừng 30 mét, sâu chừng 10 mét. Bốn vách mộ đều dùng đá xanh được đẽo thành khối xây nên, không biết ngày xưa các lão tổ tông dùng phương thức vận chuyển như thế nào để chuyển các khối đá nặng như vậy đến đây. Các khối đá xanh này đều rất lớn, nếu không bị áp lực của thuốc nổ đá núi lở xuống thì mới cậy ra được, bằng không bình thường dù đánh thuốc nổ cũng khó mà lung lay. Đồ đạc được trả về bao gồm 3 cái chậu bạc, bạc thỏi chừng 10 nén, có thêm mấy cái ấm cổ trông giống như đồ sắc thuốc, nhìn thô kệch nhưng rất cổ xưa. Nếu đem ra đấu giá một chiếc ấm như vậy cũng bán được mấy trăm vạn, giá trị không hề thấp. Bắt mắt nhất đương nhiên chính là pho tượng cao gần nửa thước, to bằng chiếc bàn học. Trong ánh nắng chiều, pho tượng toát ra đủ thứ màu sắc rực rỡ cực kỳ mê hồn. Ánh sáng toát ra từ pho tượng ngoài màu vàng còn có một vài tia màu đỏ, mặc dù đã trải qua thời gian cả ngàn năm nhưng vẫn không thể khiến cho nó mất đi bao nhiêu vẻ hoa lệ, nhìn đầy vẻ phú quý. Diệp Phàm nhìn một lúc không khỏi cảm thán, lấy tay gõ thử thì thấy phát ra tiếng trầm đục, chắc là vàng ròng, chỉ bất quá là rỗng ruột. Trên chỗ đài sen phía dưới phát hiện thấy một ấn giám, có khắc mấy chữ, Lô Định Tông ấn. Diệp Phàm nghiên cứu một chút thấy cũng không hiểu gì liền dứt khoát bỏ qua, chỉ biết thở dài không dứt. Khó trách bọn họ nhìn không được mà phải tranh đoạt, đừng nói là bọn họ, ngay bản thân mình nhìn vào cũng đã thấy cám dỗ, tim đập thình thình, huyết áp chừng đã tăng vọt rồi. Đặc biệt nhất là một ở giữa mộ còn có một cái quan tài bằng đá xanh. Cả cái gian chứa quan tài này rất rộng, tạo hình kiểu cung điện, kết cấu gồm 3 khối quách bằng đồng, 6 cái trụ lớn, xung quanh có lát đá hoa cương. Chiếc quan tài bằng đá cao chừng 1,2m2, bề rộng chừng 1.5m, dài chừng 2m. Trên quan tài có điêu khắc hình người cưỡi ngựa bắn cung, hình các con vật, sông núi, tuy thô tháp nhưng rất sinh động.
tất cả đều mang nét đặc trưng của sinh hoạt đời đường vẫn thấy trên truyền hình. Kỳ quái nhất là phía trên cùng có điêu khắc ba anh hùng nổi tiếng của trại Ngõa Cương trong truyền thuyết, bao gồm các nhân vật trong Tùy Đường Diễn Nghĩa, bao gồm Thập Bát Kiệt, Tứ Mãnh và Tam Quái. Đặc biệt rõ ràng là Tây Phủ Triệu Vương Lý Nguyên Bá tay cầm một đôi chùy trông rất uy mãnh. Thiên Bảo Đại Tương Vũ Văn Thành Đô, cưỡi ngựa vua Ban, trong tay cầm phượng xí Lưu Kim Thang, uy dũng trùm ba quân, là trụ cột của triều đại Tùy. Pho tượng lớn nhất, uy phong nhất chính là Thiếu Bảo La Thành. La Thành còn gọi là La Thần Thương, cưỡi một con ngựa trắng của phương Tây, trong tay cầm một cây thương màu bạc, vì trăm trận trăm thắng nên gọi là Thường Thắng Đại Tướng Quân. Diệp Phàm chắc chắn đây là bảo bối rồi, sẽ rất quý giá để nghiên cứu kiến trúc hội họa lăng mộ triều Đường. Nhìn một góc đã bị đập phá, hắn giận đến tròn xoe mắt. Hét lớn. Các ngươi nhìn xem đã làm gì đây, nếu công an tới thì ngồi tù hết, những thứ này đều là bảo vật quốc gia. Sau đó vội vàng gọi điện thoại trở về thị trấn Lâm Tuyền, Bí Thư Tần và Thái Đại Giang cũng chỉ thị bằng mọi giá phải bảo vệ tốt mộ cổ, đặc biệt là đám cổ vật và chiếc quan tài. Trong thị trấn cũng đã báo lên trên, sáng sớm ngày mai sẽ điều cảnh sát vũ trang tới. Đồn trưởng đồn công an thị trấn Lâm Tuyền Triệu Thiết Hải lập tức nhận lệnh lên đường, tuy nhiên vì nghe nói mưa quá to nên đường vào thôn Đập Thiên Thủy nhiều chỗ bị sụt lở nên cũng không dám tới nơi đúng giờ. Nhưng trong thị trấn nghe nói là phát hiện mộ cổ triều Đường nên cũng nhanh chóng điều người sửa đường. Diệp Phàm bàn với đám người Ngô Thiên Lĩnh nhất định phải bảo vệ được Thạch Quách. Buổi tối hôm đó cắt đặt hơn 100 thanh niên khỏe mạnh của cả bốn họ bảo vệ nghiêm ngặt bất chấp thời tiết như thế nào. Còn về phần đảm bảo cơm nước sẽ do tổ công tác chi trả. Phía bên trên mộ thì tạm thời dùng vải bạt đậy lên, quan quách cũng được phủ kín. Còn đám chậu, ấm cổ và pho tượng thì được đưa về cung cũ. Diệp Phàm đích thân lựa ra 10 người trong thôn tuần tra ngoài cửa. Còn về đồ cổ trong mộ tổ của ba họ Ngô Lý, Diệp thì Diệp Phàm cũng đành để bọn họ tự xử lý. Theo lý mà nói thì những vật này đều phải nạp lên cho nhà nước, tuy nhiên Diệp Phàm không dám mở miệng, nếu ngay cả đồ trong mộ tổ nhà mình cũng không được lấy thì chắc Diệp Phàm đã bị người của ba họ đánh cho như đòn rồi. Sắp xếp xong mọi chuyện thì trời cũng đã tối đen, cũng may là trời không mưa tiếp, bằng không thì rất khó khăn. Sau khi trở lại cung cũ, đem mấy thứ đồ đặt ở trong phòng mình, ba người lúc này mới ngồi ăn cơm, đồng thời tranh thủ bàn công việc bảo vệ tối nay. Diệp Phàm giờ mới thở hắt ra nhẹ nhõm, thật sự hắn đã quá mệt mỏi. Tính tâm nghĩa lai, hắn mới nhớ tới viện trưởng lịch sử của Đại học Hải Giang Lan Cơ Văn Tĩnh, người nổi tiếng là yêu thích khảo cổ đến điên cuồng. Bởi vì Diệp Phàm hồi ở Đại học Hải Giang còn là ủy viên hội sinh viên nên có lần tình cờ biết viện trưởng Lan, còn giữ được một tấm danh thiếp. Viện trưởng Lan nếu biết là cổ mộ triều Đường chắc chắn sẽ chạy tới, hơn nữa nếu muốn khai quật Thạch Quách này đòi hỏi chuyên gia, bằng không có gì hư hại sẽ thật đáng tiếc. Ngư Dương là một huyện nghèo, về phương diện khảo cổ dĩ nhiên là không có nhân tài. Vì thế, hắn theo số điện thoại trong danh thiếp gọi điện tới. Xin hỏi có phải viện trưởng Lan không ạ? Chương 63, người phóng hỏa ta tới cứu hỏa. Anh là ai? Bố tôi không rảnh. Trong điện thoại truyền ra một giọng nữ đầy vẻ kiêu ngạo. Tôi là Diệp Phàm, sinh viên tốt nghiệp Đại học Hải Giang, có chuyện gấp muốn gặp viện trưởng Lan. Diệp Phàm nói. Đã nói không rảnh mà. Cô gái nói vẻ tức giận rồi cúp máy. Thằng cụ nó, con gái như vậy thì sau này làm sao gả chồng. Diệp Phàm buột miệng mắng. Suy nghĩ một chút, hắn cầm máy gọi lại, đối phương vừa nhấc máy thì nói luôn. Báo cho viện trưởng Lan một tiếng, ở đây chúng tôi vừa phát hiện một mộ cổ triều Đường, có tới hay không thì tùy, chúng tôi đang chờ. Con gái mà hung dữ như vậy sau này còn ai muốn lấy không biết, thiệt là. Diệp Phàm nói xong còn khinh thường hừ một tiếng, thiếu chút nữa làm con công kiêu ngạo đầu dây bên kia tức chết. Anh nói cái gì đó, đồ khốn kiếp, mộ cổ triều Đường, thiệt hay giả. Cô nàng kia tức giận hờn dỗi một tiếng rồi sau đó kinh hãi kêu lên thất thanh. Cô gái này chính là thiên kim tiểu thư Lan Điền Trúc của viện trưởng Lan Cơ Đồng, sinh viên cao học của khoa văn trường Đại học Yến Kinh, cũng vừa được phân công đến Nhật báo Nam Phúc của tỉnh Thủy Châu công tác. Là phóng viên, thuộc về quyền lực thứ tư, lại là báo tỉnh nên kiêu kỳ một chút cũng là bình thường. Nghe nói cô gái này còn là hoa khôi của trường Đại học Yến Kinh, mắt luôn để trên trán, người theo đuổi đông như ruồi. Tuy nhiên hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, cô trước giờ vẫn coi đàn ông thiên hạ như rác rưởi.
cả đám sinh viên trường đại học ăn không được nho chê nho còn xanh nên đã gọi cô là Băng Thiền, trừ mấy người con trai thân thích trong họ hàng, ngoài ra chưa ai lọt vào mắt, khó trách Diệp Phàm ăn phải Hoàng Liên. Có lẽ cô có dị ứng trời sinh với đàn ông, vì thế nghe giọng đàn ông đã khó chịu. Điên Trúc, cãi cọ với ai đấy? Con gái cười còn sợ hở răng, lớn tiếng như vậy không sợ chú Tống cười cho hả? Trong phòng khách truyền ra tiếng cười của phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nam Phúc Tống Sơ Hào đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm với Lan Cơ Đồng, hai người vốn là bạn học cùng nhau, tính ra tuổi mới hơn 40. Một gã nào đó tên là Diệp Phàm, không biết từ đâu chui ra, còn dám mắng con, hừ. Nói tới đây đột nhiên dường như nghĩ đến điều gì đó, Lan Điền Trúc đột nhiên dừng lại, sắc mặt đỏ bừng. À, còn có người dám mắng công chúa của chúng ta, được đấy. Nói cho chú nghe xem nào, làm sao hắn dám mắng cháu. Nếu như là nhân viên của ủy ban, chú sẽ chụp cho hắn một cái mũ luôn, ha ha. Tống Sơ Hào cười sảng khoái, chọc ghẹo Lan Điền Trúc càng thêm đỏ bừng mặt. Bỏ đi, coi như cháu là đại nhân không chấp tiểu nhân. Lan Điền Trúc đắc ý hừ một tiếng, chợt nhớ ra chuyện chính mới vội vàng nói tiếp. Cha, Diệp Phàm nói là hắn tốt nghiệp Đại học Hải Giang, ở nơi công tác phát hiện một mộ cổ triều đường, đang ở đầu dây bên kia chờ nói chuyện điện thoại với cha có muốn nghe không? Mộ cổ triều đường, sao con không nói sớm? Lan Cơ Đồng chạy ngay đến cầm lấy điện thoại. Cháu tên là Diệp Phàm, bây giờ đang ở nơi nào, mộ cổ ở đâu? Lan Cơ Đồng hỏi dồn dập như pháo nổ khiến cho Diệp Phàm nhất thời có chút bối rối, dù sao giáo sư khí thế cũng bức người a. Giáo sư Lan, số điện thoại của cháu là 906666, chú ghi vào nhé. Điện thoại giờ rất đắt, cháu dùng không nổi. Còn đây là số máy của thôn chúng cháu 0593, chú cứ điện là gặp cháu sẽ ra đón, ha ha. Diệp Phàm cười hơi ngượng ngùng, vừa rồi hắn vừa tạm dùng di động của đội trưởng Lý đưa cho. Hừ, quỷ hẹp hòi, dùng không nổi thì cầm trong tay làm cái gì? Lan Điền Trúc bên cạnh cao ngạo hừ lạnh. Con danh này, người ta là có lòng tốt, một sinh viên vừa tốt nghiệp lấy đâu ra tiền, có lẽ là mượn để gọi tới, một phút mất mấy đồng đó. Viện trưởng Lan mắng con gái mình vài câu rồi vội vàng điện thoại đến số máy bàn của cung cũ. Viện trưởng Lan, cháu tên là Diệp Phàm, tốt nghiệp Đại học Hải Giang năm 95, bây giờ đang công tác ở thôn Đập Thiên Thủy thị trấn Lâm Tuyền huyện Ngư Dương. Xế chiều hôm nay thôn dân đào ra một mộ cổ triều đường, bên trong có mấy cái chậu bạc, hũ thuốc, đẹp nhất là một pho tượng khá lớn, bên dưới đế có khắc ba chữ Lô Định Tông, không biết là gì. Hiện giờ trong mộ còn có một bộ quan quách bằng đá, giống mô hình một cung điện. Chúng cháu sợ hư hại nên không dám khai quật mà chờ nhân viên văn hóa của huyện và nhân viên khảo cổ của thành phố Mặc Hương. Cháu biết chú thích nghiên cứu khảo cổ nên gọi điện thoại tới. Điều kiện sinh hoạt của thôn cháu rất gian khổ nên nếu chú muốn tới nên chuẩn bị tốt các vật dụng như nước uống, quần áo, v.v.v. Diệp Phàm kể lại chi tiết hết một lượt tình hình phát hiện ra mộ cổ. Ai nha, các cháu sao có thể làm vậy được, thật là có tội với trời a. Đây quả thực là tội phạm. Diệp Phàm, chú giao cho cháu nhiệm vụ nhất định phải bảo vệ tốt mộ cổ và chiếc quách đá kia. Chú sẽ lập tức liên lạc với bên khảo cổ của tỉnh và bảo tàng. Trước khi chú tới tuyệt đối không được mở chiếc quan tài ra nghe không? Nếu có gì xảy ra, chú sẽ hỏi tội cháu đấy. Viện trưởng Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhất thời giống lên. Lão Lan, đừng có nóng tính như vậy rồi thương tổn đến gan mật đấy. Bạn học cũ Tống Sơ Hào khuyên nhủ. Anh biết cái gì, một mộ cổ triều đường bị một đám thôn dân phá hư như vậy, tôi thật tức chết. May mà thanh niên Diệp Phàm này cũng không tệ, kịp thời ngăn lại. Lão Tống, tôi sợ tối nay có phiền toái rồi, pho tượng ba màu kia giá không dưới mấy trăm vạn, để trong thôn rất không an toàn. Nghe nói nó được làm từ vàng ròng và ngọc đấy, anh có thể điện ngay cho Cục Công an huyện Ngư Dương phái ngay nhân viên tới thôn Đập Thiên Thủy bảo vệ không? Viện trưởng Lan lòng như lửa đốt cầu khẩn bạn học cũ. Mấy trăm vạn thì không phải chuyện đơn giản. Để tôi gọi cho phó cục trưởng Mã của công an tỉnh, chắc là không vấn đề gì. Tống Sơ Hào cũng cảm thấy sự việc hơi nghiêm trọng, đồ vật trị giá mấy trăm vạn khẳng định sẽ làm một số người động lòng tham, vội vàng rút điện thoại ra gọi. Cha, cho con cùng đi với. Cô nàng, Băng Thiền, Lan Điền Trúc đẹp mê hồn vốn xem thường bần nông và trung nông giờ lại nổi hứng muốn đi thôn Đập Thiên Thủy.
viện trưởng Lan thì vốn hiểu rõ cuộc sống gian khổ của miền núi nên vừa nghe vậy vội vàng đưa tay lên sờ chàn con gái xem có nóng không. Làm gì vậy cha, con tỉnh táo mà. Cha thử nghĩ xem, việc phát hiện một mộ cổ triều Đường là tin tức chấn động như thế nào chứ. Vì thế con nhất định phải đoạt được công đầu, coi như một lần lập đại công, tránh cho mấy phóng viên lão làng bảo con là dựa vào cha để nhét vào báo tỉnh. Lan Điền Trúc đắc ý vênh mặt. Ha ha, tiểu Điền Trúc của chúng ta trưởng thành rồi, muốn làm chuyện lớn à, ha ha. Lão Lan, cho con bé trải nghiệm một chút cuộc sống gian khổ của nông dân Hoa Hạ đi. Tống Sơ Hào nháy mắt với Lan Cơ Đồng. Lão Tống, sao không bảo con gái anh đi luôn đi, không khí nông thôn trong lành lắm đấy. Ha ha, Lan Cơ Đồng cũng cười lại vẻ quỷ quái. Ha ha, con gái tôi còn nhỏ tuổi quá, để mấy năm nữa đi. Tống Sơ Hào ra vẻ ngơ ngác. Hừ, cha và chú xem thường con, ý là sợ con không chịu khổ nổi có đúng không? Vậy để lần này con đi luôn đến cái chỗ gọi là thôn đập thiên thủy gì đó 10 ngày nửa tháng luôn cho hai vị đại nhân nhìn một cái. Một chút khổ cực cũng chịu không được thì còn nói làm gì? Lan Điền Trúc lại vênh mặt ra vẻ đại nghĩa diệt thân. Ha ha ha! Hai người trung niên cười dài một hồi. Buổi tối, Diệp Phàm không ngủ được mà ngồi bên cạnh pho tượng suy nghĩ, trên pho tượng ngoài bốn chữ, Lô Định Tông Ấn, còn ra không có dấu hiệu gì khác để khẳng định là bảo vật triều Đường. Triệu Thiết Hải mang theo 10 nhân viên công an vũ trang súng ống đầy đủ tiến về thôn đập thiên thủy. Vừa ra khỏi thị trấn thì kẻng báo động đột nhiên vang lên, giống như báo động phòng không, sau đó trên loa phát thanh của chính quyền vang lên. Các vị nhân viên công tác, các hương thân, đã phát sinh cháy lớn. Xin mời các vị nghe theo sắp xếp của lãnh đạo thị trấn cứu hỏa cứu người, tất cả công tác đều phải dừng lại. Đây là mệnh lệnh của Bí Thư Tần và Chủ tịch Thái, người nào vi phạm sẽ bị xử phạt. Chương 64, Huyết án. Cục Cảnh sát Hình sự và Cảnh sát Vũ trang huyện đi trên một chiếc xe tải lớn trông hết sức rầm rộ. Vốn bọn họ định tới thôn đập thiên thủy bảo vệ văn vật chân quý, nhưng lại nghe thị trấn Lâm Tuyền báo động có hỏa hoạn. Hơn nữa cũng thấy ánh lửa đỏ trời. Tiếng người quát tháo, tiếng bước chân chạy rầm rập. Chuyện xảy ra quá đột ngột nên bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều. Ngoài ra xe tải cũng bị quần chúng ngăn lại buộc gia nhập vào đội cứu hỏa. Phần lớn quần chúng đều cho rằng những cảnh sát vũ trang này tới là để cứu hỏa, tuy nhiên không nghĩ rằng tại sao lại tới nhanh vậy. Một thanh niên gầy gò đang đứng xem náo nhiệt, miệng ngậm một điếu mẫu đơn chép miệng. Kỳ quái, sao cảnh sát vũ trang huyện lại tới nhanh vậy nhỉ? Xe cứu hỏa chưa tới thì bọn họ đã tới rồi, đi đua xe à? Ừ, đúng là hơi kỳ quái. Mày xem, ngay cả súng ống cũng mang theo, cứu hỏa đâu cần phải đeo súng chứ. Cũng không phải là bắt đào phạm, đúng là có gì đó tà môn rồi. Một thanh niên đầu húi cua bên cạnh cũng rất buồn bực, cứ vò đầu liên tục. Thật ra thì cũng không có gì là kỳ quái. Phó Cục trưởng Mã của Phòng Công an tỉnh đích thân gọi điện cho Cục trưởng Vương Sương Nhiên của huyện nên mới làm ra đội hình lớn như vậy để đi bảo vệ quốc bảo triều Đường của thôn đập thiên thủy. Những cảnh sát vũ trang này xuất hiện khiến một người gầy gò tóc dài đang đứng xem náo nhiệt cũng giật nảy mình, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi. Anh Điêu, xảy ra chuyện lớn rồi, cảnh sát vũ trang và cảnh sát hình sự mang súng tới cả một xe tải lớn đến mấy chục người, có phải phát hiện ra chuyện chúng ta hay không để còn mau chạy à? Tuy nhiên có điều kỳ lạ là mọi người đều tham gia cứu hỏa, anh nghĩ có phải đánh lừa hay không? Người được gọi là anh Điêu ở đầu dây bên kia trầm mặc một chút rồi nói. Sợ gì, ngu ngốc, đánh lừa hay không không nói, nhưng chắc là bọn chúng không phải đi tìm chúng ta đâu, chắc là đi ngang qua thôi. Bọn họ không phải đều tham gia cứu hỏa sao, nếu đã phát hiện chuyện chúng ta sao còn để ý cứu hỏa? Hắc cầu! Mày lập tức mang bọn A phát chuyển tới một chỗ khác trong thị trấn đốt thêm một mồi lửa, càng to càng tốt. Mẹ kiếp, tốt nhất là chết cháy mấy người thì càng tốt hơn. Bảo tao nói là xong chuyện sẽ cho một người 2.000 đồng. Tao nghe nói đường vào thôn đập thiên thủy đã bị hư hại rồi, muốn vào được cũng phải mất nhiều giờ, theo dõi sát vào, có chuyện gì phải điện báo ngay. Tên gọi là anh Điêu kia nói rất lão luyện, thoáng cái đã chỉ ra chỗ mấu chốt, dù sao cũng là cao thủ. Được rồi anh Điêu, bảo đảm sẽ cháy ngất trời. Nó, toàn bộ người thị trấn đều đang báo động cứu hỏa, để em tiếp tục đi làm sự nghiệp cách mạng. Cho chúng mày loạn hết cả lên, ha ha. Tên tóc dài gầy gò kia đắc ý nói xong rồi lén lút rời đi. Đội trưởng Lý, thị trấn Lâm Tuyền đã đánh cảnh báo động hỏa hoạn,
hình như rất lớn, đã cháy mất mười mấy nhà rồi, lửa đỏ ngập trời. Có phải có người cố tình làm hay không? Trong quán rượu Tử Vân, một người thanh niên nhìn về phía xa có vẻ lo lắng. Đội trưởng Lý, để tôi mang mấy anh em đi xem có cứu được ai không, lửa cháy đúng là quá lớn. Một người thanh niên đứng trên đài cao của quán rượu Tử Vân buông chiếc ống nhòm quân sự trong tay nói. Tốt, làm phiền đại đội trưởng Tề vất vả một chuyến rồi, cứu người quan trọng hơn. Đội trưởng Lý Sương Hải cao mày dường như nghĩ chuyện gì đó, trong lòng khẽ nói chẳng lẽ là Điêu Lục Thuận Dương đông kích Tây, ẩn nấp không được nên muốn thừa cơ bỏ trốn. Lão Vu, Lão Chu, theo dõi chặt chẽ các con đường ra khỏi thành phố Mạc Hương, tuần tra nghiêm ngặt, tất cả các cảnh sát hình sự hủy bỏ nghỉ phép để về trực chiến. Ai, chẳng lẽ có chuyện thật rồi? Đội trưởng Lý ra lệnh một hồi, cặp lông mày càng nhíu chặt hơn. Mấy tên tội phạm này ngày càng giết người như ngóe, đặc biệt Điêu Lục Thuận và Tam Quý Tử giống như mấy con chuột cống chui xuống dưới đất trốn đi, gã còn hoài nghi mấy tên này có biết thiên thuật hay không. Phó Cục trưởng Mã quản lý bộ phận hình sự đã bị Bí thư Tư pháp tỉnh ủy Phí Sách Minh phê bình nhiều lần, lần này thậm chí còn nói nếu không bắt được Điêu Lục Thuận và ba thằng con của lão thì sẽ cách chức, báo hại mấy cấp dưới một phen khổ sở. Lý Sương Hải biết Phí Thư Minh muốn mượn chuyện này để gạt bỏ Phó Cục trưởng Mã. Bởi vì Phó Cục trưởng Mã là người của Chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm, còn Phí Sách Minh lại thân cận với Bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương. Bình thời Phó Cục trưởng Mã đều không báo cáo công tác với Phí Thư Minh mà vượt cấp lên trên Chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm, làm lão ta hết sức tức giận. Mẹ kiếp, thần tiên các người đánh nhau bên trên lại làm một đám tôm tép chúng ta bên dưới gánh tiếng xấu thay. Lý Sương Hải sầm mặt cười khổ, hung hăng nhổ phì một cái. Làm gì vậy đồ chó hoang, không mở to mắt ra mà nhìn à? Không nhìn thấy anh Phát mày ở dưới hay sao? Để anh mày tới không rút ra mày thì uổng xưng được gọi là anh Phát. Biết anh Phát là ai không? Là ngôi sao điện ảnh Hồng Kông đấy. Tao nhổ vào. Đột nhiên từ dưới lầu vang lên một tiếng mắng của một thanh niên mặc áo jacket kẻ ô. Thằng danh này có biệt danh là A Phát, vừa nhận điện thoại của đại ca Hắc Cẩu, đang nghĩ chạy đến phía đông để xem hiện trường vụ cháy. Sau đó gã lại chuyển sang phía tây để ra tay phóng hỏa, ai ngờ đang đi thì lại xui xẻo bị một bãi đầm vào đầu. Tuy không bị thương nhưng cũng bị giật mình nên tức tối mắng một hồi. Một điếu thuốc có cái gì mà giống lên thế? Có tin tao đá một phát là cho mày bay xuống suối không? Hừ. Lý Sương Hải là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, bình thường có ai dám lớn lối trước mặt y? Hơn nữa vừa rồi lại bị phó cục trưởng Mã giáo huấn đang tức đầy bụng nên nhịn không được văng tục. Thằng danh, hôm nay anh Phát không rảnh chơi với mày, mày có ngon thì ở lại đó. Anh xong việc sẽ quay lại thu thập mày. Thanh niên mặc áo kẻ ô kia thuận miệng mắng tiếp, trước khi đi còn giơ quả đấm lên thị uy. Mẹ kiếp, trâu bò thật, không ngờ ở cái nơi hẻo lánh như Lâm Tuyền này cũng có loại nhân vật dám thối như vậy. Ừ, không đúng, nghe không giống như giọng địa phương, anh Phát, Hỏa Hoạn, anh Điêu, Phát Thuận. Không phải là Phát Thuận sao, Trương Phát Thuận. Đội trưởng Lý lẩm bẩm rồi đột nhiên mắt sáng lên. Có cảm giác vén được mây mù, quay sang nói với người thanh niên cấp dưới bên cạnh. Lập tức báo cho cục phó Chu, theo dõi cái tên thanh niên mặc áo kẻ ô vừa đi ngang qua quán Tử Vân, cẩn thận đừng để lộ, có thể là con cá lớn à. Vào lúc nửa đêm, màn sương dày đặc đang bao phủ cả thôn Đập Thiên Thủy. Bởi vì thôn cao hơn so với mặt nước biển gần 800 mét nên đã có hơi chút giá rét, Diệp Kim Liên phải đốt thêm một chậu than để trong phòng lớn của cung cũ cho ấm. Mười thanh niên trong thôn phái tới thấy không có chuyện gì xảy ra đã ngủ say hết cả. Diệp Phàm và Đoàn Hải cũng hết sức buồn ngủ nhưng không dám nằm xuống mà gắng gượng chống đỡ. Kịch! Một tiếng động nhỏ làm Diệp Phàm bừng tỉnh. Đoàn Hải, mau tránh ra! Diệp Phàm hét lớn một tiếng rồi vọt đến như tên bắn kéo Đoàn Hải về sau, thuận chân đá ra một cước ngoan độc về cây thiết côn lạnh lẽo sau gã. Bịch! Một bóng đen tay cầm thiết côn bị Diệp Phàm đá bay ra ngoài. Đoàn Hải cũng bị cái kéo của hắn ngã vật vào sàn đá xanh trơn trượt chỗ giếng trời, đau điếng nhưng không dám lên tiếng. Cũng may là nhờ có Diệp Phàm kéo lại nếu không đầu của Đoàn Hải chắc giờ đã giống như một quả dưa bở rồi. Cảm giác có tiếng gió phía sau, Diệp Phàm nhanh chóng nghiêng người tránh thoát, nhưng vẫn bị thiết côn quét trúng đùi, cảm giác đau đớn lập tức truyền lên. Có biến! Diệp Phàm hét lớn một tiếng, thuận chân bay lên gần hai thước đá vào một tên mặc đồ đen. Chương 65, một chữ, giết. Một âm thanh trầm đục vang lên,
tên đồ đen kia chắc là bị gãy xương sống, cả người bắn vọt vào cây cột gỗ lớn trong phòng lớn của cung cũ làm cả cung điện rung lên bần bật. Thiên Thuật, chân cẳng đồ chó hoang này rất cứng rắn. Hai tên mặc đồ đen cầm mã tấu dài chừng 1 mét nhảy sổ vào chém, ánh mã tấu lóe lên sáng quắc dưới đèn điện. Cặp mắt của Diệp Phàm sau khi đạt đến tầng thứ 5 đỉnh phong của thuật dưỡng sinh đặc biệt tinh tường, thuận tay cầm chiếc ghế băng đưa lên ngăn chặn, đồng thời sử ra bí thuật truy vân huyễn ảnh bộ của lão phí. Keng keng! Một thanh mã tấu bị chiếc ghế quét trúng bay vọt về xa, tuy nhiên sau lưng hắn vẫn bị mã tấu tên còn lại quét trúng. Xoẹt! Phía sau lưng lập tức bị rách toạc, lộ ra một vết chém chừng 10 phân. Mẹ kiếp, chết đi! Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng kêu đau đớn của tên gọi là Thiên Thuận vừa rồi bị Diệp Phàm đá văng đến cột nhà. Một cây súng lục dưới ánh đèn điện trông đặc biệt bắt mắt nhắm ngay người hắn. Tổ trưởng Diệp, mau tránh ra. Đoàn Hải vốn nằm một góc nhà không ai nhìn đến, nhịn đau bò đến phát hiện tên Thiên Thuận kia đang giương súng, thuận tay cầm một viên gạch vỡ đập qua. Mới vừa rồi Diệp Phàm cứu mạng của gã nên trong lòng hết sức cảm kích, cái này gọi là một mạng đổi một mạng. Bịch, đoành. Trong khoảng khắc khẩu súng nhả đạn thì bị đánh lệch về hướng cửa chính. Lúc này bên ngoài cung, năm thanh niên khỏe mạnh cũng đồng loạt xông vào. Ngay vào lúc này, một tên mặc đồ đen khác nhảy xuống từ trên mái nhà, vừa vung chân đá một cái thì đã làm bị thương hai người. Ba người còn lại chưa kịp có phản ứng thì tiếp tục đã có hai người bị đá văng vào tường. Tuy nhiên người còn lại là Lý Hoành Sơn, thân thủ tuyệt đối không kém. Gã lắc người qua một bên rồi giơ cây gậy gỗ to tướng vụt vào kẻ kia. Tên áo đen nghiêng người tránh nhưng vẫn bị đánh trúng, đau đớn hô toáng. Đồ con hoang! Gã chợt móc từ bên hông ra một khẩu súng, thuận tay vung lên. Xong rồi! Lý Hoành Sơn run lên, biết bản thân mình xong đời rồi, thân thủ có mau cách nào chăng nữa cũng không thể tránh kịp đầu đạn. Tuy nhiên gã cảm giác trước mắt có một luồng sáng trắng xẹt qua như điện. Phập một tiếng, phi đao của Diệp Phàm đã găm trúng cổ tay tên kia, khẩu súng lục văng xuống dưới đất. Tuy nhiên tên áo đen kia cũng vô cùng hung dữ, sau khi lăn một vòng thì đã móc ra một cây dao găm đâm vào ngực một người họ Lý vừa bò dậy. Máu tươi vọt ra trông hết sức thê lương. Lý Tiều. Lý Hoành Sơn điên cuồng hét lên, thuận tay ôm một khối đá nặng gần 100 cân liều chết xông tới tên kia. Đánh không trúng. Thân thủ của tên áo đen kia vô cùng nhanh nhẹn, bắt lấy thắt lưng của Lý Hoành Sơn vật ngã xuống rồi cầm được cây súng lục nhằm vào Diệp Phàm đang quần đấu với hai tên áo đen kia bóp cò. Diệp Phàm đang ở giữa không trung căn bản là không kịp né, thầm nghĩ xong đời rồi thì đột nhiên trên lầu có một tiếng hô rồi hắn chợt nghe một mùi thơm quen thuộc ập tới. Ầm, á! Diệp Nhược Mộng đã sớm nấp trong hàng lang, nhào xuống dùng thân thể mỹ lệ chặn cho Diệp Phàm một đòn chí mạng. Nhược Mộng, đồ con rùa, giết! Thấy trước ngực của Diệp Nhược Mộng vọt ra một dòng máu tươi, Diệp Phàm trở nên điên cuồng, thuật dưỡng sinh tiến vào trạng thái cực hạn. Cả người vọt lên cầm lấy thanh thiết côn đập mạnh vào ngực Thiên Thuật. Á! Diệp Phàm cuồng loạn rút thanh thiết côn ra rồi tiếp tục quét mạnh về hai tên còn lại, keng keng hai tiếng, hai thanh mã tấu vỡ thành 4 đoạn bay vọt đi. Thiên Thuật! Cửa phòng trên lầu của Diệp Phàm đột nhiên mở toang ra rồi một người bịt mặt ôm pho tượng nặng tới 60 cân nhảy bay xuống, một cước thoáng chốc đã chỉ cách Diệp Phàm có vài mét, hét lớn. Đoạt được đồ rồi đi mau! Để mạng lại! Diệp Phàm giống lên dữ dội, toàn thân cũng bay vọt lên đá vào tên bịt mặt. Oạch! Tên kia lắc mình qua một bên nhưng vẫn trúng phải một cước của Diệp Phàm, khăn che mặt cũng văng ra. Niêu Lục Thuận, nguyên lai là tên chó ngươi. Diệp Phàm giống to, phi đao trong tay bắn ra làm thành một đường vòng cung tuyệt mỹ ghim vào tên gọi là anh Điêu. Người này chính là tội phạm có lệnh truy nã đặc biệt Điêu Lục Thuận mà Lý Sương Hải đang tìm kiếm, không cần đoán cũng biết ba quý tử đang ở đây. Anh Điêu, đi mau. Trên lầu tiếp tục có một tên nhảy xuống liều chết dùng lưng đỡ cho Điêu Lục Thuận một đao. Thiên Cẩu, anh em tốt. Điêu Lục Thuận giống lên một tiếng rồi đỡ tên áo đen tên gọi là Tam Quý Tử nhanh chóng chạy ra khỏi cung cũ. Trước khi biến vào đường nhỏ còn thuận tay cầm súng định bắn Lý Hoành Sơn, tuy nhiên bị phi đao của Diệp Phàm uy hiếp nên đành buông tha chạy trốn. Nhược Mộng, Lý Tiều. Diệp Phàm ôm lấy Diệp Nhược Mộng, phát hiện ra trước ngực cô máu chảy chan hòa. Bên kia Lý Hoành Sơn đỡ Lý Tiều gượng dậy, bộ dạng nhìn cũng không ổn. Anh Phàm, Phàm, anh Phàm, cầu van xin. Cầu van xin anh, chiếu cố,
Tốt, mẹ em. Diệp Nhược Mộng gắng sức nói được một câu hết sức không cam lòng rồi đầu ngoẹ y sang một bên. Đi rồi. Nhược Mộng. Trong cung cũ vang lên một tiếng kêu thê thảm xé ruột chấn động trời xanh. Nhược Mộng. Con sư tử đã nộ hống rồi, mà hắn đã không còn là một con sư tử đang ngủ nữa, hắn đã là một con rồng đau đớn tỉnh giấc. Hoành Sơn, anh lập tức gọi cứu thương. Đồ chó, ông mày sẽ lấy mạng các ngươi. Diệp Phàm nhanh chóng về phòng lấy ra một chiếc túi da rồi xông ra ngoài. Tối nay ở chỗ Long Mộ cắt cử hơn 200 thanh niên canh giữ nên mấy người dẫn đầu các họ Ngô, Lý, Diệp và mấy họ khác cũng không ở đây. Tuy nhiên trong thôn có mấy người đã bị tiếng súng và tiếng đánh nhau thức tỉnh chạy tới. Diệp Phàm đứng ở đầu thôn dùng cảm giác nhạy bén của thuật dưỡng sinh kiểm tra một lúc, rốt cục phát hiện chỗ khả nghi. Dù sao tên điêu kia ôm một pho tượng lớn như vậy chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Tên này vốn đặc biệt hung ác, nghe nói người dưới tay y chết cả lớp, cảnh sát hình sự hay lực lượng đặc biệt cũng đều có. Tuy nhiên hôm nay y gặp phải Diệp Phàm đã đột phá cảnh giới thuần hóa của thuật dưỡng sinh tầng thứ 5, cộng thêm với tuyệt kỹ phi đao, truy vân huyễn ảnh bộ, thiên cương lôi bạo quyền của lão phí khiến hắn không sợ đọ sức. Nếu như dùng thân thể đỡ đạn thì Diệp Phàm không có năng lực, tuy nhiên để né tránh thì cũng nắm chắc tới 4 phần nếu ở cự ly gần. Bất quá Diệp Phàm bởi vì Diệp Nhược Mộng rời đi giận điên lên, hiện tại gì cũng không còn nghĩ một lòng chính là muốn đánh chết bọn tội phạm này. Đội trưởng Lý, em là Diệp Phàm ở tổ công tác, tên điêu mang theo đồ chó đẻ tam quý tử và 7, 8 tên áo đen mò tới cung cũ của thôn Đập Thiên Thủy đoạt đi pho tượng triều đường trị giá mấy trăm vạn rồi. Bọn chúng có cả đao lẫn súng, đã giết chết một cô giáo trong thôn và 3, 4 người dân bảo vệ, bị thương không biết mấy người. Em đã đánh chết 2 thằng. Anh phải nhanh đến chợ giúp đi, bọn chúng trốn theo đường suối nữ thần. Em đang đuổi theo, mau, mau. Diệp Phàm vừa chạy vừa hét to qua điện thoại, lúc này hắn mới thấy rõ công dụng của chiếc điện thoại này. Chương 66, hai chữ, đuổi giết. Cái gì, Điêu Thuận Lục và Tam Quý Tượng cướp tượng triều đường, còn làm chết mấy người, nói rõ chi tiết xem, đừng đuổi theo chú ý an toàn. Lý Sương Hải cảm thấy trong lòng tê dại, hối hận không thôi. Đã sớm biết trận hỏa hoạn này là mờ ám sao còn bám theo gã phát đó chứ, bắt luôn tra hỏi thì xong rồi. Tề Thiên, lão Chu, mau gấp trở về. Tập hợp đội ngũ tiến đến thôn Đập Thiên Thủy, mau. Lý Sương Hải chưa từng cảm thấy đau đớn như vậy, đánh ầm một cái xuống mặt bàn. Không tới mấy phút đồng hồ sau, thảm án của thôn Đập Thiên Thủy đã được thông báo từ huyện Ngư Dương, thành phố Mạc Hương cho đến tỉnh Nam Phúc. Thậm chí kinh động đến cả bộ công an. Thật ra thì Diệp Phàm cũng không biết trong cung chết mấy người. Lúc ấy hắn cứ nhìn thấy người nào ngã xuống là coi như không sống rồi, vì thế báo lên là 5, 6 người bị giết, bị thương còn nhiều hơn. Hơn nữa đồ bị cướp là pho tượng đời đường giá trị mấy trăm vạn, hung thủ là tội phạm có lệnh truy nã đặc biệt, trong tay có vũ khí nóng, tất cả cộng lại tạo ra một huyết án chấn động tỉnh Nam Phúc. Từ bộ công an đến tỉnh Nam Phúc, rồi đến thành phố Mạc Hương chuyển tới huyện Ngư Dương, cuối cùng là thị trấn Lâm Tuyền, một loạt mệnh lệnh được phát ra. Xe chở cảnh sát vũ trang và cảnh sát hình sự của tỉnh, huyện và thành phố Mạc Hương xếp thành một hàng dài trên đường quốc lộ. Thượng úy Tề Thiên của lực lượng liệp báo thuộc quân khu Lĩnh Nam, một trong 8 đại quân khu Hoa Hạ sau khi nhận được tin báo cũng cảm thấy sự tình quá khẩn cấp. Bởi vì súng và lựu đạn của mấy tên tội phạm này đoán chừng là cướp đi từ quân khu Lĩnh Nam. Nói không chừng còn có cả súng máy và thuốc nổ các loại. Vì thế được sự phê chuẩn của quân ủy điều động một sư đoàn đóng quân ở thành phố Mạc Hương khẩn cấp hành quân đến thôn Đập Thiên Thủy của thị trấn Lâm Tuyền phối hợp với công an và cảnh sát truy bắt tên sát nhân. Trong lúc nhất thời gió nổi mây cuộn, sóng ngầm chuyển động. Đoàn xe quân sự chạy ầm ầm trên đường lớn của thị trấn Lâm Tuyền. Người hai bên đường đều tỉnh giấc, cho là một cuộc diễn tập quy mô lớn, tất cả đều không ngủ bật tivi lên chờ thông báo. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Ảnh hưởng của nó lan đến bao nhiêu người thì không thể tính hết. Huyện ủy Ngư Dương, thị ủy thành phố Mạc Hương, ngay cả phòng họp tỉnh ủy cũng sáng đèn. Xui xẻo nhất là thị trấn Lâm Tuyền vừa mới dập tắt được đám cháy, bí thư Tần Chí Minh và chủ tịch thị trấn Thái Đại Giang vừa nghỉ ngơi được một lát thì nhận được đồng thời các loại mệnh lệnh của bí thư huyện ủy, bí thư thị ủy, bí thư phụ trách chính pháp của tỉnh ào ạt ập tới, khẩu khí đều lộ vẻ nghiêm nghị. Quan uy qua điện thoại cũng đủ đè chết cả hai người. Đội cứu viện lên đường sớm nhất bị chặn lại ở giữa đường đến thôn Đập Thiên Thủy,
ở một nơi mà người dân thôn gọi là Mỏm Long Quy. Xe cộ bị dồn lún ở đây không có cách nào để đi qua, mặc dù chủ tịch thị trấn Thái Đại Giang trước đó đã tổ chức mười mấy người đào bới nhưng bởi vì không có máy móc cơ khí lớn nên không thể bẩy được mấy khối đá lớn nặng cả mấy ngàn cân. Tề Thiên gấp gáp đến nỗi nhảy chồm chồm như con gà Tây, hét lớn mấy tiếng rồi rút phăng khẩu súng ra làm cho phó chủ tịch thị trấn Trương Hy Lâm đang chỉ huy ở hiện trường mềm nhũn cả hai chân, suýt nữa thì tè ra ở trong quần. Tân chủ nhiệm ban tổng hợp Lưu Trì cho là bản thân mình là anh hùng, xem đây chính là cơ hội tốt để nịnh bợ lãnh đạo. Hơn nữa Lưu Trì khẳng định thượng úy Tề Thiên dù có gan lớn bao nhiêu cũng không dám nổ súng bởi vì đây không phải là tội phạm giết người, nổ súng bừa bãi chắc chắn sẽ phải ra tòa án quân sự. Thằng danh này tức thì xông lên phía trước cãi cọ. Đồng chí thượng úy, đây do thiên tai chứ không phải là người gây ra. Chúng tôi ở đây nghèo nàn không có máy móc cơ khí nên cũng đành hết cách. Mời anh lịch sự với chủ tịch Trương một chút, ông ấy không phải là lính của anh. Cái gì, lão không phải là lính tao nhưng hôm nay tao lấy lý do làm việc bất lực cản trở chiến đấu, đầu tiên phải bắn vỡ trứng mày. Nghe đoành một tiếng chói tai rồi thấy đất cầy lên dưới chân Lưu Trì, sau khi bụi đất lắng xuống gã mới biết được đây đích thật là hàng thật giá thật chứ không phải đồ chơi. Lưu Trì bị dọa cho ngồi phệt xuống đất, vãi cả linh hồn trong quần cũng không biết, chỉ cảm giác dưới mông có gì ấm ấm mềm mềm. Ngu ngốc, còn không đi khiêng đá đi. Trương Hy Lâm cũng tái mét mặt, cấp dưới gì mà dám đi trêu chọc Tề Thiên và một đám cảnh sát vũ trang. Nếu không phải nể mặt mũi chú gã là Lưu Vĩnh Trạch thì y chỉ muốn một cước đá bay xuống vách núi cho chó ăn. Một đám vô dụng. Tề Thiên bực tức mắng to rồi phát ra mệnh lệnh. Toàn thể xuống xe chạy bộ, tiến hành huấn luyện dã chiến. Huấn luyện dã chiến thật ra là chạy đường dài. Đối với đám lính đặc chủng thì bình thường nhưng với đám cảnh sát vũ trang thì ăn không vào, khổ sở lẽo đẽo chạy sau. Tuy nhiên Tề Thiên rất nhanh chóng lấy ra một khẩu tiểu liên tự động quét qua dưới đất một băng. Đát đát đát, hoa lửa bắn ra tung tóe. Tề Thiên uy mãnh giống to một tiếng, xem chừng ai dám chậm trễ sẽ xử bắn ngay tại chỗ. Làm các kiểu đội trưởng, sở trưởng, phân cục trưởng công an bình thường quen sung sướng vội vàng liều mạng chạy trối chết. Đùa giỡn. Không đuổi theo có được không? Mệt chết còn hơn là bị xem như lính đào ngũ bị bắn chết, ít ra còn có chút tiền tuất liệt sĩ cho người nhà. Nhìn bộ dạng tên thượng úy như hung thần ác sát, nói không chừng là dám nổ súng lập tức. Thân thể bình thường tốt nhất không nên đụng chạm với súng ống. Diệp Phàm, tôi lấy danh nghĩa lãnh đạo tỉnh yêu cầu anh lập tức dừng đuổi bắt. Đội trưởng Lý Sương Hải hét to qua điện thoại. Không được, chết cũng phải đuổi theo. Diệp Phàm nói rồi cúp luôn điện thoại phóng đi. Đồ cứng đầu, có muốn mạng nữa hay không đây? Đội trưởng Lý giận đến rung người, vội vàng gọi đến huyện ủy Ngư Dương. Một lát sau, Diệp Phàm, tôi là bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương, ran lệnh cho anh lập tức dừng truy bắt để quay lại thôn đập Thiên Thủy, đây là mệnh lệnh hiểu chưa? Lý Hồng Dương nói giọng khàn khàn. Không được, thật xin lỗi bí thư Lý, bọn chó chết này giết người, tôi phải báo thù. Báo thù. Diệp Phàm thở hào hển nói mấy câu quật cường rồi lại cúp điện thoại. Ai, đồ ngốc a, chỉ bằng với một chút thân thủ nho nhỏ của cậu không phải là đi chịu chết sao? Lý Hồng Dương trong lòng đau xót mắng một câu thô tục. Mấy người mau bảo bọn cảnh sát vũ trang nhanh lên một chút cho tôi, cứu người làm trọng. Thằng nhóc này tốt a. Bất đắc dĩ Lý Hồng Dương phải gọi điện thoại đến thành phố Mặc Hương. Không lâu sau, Diệp Phàm, tôi là bí thư thị ủy Dương Quốc Đống, lập tức trở lại cho tôi. Không nghe tổ chức ra lệnh thì khai trừ công chức. Bí thư thị ủy thành phố Mặc Hương Dương Quốc Đống sau khi nhận được điện thoại của bí thư huyện Ngư Dương Lý Hồng Dương hừ một tiếng nói. Đồ vô dụng, ngay cả cán bộ cấp ban cũng nói không được. Sau đó gọi điện tiếp cho Diệp Phàm, y không tin một cán bộ cấp ban nho nhỏ lại dám cãi lệnh mình, nếu như vậy thì mình làm bí thư thị ủy còn nói được ai. Khai trừ thì khai trừ. Tôi có thất nghiệp cũng phải giết chết mấy tên khốn kiếp này đã. Thằng cụ nó điêu lục thuận. Diệp Phàm bị ép đến điên lên, mắng một câu thô tục rồi cúp luôn điện thoại. Hắn giờ căn bản không biết là ai gọi điện, khí uất đã trào lên tận cổ. Nghĩ đến thân thể mềm mại, sự dịu dàng của Diệp Nhược Mộng là trong lòng hắn lại đau như dao cắt. Mắng người nào, là điêu lục thuận à? Dương Quốc Đống xạ mặt chữa thẹn. Chương 67, bắt chết thì bắt chết. Báo cáo bí thư Dương,
Điều Lục Thuận chính là tội phạm truy nã đặc biệt của Bộ Công an, thằng nhóc kia chắc là không mắng ngài đâu, mắng kẻ kia đấy. Lúc này một người công an bên cạnh vội vàng giải thích, Diệp Phàm hét to như vậy nên người xung quanh đều nghe thấy cả. Hắn vừa giải thích vừa âm thầm giơ ngón tay thán phục. Châu bò thật, dám mắng bí thư thị ủy, lại còn dám mắng trước mặt, chán sống rồi à. Người anh em, cậu là nhân viên châu bò nhất ở Ủy ban Nhân dân của thành phố Mạc Hương đấy. À, tôi mà hẹp hòi vậy sao, mắng thì cũng đã mắng rồi. Tuổi trẻ mà, ngay cả mạng sống cũng không cần, là một hạt giống tốt. Chúng ta là đảng viên thì phải không sợ khổ sợ khó. Một vĩ nhân đã từng nói, vì nhân dân mà cái chết nặng như núi Thái Sơn, chết có ý nghĩa. Thử hỏi đã mấy người làm được, đây chính là anh hùng, người bình thường có thể làm được sao? Dương Quốc Đống mượn chuyện để đề cao mình lên. Phó Bí thư Thị ủy Chu Càn Dương ở bên cạnh cười lạnh trong lòng. Chó má, mới vừa rồi còn mắng Lý Hồng Dương không nói được cán bộ của mình, bản thân mình giờ có khác gì đâu. Ngay cả một cán bộ cấp ban cũng không nói được thì làm Bí thư Thị ủy làm cái rắm gì, sao không dịch cái mông ra cho ông ngồi, cứ uống nước cả cặn là sao? Ông nhổ vào. Lúc này trưởng ban tuyên giáo Trương Hân Nguyệt cũng khẽ nhướng đôi mày cong vút lên, khẽ mở hé đôi môi đỏ mọng nói. Bí thư Dương, tôi thấy Diệp Phàm là một anh hùng, ban tuyên giáo đã phái phóng viên và đài truyền hình thành phố đi phỏng vấn, đem hắn làm thành một điển hình toàn thành phố, là một tấm gương để mọi người học tập, anh thấy thế nào? Là anh hùng nên chúng ta phải đẩy mạnh tuyên truyền, xua đuổi tà khí, để tư tưởng cán bộ tập trung vào xây dựng kinh tế, vì khu kinh tế Mạc Hương. Dương Quốc Đống nhân cơ hội nói thêm một tràng, khẳng định biện pháp của Trương Hân Nguyệt. Vị bí thư này cũng là người giàu hoạt, đem một anh hùng đuổi bắt tội phạm giết người quy về phương diện xây dựng kinh tế. So với thủ pháp mượn thế của Trương Hân Nguyệt còn cao minh hơn, đúng là thanh xuất nhất lam nhi thắng vu nhất lam. Mẹ kiếp, lại có thể chui vào núi thần nữ, vậy thì e khó khăn rồi. Núi này lớn như vậy, tìm được những thứ con hoang này chẳng phải là mò kim đáy bể sao. Diệp Phàm thầm mắng một câu rồi áp sát tai vào mặt đất nghe ngóng. Ôm pho tượng lớn như vậy trên người thì bước chân chắc chắn sẽ để lại tiếng động. Điện thoại di động lúc này lại rung lên, Diệp Phàm cầm điện thoại bất kể là ai, quát lớn. Kẻ cướp đồ tiến vào núi thần nữ rồi, không cần nói gì với tôi hết, không giết được bọn chúng tôi thể không làm người. Tôi giờ chẳng muốn nghe ai hết, có là bí thư tỉnh ủy cũng vậy thôi. Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng đang muốn cúp điện thoại thì bên kia cũng hét to. Thằng nhóc, khí thế mạnh nhỉ, tôi là tỉnh ủy Tề Chấn Đào, lập tức rời núi thần nữ trở về, đây là mệnh lệnh. Không được, đừng bảo là Tề Chấn Đào, cho dù là Tề Thiên Đại Thánh tới cũng không quản được. Diệp Phàm thuận miệng xả một tràng, thiếu chút nữa thì phun cả máu ra. Nếu không trở lại ông sẽ bảo quân đội đập chết mày, đồ lính quèn dám không tuân lệnh. Tề Chấn Đào đã hoàn toàn nổi giận, y sống đã mấy chục tuổi nhưng chưa hề gặp phải trường hợp nào bướng còn hơn cả lừa như thế này. Mặc dù Tề Chấn Đào là thường vụ phó chủ tịch tỉnh, nhưng y cũng là một quân nhân chuyển ngành, bản tính nóng nảy. Trong tỉnh còn có người đặt cho biệt hiệu là Tề Đại Pháo. Trong lúc tức giận vô tình xem Diệp Phàm như một người lính, thuận miệng gầm lên. Đánh chết thì đánh chết, phiền ngài nói với đội trưởng Lý một tiếng. Chờ tôi giết được kẻ lấy đồ rồi về đưa ra pháp trường xử bắn cũng chưa muộn. Diệp Phàm hăng thiết tuyệt không yếu thế, trong lúc giận dữ sớm đã đem thuật tĩnh tâm mà sư phụ dạy ném đi xa lắc. Cả hai đều đang điên cuồng thì đột nhiên có một luồng lửa xẹt qua. Ầm một tiếng, Diệp Phàm vội vàng lăn một vòng nấp vào một cái cây lớn. Diệp Phàm, trả lời ông ngay, thằng nhóc. Trong điện thoại truyền đến tiếng kêu gấp gáp của phó chủ tịch tỉnh Tề. Đáng tiếc không có ai trả lời. Ai, thằng nhỏ thật là tốt ha. Mình tại sao có thể nói đập chết nó chứ, ngu ngốc mà. Tề Chấn Đào bội phục nhất là những người đàn ông can đảm, mắt cảm thấy rưng rưng, có cảm giác anh hùng tương liên. Y ngồi xuống ghế gọi điện thoại ra lệnh. Hết bao nhiêu thuốc nổ cũng phải thông đường thôn đập thiên thủy cho tôi. Nối điện thoại với tư lệnh quân khu, thỉnh cầu bọn họ cho công binh mở đường. Từ quân đội chuyển ngành sang đã 8 năm. Coi như rèn luyện được chút trầm ổn giờ lại vất đi, phó chủ tịch tỉnh thở dài. Ai, thằng nhóc, hy vọng cậu có thể bình an, chỉ cần còn sống, tôi lập tức sẽ để cậu làm phó chủ tịch thị trấn, không? Là chủ tịch thị trấn, tôi nghĩ, một cán bộ ngay cả chết cũng không sợ thì có việc gì làm không tốt nữa.
Chẳng lẽ công tác thông thường so sánh với hy sinh đổ máu đáng sợ hơn ư? Bao nhiêu cán bộ của chúng ta trước sợ hổ sau sợ sói. Nói tới đây Phó Chủ tịch tỉnh Tề có chút nghẹn ngào. Diệp Phàm cùng mấy tên tội phạm giằng co, từ đằng xa vẳng đến thanh âm thuốc nổ mở đường. Sư đoàn công binh dã chiến đã nhanh chóng hành quân từ thành phố Phúc Xuân bên cạnh, kèm theo đầy đủ các loại máy móc cơ giới lớn. Hơn 3.000 bộ đội, cảnh sát vũ trang, cảnh sát hình sự đều hối hả chạy bộ tới, thời gian bây giờ chính là tính mạng. Bọn họ cũng sợ mấy tên này cùng đường tiến vào thôn chém giết. Lần này sư đoàn dã chiến ngay cả ống phóng rocket, đạn lửa và súng máy hạng nặng cũng khiêng tới. 4-5 người thay phiên nhau vác một khẩu súng máy, mồ hôi chảy ròng ròng, các lão đại của cảnh sát thấy mấy súng ống kiểu mới này đều than lần này đúng là mở rộng tầm mắt. Chừng 3 giờ sáng, Tề Thiên mang theo một đội liệp báo gần 10 người và mười mấy cảnh sát vũ trang chạy tới cung cũ của thôn đập Thiên Thủy đầu tiên. Bên trong cung đang hỗn loạn. Đèn đuốc chiếu sáng như ban ngày, toàn bộ thôn dân đều tập trung ở cửa cung, tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng bước chân nhốn nháo. Xuân Thủy khóc đến ngất lịm làm Diệp Kim Liên đang đau lòng cũng phải đi giúp đỡ. Diệp Nhược Mộng nằm lặng lẽ trên giường đắp một chiếc chăn bông được mấy y tá do cảnh sát vũ trang đem tới triển khai cứu chữa. Về phần Long Mộ, mấy họ lần này đã thể hiện ra tư tưởng đoàn kết tuyệt đối. Toàn bộ tráng đinh của mấy họ tộc vây quanh Long Mộ, sắp đặt chướng ngại vật, vũ khí sẵn sàng bảo vệ bảo bối của tổ tông. Người của ba họ còn tổ chức một đội gồm gần 1.000 người cầm gậy gộc quốc xẻng tổ chức vây bắt, tiến vào núi thần nữ. Bọn họ la hét đòi báo thù nhưng cũng rất cẩn thận vì đối phương có đầy đủ vũ khí nóng. Tề Thiên vung tay lên, mười mấy cảnh sát vũ trang chia làm tiểu đội dưới sự chỉ huy của liệp báo nhanh chóng tiềm nhập vào núi rừng. Trên đường nếu gặp người trong thôn đều bảo mọi người lui ra dưới chân núi để tránh nguy hiểm. Diệp Phàm một mực đuổi theo giờ mới giật mình thấy nhãn lực của mình rất tinh tường, thậm chí có thể so sánh với mắt của cú mèo. Sau khi vận công, hắn cảm giác đi giữa rừng già như đi giữa ban ngày. Chương 68, phục giết và ngăn chặn. Quái, mình như là có mắt thần vậy, chẳng lẽ đây là khai thiên nhãn trong tiểu thuyết sao? Đang lúc nghi ngờ thì Diệp Phàm cảm giác cách chừng 5-60 mét có một bóng đen vụt qua, hắn không hề nghĩ ngợi vung tay lên, liễu nguyệt phi đao của sư phụ truyền lại xẹt qua bầu trời đêm một ánh sao vụt tới. Phi đao của Diệp Phàm mỏng như cánh ve, lớn bằng đầu ngón út, nắm trong tay hết sức nhẹ nhàng. Nghe sư phụ phí nói liễu diệp phi đao này là học theo kỹ thuật rèn đao của tiểu lý thám hoa Lý Tầm Hoan trong truyền thuyết. Được xưng là tiểu lý phi đao. Lúc ấy Diệp Phàm nghe mà chấn động. Lý Tầm Hoan vốn được coi như tổ sư gia trong giới phi đao. Ngoại hiệu của ông vốn là Tiểu Lý Thám Hoa, cùng với Sở Lưu Hương, Thiết Trung Đường được liệt vào tam công tử của Cổ Long, là một kỳ nhân võ công cao cường, hào sảng rộng rãi, coi như hóa thân của chính nghĩa. Tiểu Lý phi đao của ông bách phát bách trúng, từng giết chết bang chủ thượng quan Kim Hồng của Kim Tiễn Bang, xếp hàng thứ 3 trong binh khí phổ của Bách Hiểu Xanh. Đặc biệt đệ tử Diệp Khai được chân truyền, được người đời sau xưng là đao thần. Nếu không phải chỉ vì không thể chứng kiến, sao lại xưng là đao thần? Mẹ kiếp, mình sẽ không phải gặp thêm một Lâm Tiên Nhi nữa chứ? Lúc ấy Diệp Phàm còn suy nghĩ lung tung. Liễu Diệp đao mà Diệp Phàm dùng cũng xưng là tiểu lý đao, không phải rèn từ thép mà từ một xương một loại thú được ngâm tẩm rồi mài giữa phơi khô nhiều lần. Quy trình chế luyện hết sức phức tạp, hơn nữa còn phải được cao thủ đạt đến thuật dưỡng sinh tầng thứ 7 dùng nội kình quán chú mới thành công. Nếu như không có nội kình của cao thủ thì dù có đại sư rèn đao làm ra, tiểu lý đao, cũng chỉ giống được phần xác của Lý Đại Hiệp mà không thể nào có được tinh túy của nó, đương nhiên hiệu quả cũng kém đi. Vì thế muốn bắt trước cũng không được, với trình độ người đời nay thì không thể chế luyện ra, cứ mất đi một thanh là coi như ít đi một thanh, nên sau khi phóng đi đều phải tận lực thu hồi lại. Theo, Lạc Diệp Phi Hoa đao thuật, của sư môn thì đao khi phóng ra nhanh như tia chớp, uy mãnh như sấm sét. Bách phát bách trúng, đã phóng đi là tuyệt đối lấy mạng, so sánh với đạn súng chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì đạn bắn ra còn có tiếng động, dù là đã gắn ống giảm thanh. Điểm này đối với siêu cấp cao thủ mà nói chính là chí mạng thiếu sót, còn tiểu lý đao thì triển ra vô thanh vô tức, làm người ta không thể phòng. Tuy nhiên cũng phải xem người phóng đạt tới tầng thứ mấy của thuật dưỡng sinh, muốn sử ra đao thuật này ít nhất phải đạt tới tầng thứ 3 đỉnh phong của thuật dưỡng sinh. Diệp Phàm tuy nói có được nhân duyên từ cái u quái dị trên chiếc cọc gỗ kia mà đã đạt đến cảnh giới thuần hóa của tầng thứ 5, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể phóng ra 3,
bốn đao thì kiệt sức, cần phải nghỉ ngơi một lát mới có thể sử dụng tiếp. Bởi vì công lực của hắn chưa đạt tới thuật dưỡng sinh tầng thứ 8 là tiên thiên cao thủ, ở cảnh giới này thì nội kình trong cơ thể sinh ra không ngừng, tuần hoàn tự nhiên trong cơ thể. Vì thế hiện giờ tuy uy lực của phi đao rất lớn nhưng không thể tùy tiện sử dụng nếu không sẽ hao phí sức lực. Nếu như một kích không trúng, bản thân mình lại kiệt sức mà kẻ địch chồm tới vậy thì mình thành dê béo để người ta làm thịt rồi. Ôi! Quả nhiên! Không biết là người nào trúng đao kêu lên một tiếng thảm thiết, tuy nhiên lại nghe tiếng càng cây sao động rồi vang lên liên tiếp mấy tiếng súng ép Diệp Phàm nằm bẹp rúm không ngóc đầu lên được. Ầm! Đang lúc đạn bắn chiếu chiếu thì đột nhiên vang lên cả tiếng lựu đạn nổ làm cho đội của Thượng úy Tề Thiên cách đó mấy cây em cũng nghe thấy được. Tiến hết tốc độ về phía trước, mau, mục tiêu trong vòng 10 cây em bên trái hoặc bên phải. Tề Thiên giống to một tiếng, ra lệnh cho hơn 2.000 lính của sư đoàn dã chiến và mấy trăm cảnh sát hình sự, cảnh sát vũ trang nâng súng triển khai vòng vây. Véo véo, từ ánh sáng của mấy viên pháo sáng bắn lên không trung. Diệp Phàm ngẩng đầu lên thì thấy bọn Niêu Lục Thuận đã lại chạy thoát. Hắn giận đến nghiến răng nghiến lợi thi triển khinh công đạp lên một thân cây vọt lên chừng 10 mét, đuổi theo được chừng 2 cây em thì phát hiện có nhiều vết máu. Nhìn kỹ lại thì thấy một người bị thương đang nằm đó, chắc là do bị Niêu Lục Thuận bỏ lại. Theo lý mà nói, với tính cách trượng nghĩa của Niêu Lục Thuận sẽ không làm như vậy, tuy nhiên Diệp Phàm sợ rằng có điều dối trá nên cũng không vội tiến đến mà ẩn núp quan sát một chút. Sau đó của mấy viên đá ném ra xem xét động tĩnh thì không thấy gì khả nghi. Diệp Phàm nhẹ nhàng tiến đến đá cho tên kia một cước. Ôi, nhẹ chút ông nội của ta, tha mạng a. Một giọng nói hoảng sợ vang lên. Ừ, mày không phải là Lý Đức Quý sao? Nói mau, thằng con hoang Điêu Lục Thuận trốn đâu? Diệp Phàm kề sát đất nghe ngóng cảm giác xung quanh không có ai, cảnh giác hỏi. Tôi không biết, tổ trưởng Diệp. Cầu xin anh bỏ qua cho tôi. Tôi sẽ đưa cho anh 5 vạn đồng. Lý Đức Quý kêu thảm thiết, chân trái của gã đang run bần bật. Diệp Phàm tiện tay thu hồi liễu đao làm Lý Đức Quý đau đến khóc thét, Diệp Phàm lại hung hăng đá thêm một cước cực mạnh. Răng rắc, đùi phải của Lý Đức Quý đã bị đá gãy làm gã giống lên. Nói hay không, Diệp Phàm hỏi. Diệp, tổ trưởng Diệp, dừng tay, tôi nói cho anh biết một bí mật. Là trước kia chồng của Diệp Kim Liên là Diệp Thủy Căn bị người ta hại chết. Lý Đức Quý vội vàng thú nhận. Người nào hại chết ông ấy? Diệp Phàm căng thẳng. Tôi cũng không biết, lúc ấy giám đốc Lâm Trường Cảnh Dương Trần Nhị Thuận gọi điện thoại tới bảo tôi lên cõng Diệp Thủy Căn trở về thôn Đập Thiên Thủy, nói là ông ấy bị té bị thương, đồng ý trả tôi 500 đồng tiền công, vì thế tôi tiến vào mỏm lang đang cõng ông ấy trở về. Tuy nhiên, tôi phát hiện thấy Diệp Thủy Căn không giống như té bị thương mà chết. Lý Đức Quý thấy Diệp Phàm vừa giơ chân lên thì vội vàng kể lể. Lúc ấy sao mày không báo án? Diệp Phàm tức giận quát. Tôi sợ, giám đốc Lâm Trường Cảnh Dương Trần Nhị Thuận là người đứng đầu Lâm Trường, ai dám chọc vào y. Ngay cả đồn trưởng đồn công an Lâm Tuyền thấy y còn phải xưng anh em. Lý Đức Quý lạnh rung, thực ra lúc ấy gã còn mơ tưởng chiếm đoạt Diệp Kim Liên. Cho nên cao hứng vô cùng, báo án cái dám. Ta đá chết ngươi, đồ con rùa. Vì sao dám cùng Điêu Lục Thuận hại chết Nhược Mộng? Ừ, đồ con hoang, mày chẳng lẽ không phải người họ Lý của thôn Đập Thiên Thủy sao? Hiện tại họ Lý cũng có người bị giết rồi, còn mẹ ngươi sẽ dám đối mặt với tổ tông sao? Diệp Phàm giống lên mấy tiếng rồi đá tiếp mấy cái làm gãy luôn mấy cái xương sườn của Lý Đức Quý, gã trào hết cả nước mắt nước mũi. Chất thải trong người chắc cũng đã ướt đầm đũng quần rồi. Gã cầu xin không ngớt. Đừng đánh, tôi chỉ muốn ít tiền chơi gái mà thôi, đâu biết anh Điêu là tội phạm giết người, lúc ấy mấy người anh em chỉ nói vị đại ca này mở sòng bạc. Hơn nữa y cho tôi 10 vạn, nói là sau khi cướp được tượng sẽ cho thêm 30 vạn. Lúc ấy còn đáp ứng không giết người tôi mới đồng ý, ai ngờ y lại. Đồ chó đẻ ấy còn nói gì? Diệp Phàm hừ lạnh. Nói là đến thị trấn Lâm Tuyền phóng hỏa, còn có thường xuyên nhắc tới một câu gì, hồng mạch hoa nhi hầm. Lý Đức Quý sợ Diệp Phàm tiếp tục đã gãy hết xương cốt của gã nên khai tuốt tuột, đoán chừng Điêu Lục Thuận cũng không nói quá nhiều chuyện với gã. Hồng mạch hoa nhi hầm là gì? Diệp Phàm lẩm bẩm đang muốn tiếp tục truy kích thì cảm giác dưới chân có một luồng sáng trắng lóe lên, Lý Đức Quý lại có thể liều mạng rút ra một con dao găm chồm dậy đâm tới. Muốn chết! Diệp Phàm vung lên một cước nhắm ngay ngực,
một cước phẫn nộ này đừng nói là cơ thể của Lý Đức Quý mà gạch đá cũng vỡ nát. Công lực của Diệp Phàm sau khi đột phá đến tầng thứ 5 đỉnh phong đã có thể đã vỡ một khối đá hoa cương 30x30cm. Răng rắc, xương sườn của Lý Đức Quý đã bị gãy toàn bộ, ngay cả nội tạng cũng phèo ra ngoài, gã vừa kêu thảm một tiếng thì một ánh lửa chợt lóe lên rồi một quả lựu đạn vụt đến. Chương 69, liệp cầu còn kém nhiều lắm, dùng cái rắm. Trong ngọn lửa mơ hồ còn truyền đến tiếng thét khàn khàn giận dữ không cam lòng của Lý Đức Quý. Các ngươi, làm sao, ngay cả ta cũng giết, chết tiệt, ta hối hận. Đoán chừng đây cũng là bẫy dập lấy Lý Đức Quý đã bị thương làm mồi nhử để nổ chết Diệp Phàm. Tuy nhiên Diệp Phàm vừa thấy quả lựu đạn thì đã một đao phóng ra ngăn cản quả lựu đạn trong không trung rồi lăn ra xa cách chừng 10 mét, nhưng toàn thân cũng bị cành cây làm cho xước sát. Hắn nhìn xuống dưới chân thì thấy ở đùi có một vết thương dài chừng 10 phân liền vội vàng xé áo buộc lại, tiếp tục dùng mắt thần tìm kiếm. Trải qua một trận bị Diệp Phàm bám đuổi như vậy, Điêu Lục Thuận cũng bị kéo lại. Cách đó không xa vẳng đến tiếng Tề Thiên điên cuồng hét lên, rồi sau đó là tiếng bước chân người rầm rập. Người nào điên cuồng như vậy, không sợ tội phạm bắn lén sao? Diệp Phàm mắng thầm. Kề sát đất nghe một chút, hắn phát hiện phía trước cũng không có động tĩnh gì, có lẽ Điêu Lục Thuận đã nhân lúc rối loạn chạy đi xa rồi. Nghĩ đến gương mặt tái nhợt của Nhược Mộng, Diệp Phàm đau lòng như tê dại. Tuy đối với Diệp Nhược Mộng hắn không có nhiều tình cảm, lúc trước còn giận bị cô tính kế nhưng giờ người đã chết rồi, chỉ nhớ đến những ưu điểm như dịu dàng, quan tâm, đáng thương, quật cường vân vân. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Phàm lại bất chấp nguy hiểm đuổi theo. Chừng được 2 km đang hoàn toàn mất đi dấu vết của Điêu Lục Thuận thì chợt nghe một tiếng quát lớn. Giơ tay lên, bỏ vũ khí xuống. Lúc này trời đã rạng sáng, nhìn xuyên qua tàng cây thì thấy một người thanh niên cường tráng, cặp mắt đặc biệt có thần, đang cầm một khẩu súng tự động kiểu mới nhắm ngay Diệp Phàm, chắc đã nghi hắn là tội phạm. Chậm đã, tôi là Diệp Phàm ở tổ công tác của thôn Đập Thiên Thủy. Diệp Phàm vừa hô to vừa giơ hai tay lên đầu, chỉ e gã kia hiểu làm thì phiền phức. Thành thật một chút, đừng có nói dối. Người thanh niên kia sửng sốt một giây rồi vừa nói vừa giơ súng cẩn thận tiến đến, cách Diệp Phàm 3 mét thì chồm đến như báo núi giật mạnh gót chân Diệp Phàm vật hắn ngã xuống đất, thuận tay bẻ quạt tay hắn, làm Diệp Phàm đau nhó, hừ lạnh. Người ra tay nhẹ chút đi, tôi không phải là phạm nhân. Hừ. Người thanh niên hừ lạnh một tiếng rồi nhìn mặt Diệp Phàm có vẻ hơi ngượng. Xin lỗi, tôi tên là Tề Thiên, là thượng úy thuộc lực lượng đặc biệt liệp báo của quân khu lĩnh Nam, tình hình khẩn cấp nên phải cẩn thận một chút. Tổ trưởng Diệp, anh là anh hùng. Gã đoán chừng lúc trước đã nhìn qua hình của Diệp Phàm nên lúc này mới thả ra. Tổ trưởng Diệp, tên tội phạm đâu rồi? Tề Thiên căng thẳng hỏi, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đoán chừng cũng là một phần tử hiếu chiến. Không biết, chắc là ở phía trước, thoáng cái đã mất hút rồi. Diệp Phàm tức giận hừ nói, xoa xoa cánh tay, một đòn của Tề Thiên cũng quá ngoan độc, cũng may chỉ bầm tím mà không bị gãy xương. Lúc này mấy đội viên liệp báo cũng đuổi theo tới nơi. Tề Thiên ra lệnh cho mấy người chạy lại giúp Diệp Phàm xử lý các vết thương trên người, so với Diệp Phàm tự băng bó thì chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Tổ trưởng Diệp, anh lui về thôn nghỉ ngơi trước, chuyện còn lại giao cho chúng tôi. Đồ con rùa, không bóp vỡ trứng bọn chúng thì tôi không phải là đời sau của Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên ra lệnh một câu lạnh như băng làm tất cả trắng mắt. Dám xưng là đời sau của Tôn Đại Thánh thì đúng là bó tay. Diệp Phàm nhận lấy nước và bánh bao do một đội viên đưa tới, vừa gặm vừa lạnh lùng nói. Các ngươi, có thể làm sao? Bởi vì trong lòng Diệp Phàm bất mãn, kẻ tội phạm chạy mất rồi các ngươi mới đến nên mới sẵn giọng như vậy. Mẹ kiếp dám xem nhẹ liệp báo chúng ta, anh chán sống có phải hay không? Một đội viên bên cạnh Tề Thiên hừ lạnh, bình thường đám lính trong quân khu lẫn cảnh sát vũ trang, cảnh sát hình sự nhìn thấy liệp báo đều phải vâng vâng dạ dạ. Ai ngờ trong thôn này lại có kẻ dám cả gan khinh thị liệp báo nên cũng khó trách mấy tên lính tuổi trẻ phát hỏa. Mắng xong còn chưa đã, mấy tên lính xung quanh đều nhìn Diệp Phàm gườm gườm, ngay cả súng ống cũng nhắm vào hắn. Chỉ chờ Tề Thiên ra lệnh một tiếng thì sẽ cho Diệp Phàm một tư thế đẹp mắt. Bỏ đi, Trương Cường, cậu đưa hắn trở về thôn. Khóe miệng Tề Thiên khẽ giật giật rồi cuối cùng cũng giãn ra. Nếu theo tính tính của gã đã sớm cho Diệp Phàm một cái bạt tai, tuy nhiên gã cũng lờ mờ thấy được thằng danh này không phải loại hèn nhát,
còn giết được mấy tội phạm sừng sỏ khiến Tề Thiên phải chú ý. Thật xin lỗi, tôi không muốn trở về. Không phải là tôi xem nhẹ các anh nhìn đi, đến giờ các anh đã bắt được, giết được bao nhiêu tội phạm. Còn nói liệp báo gì chứ, liệp cầu thì có. Thằng cụ nó, đừng có khoe khoang trước mặt tôi vừa giết ba người đấy. Không cần nói nữa, cùng tiến lên. Diệp Phàm tức giận chút một hồi lên đầu đám người Tề Thiên một nhóm trên người. Hắn điên lên như vậy chủ yếu là vì cái chết của Diệp Nhược Mộng làm cho đau đớn. A, thật là ngươi giết. Người có tên là Trương Cường kêu lên thất thanh, cả đám Tề Thiên đều kinh ngạc lộ vẻ không tin. Tề Thiên từ đầu hôm đến giờ vẫn thấy hoài nghi, tại sao một người bình thường có thể đánh chết mấy tên tội phạm mà ngay cả mình cũng hơi e dè. Đồng loạt lên đi. Tề Thiên nặng nề vỗ bả vai Diệp Phàm, một người lính phía sau đưa cho hắn một khẩu súng lục đen bóng. Dùng được thứ đồ chơi này không? Đương nhiên có. Diệp Phàm cũng không khách khí, hơn nữa còn lộ vẻ kiêu ngạo nhận lấy, cầm khẩu súng thấy hết sức quen thuộc, nghe Tề Thiên nói mấy câu rồi tiếp tục tiến lên. Trước kia hắn quả thật có dùng qua thứ đồ chơi này, lúc lão phí tiến hành huấn luyện trong rừng nguyên thủy đã lấy ra rất nhiều loại súng, thậm chí có cả súng máy. Lúc ấy hỏi sư phụ hắn cũng không nói, chỉ khẽ cười cười, Diệp Phàm đoán chừng là mua từ chợ đen. Thầm nghĩ năng lực của sư phụ ghê gớm thật, đoán chừng nhân vật ẩn hiệp, tuy nhiên đã biết nhiều năm như vậy nhưng thỉnh thoảng mới thấy sư phụ hắn mặc một cái áo choàng màu xanh đã cũ. Diệp Phàm thậm chí còn chưa bao giờ thấy lão ngồi với ai, chỉ là một lão già cô độc. Nếu không phải biết sư phụ có bản lãnh kinh người thì Diệp Phàm còn xem lão như một nông dân chính hiệu. Tiến đến sau một khối đá khổng lồ thì khẩu súng trong tay Tề Thiên chợt vẫy lên, sau đó nghe tiếng một người hô lớn. Tha mạng, tôi đầu hàng. Mấy đội viên tiến tới tịch thu vũ khí rồi tiến hành thẩm vấn. Tuy nhiên mấy đội viên này cũng không phải hạng người ăn chay, thủ đoạn tra tấn khiến Diệp Phàm cũng toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ con mẹ nó chứ, đều là hạng tàn ác. Mình cũng hoài nghi có phải liệp báo xuất thân từ cai ngục hết không. Tên kia thảm a, trên người xương cốt gãy nhiều chỗ, đầu còn bị Tề Thiên dùng súng đập vào một cục, nếu không nói e chừng mất mạng nên rốt cuộc vì mạng nhỏ nên phải khai báo thành thật. Gã khai ra là Điêu Lục Thuận và Tam Quý Tử, tổng cộng còn có 6 người chia nhau phá vây rồi. Chương 70, phi đao vừa ra, thiên địa thất sắc. Tề Thiên gọi điện thoại cho sư đoàn trưởng của sư đoàn dã chiến cùng với đội trưởng Lý thông báo tình hình rồi tiếp tục nhanh chóng truy kích. Vừa bò qua mấy một ngọn núi nhỏ thì chợt nghe tiếng đạn chiếu chiếu, có một đội viên trúng đạn ở chân ngã uống. Mọi người nhanh chóng tản ra nấp sau cây cối thì thấy một gã đầu chọc đứng dậy cầm một cái hộp. Vạch áo ra thấy bên trong buộc đầy chất nổ. Gã nháy đôi mắt tam giác, lớn tiếng hô. Tất cả bỏ vũ khí xuống đi ra ngoài. Tao biết bọn mày là đám con hoang liệp báo. Có phải muốn cái hộp này hay không? Mau đưa tao xuống núi chuẩn bị xe cộ đưa tao ra khỏi nước. Nếu không quân công 910 này sẽ là vật bồi táng của tao. Có tin tao nổ nó dở hay không? Ha ha. Tam Quý Tử đắc ý cười giống lên không hề sợ hãi. Đúng là cao thủ dày dạn kinh nghiệm a. Đám người Tề Thiên và Diệp Phàm bất đắc dĩ đứng lên. Đừng động, chúng ta thương lượng đi. Tề Thiên hô, ra hiệu mấy đội viên bỏ súng trong tay xuống, kỳ quái là cái hộp trong tay Tam Quý Tử rất quan trọng. Tề Thiên nhìn nó mà cũng toát mồ hôi lạnh, nhiệm vụ của đội tinh anh liệp báo lần này cũng là vì kết quả nghiên cứu mới nhất của quốc gia, bản vẽ 910. Cho dù là huy động cả một sư đoàn dã chiến cũng là để phối hợp lấy lại được chiếc hộp, kết hợp huấn luyện chiến sĩ hành quân dã ngoại. Đây cũng là huấn luyện tâm lý thích nghi cho chiến sĩ, lúc ấy lãnh đạo quân khu nhận được báo cáo của Tề Thiên thì nảy ra ý định này, kết hợp một công đôi ba việc. Nếu không cho dù mấy tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm cũng không đến nỗi huy động cả một sư đoàn tinh anh trụ cột của quân khu. Thấy đám người Tề Thiên bỏ súng, Tam Quý Tử càng đắc ý hơn, ánh mắt quét đến Diệp Phàm sau vài giây thì sắc mặt trở nên xanh mét, điên cuồng hô lớn. Nhanh lên một chút, phế thằng danh kia cho ta. Mẹ kiếp! Dám giết anh em Thiên Thuận của ta, đồ chó hoang, mau đập chết hắn, nếu không thì nổ tung. Đoán chừng lúc Diệp Phàm giết hai tên áo đen ở trong cung cũ đã bị gã nhận ra, thằng này còn rất có nghĩa khí, lúc này còn muốn báo thù cho anh em. Cái này, này, Tề Thiên bối rối. Nhanh lên một chút, chặt tay chặt chân. Tam Quý Tử đè tay lên một nút màu đỏ ở cái hộp kia, chắc nút tự hủy. Diệp Phàm đột nhiên giơ hai tay lên nháy mắt với Tề Thiên. Đến đây đi,
Tam quý tử, có gan để cái hộp xuống chúng ta giao đấu. Ha ha, ra tay đi. Tam quý tử căn bản là không mắc mưu, điên cuồng hét Tề Thiên. A, anh Điêu. Diệp Phàm đột nhiên kinh hãi nhìn về sau lưng Tam quý tử hô lên. Tam quý tử theo phản xạ quay đầu nhìn lại, tuy nhiên tay vẫn để cái nút đỏ, trước mắt chợt lóe lên một ánh đao. Ầm. Một dòng máu tươi chợt phun ra từ cổ gã, cổ tay cầm chiếc hộp cũng bị một ngọn phi đạp khác găm vào làm rơi chiếc hộp. Một thân ảnh chợt lóe lên, Diệp Phàm đã sử ra truy vân huyễn ảnh bộ tiến đến thuận tay vững vàng ôm lấy cái hộp rồi lui về phía sau nhanh như cắt đến hơn 10 mét. Tề Thiên cũng không chậm, không biết từ đâu móc ra một cây súng, đoành, đoành mấy tiếng đã bắn nát đầu Tam quý tử. Máu tươi vọt ra lênh láng thành vũng. Tuy nhiên Tề Thiên biết Tam quý tử trước đó đã bị một luồng sáng trắng cắt đứt cổ họng, mấy phát súng của mình chỉ là bồi thêm. Hồi lâu không có động tĩnh gì cả đám Tề Thiên mới nhào tới, cảnh tượng trông thấy làm tất cả sững ra. Cổ họng của Tam quý tử bị một đao cắt ngọt hơn một nửa vô cùng bằng phẳng, nếu như thêm chút lực e là cả cổ cũng bị rời ra. Rốt cuộc đây là loại vũ khí bí mật gì, tận trong lòng mấy người đều rét run, nhớ ra Diệp Phàm mới hoảng sợ quay lại nhìn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Còn Diệp Phàm lúc này đã tiêu hao thể lực quá độ, thương tâm quá độ, cố gắng tìm lưỡi đao thu về nhưng sau đó cứ thế ngã xuống, mơ hồ nghe được tiếng Tề Thiên gọi một câu, người anh em họ Diệp, rồi ngất lịm đi. Một ngày sau, dưới sự vây bắt của mấy ngàn quân cảnh và dân thôn đập Thiên Thủy đã giết chết 4 tên, đánh trọng thương 1. Tuy nhiên Điêu Lục Thuận vô cùng hung hãn không sợ chết đã ôm bức tượng nhảy xuống vực đồng quy vô tận. Tuy nhiên quỷ kế của y đã không được như ý vì tộc trưởng Lý Viêm Đình đã bất chấp tính mạng nhào tới đoạt lại được bức tượng. Lý Viêm Đình cũng bị trọng thương, trên đùi bị Điêu Lục Thuận chém trúng 4 đao, chắc là bị phế đi. Tiếc nuối chính là bức tượng bị chặt cụt mất một chân ngựa, dưới bụng ngựa còn bị bắn trúng mấy vết đạn, dĩ nhiên là do Điêu Lục Thuận lấy ra đỡ đạn. Lý Viêm Đình phi thân túm kịp bức tượng lại làm nhóm quân nhân kiêu ngạo của Tề Thiên kinh ngạc thêm lần nữa. Đều thầm nghĩ rốt cuộc thôn đập Thiên Thủy là nơi nào mà đúng là tàng long ngọa hổ. 2 ngày sau, có một người nằm đơn độc trong bệnh viện huyện Ngư Dương. Nhược Mộng, em đừng đi. Diệp Phàm trong mơ đột nhiên thấy Diệp Nhược Mộng sau lưng có hai cánh như thiên sứ vỗ mấy cái rồi bay đi, còn ngoảnh lại cười làm Diệp Phàm bừng tỉnh. Diệp Phàm vừa mở mắt thì nhất thời há hốc miệng. Trước mắt hắn là một bức tượng nữ thần, mặc áo lông cừu bó sát làm nổi bật những đường cong kiều diễm. Đôi chân thon dài vô cùng hấp dẫn, trên nét mặt kiều diễm phảng phất nét giận hờn như có như không. Tuy nhiên cô gái này dường như không có ý tốt, nhìn chằm chằm Diệp Phàm cũng không biết nghĩ gì. Diệp Phàm cảm thấy từ nụ cười của nàng không có quá nhiều sự thân mật. Quái lạ, con gái mê mình thế sao, chẳng lẽ mình lại đẹp trai như Phan An sao? Diệp Phàm tự hỏi. Đương nhiên không phải. Cô là ai, tôi đang ở đâu? Diệp Phàm nhìn quanh thấy vách tường trắng toát, trên đầu giường treo một bình dung dịch để truyền, phảng phất trong không khí là mùi thuốc. Thì ra là ở bệnh viện. Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, chúc mừng bản thân đại nạn không chết. Phàm con đã tỉnh rồi. Ừ. Mẹ hắn Lâm Tú chỉ bưng một chậu nước nóng đi vào phát hiện thấy Diệp Phàm thì mừng đến chảy nước mắt. Hừ. Cô gái mê hồn mặc áo lông cừu vểnh môi lên. Nghĩ đến điều gì đó lại quay người đi khiến Diệp Phàm khó hiểu. Mình đắc tội với cô ấy sao? Mình đâu quen biết cô ta nhỉ? Tà môn a. Diệp Phàm ngơ ngác. Mẹ, cô ta là người nào? Họ hàng chúng ta đâu có người nào như vậy đâu. Diệp Phàm buồn bực không dứt, mới thoát được tay tử thần lại gặp một người lạnh lùng như vậy. Phàm con, đây là nhà báo đến từ Thủy Châu tên là Lan Điền Trúc, chắc là phỏng vấn sự tích anh hùng của con. Đừng xem cô ấy lạnh lùng như vậy nhưng đối xử với con rất tốt. Hôm qua con không tỉnh lại đã đề nghị chuyển viện lên Thủy Châu đấy. Sau có chủ nhiệm Trịnh của bệnh viện đệ nhất của Mạc Hương đem mấy chuyên gia đến khám bảo là do tiêu hao thể lực quá độ, mấy vết thương nhỏ bên ngoài đã xử lý tốt, vấn đề không phải là đặc biệt lớn. Chỉ có không biết não bộ có chấn thương hay không, tuy nhiên giờ con đã tỉnh nên chắc không có việc gì rồi. Lâm Tú chỉ vẻ mặt mừng rỡ. Cặp mắt sưng đỏ giờ cũng có một tia linh hoạt. Chỉ chốc lát sau, anh cả Diệp Mạnh, anh thứ Diệp Tử Kỳ, em út Diệp Tử Y và cha hắn là Diệp Thần Tây cũng ùa vào. Cặp mắt mọi người đều sưng đỏ, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, thân thiết ôm Diệp Phàm vào lòng. Chúc mừng năm mới, làm quả pháo tép cho AI.
Hy vọng AI năm mới vui vẻ, thường xuyên vào ủng hộ 4VN, 99, 99. PS, AI vào đây http://4vn/foium/showstaad.php 79.511 gói sắc minh thường qua nung hậu Tây Chô Xe Chú Yên để tài trợ, để chuyện có thể ra nhanh hơn nào, 99. Chương 71, Mạt Cư gặp mướp đắng. Anh cả Diệp Cường của hắn là lính trinh sát dã chiến chuyển ngành tới một đồn công an nhỏ của huyện Cổ Xuyên. Sau vì trợ giúp một chiến hữu mà bị người khác hãm hại chịu kỷ luật, trong cơn tức giận bỏ việc về nhà. Cha hắn ở sở lao động tuy nói giúp y tìm mấy chỗ khác để công tác nhưng y đều không đi, bảo là muốn xuống biển buôn bán làm lão bản. Tuy nhiên vì trong nhà không đào đâu ra tiền, còn phải nuôi hai anh em ăn học nên mộng làm thương gia vẫn chưa thành hiện thực. Tuy nhiên đừng xem Diệp Cường rất mạnh mẽ, ở huyện Cổ Xuyên là một đầu lĩnh, người khác gặp đều gọi một tiếng anh Cường lại rất nghe lời cha mình, thậm chí cả đứa em Diệp Phàm. Bởi vì Diệp Cường cũng tu luyện thuật dưỡng sinh, hơn nữa còn là do Diệp Phàm dạy, hiện giờ đã đạt đến cảnh giới thuần hóa của tầng thứ hai, có thể dùng chân đã vỡ một viên gạch không thành vấn đề gì. Tuy nhiên hai anh em lúc so luyện thì người bị đánh bao giờ cũng là Diệp Cường, từ đó trong lòng y hình thành nên một bóng ma tâm lý, nhất nhất nghe lời Diệp Phàm. Thậm chí người cha Diệp Thần Tây cũng không hiểu tại sao đứa con trai lớn cao gần 1m85 lại ngoan ngoãn nghe lời Diệp Phàm như vậy. Em thứ Diệp Tử thật ra không phải con ruột của Diệp Thần Tây mà là con nuôi, tuy nhiên mọi người đều không biết, hiện đang học ở Đại học Long Hoa ở thủ đô Yến Kinh, từ nhỏ đã theo đuôi Diệp Phàm, rất sùng bái thuật dưỡng sinh của hắn, hiện giờ cũng đã đạt đến cảnh giới thuần hóa của tầng thứ nhất, tuy nhiên vì căn cốt gã quá kém nên đánh vỡ một viên gạch đỏ cũng không được, tuy nhiên muốn thu thập một hai người thì không thành vấn đề. Em út Diệp Tử Y thì đang học Học viện Âm nhạc của Thủy Châu. Nghe nói là phân viện duy nhất của Học viện Âm nhạc Trung ương Yên Kinh, là nơi tập hợp nhân tài âm nhạc của 7, 8 tỉnh phía Nam. Em út vốn là bảo bối trong nhà, mấy anh trai đều nâng niu cô trong tay, ai dám động đến là chết chắc. Người trong nhà tuy nói cuộc sống trôi qua nghèo khó nhưng tình cảm rất hòa thuận. Lần này Diệp Phàm hôn mê làm cả nhà đều chạy tới, luân phiên thay nhau để canh. Em trai, mau khai ra tại sao cô gái kia lại cấu vào tay em, ha ha. Xinh đẹp như tiên A. Tuy nhiên có chút lạnh lùng, chỉ sợ sau này em khó sống rồi. Diệp Cường vừa nói vừa cười, giống như đã tóm được cái đuôi của Diệp Phàm. Y luôn bị Diệp Phàm bắt nạt nên có thể phát hiện người trong lòng của hắn là hết sức khoái chí. Đúng thật, nếu như ở Đại học Long Hoa có thể vào top 3 hoa khôi của trường. Anh hai thật là châu bò, mới tốt nghiệp đã cua được mỹ nhân như tiên, hâm mộ. Em kế Diệp Tử Kỳ cũng than thở không dứt. Hai mắt lấp lánh, vì sự may mắn của anh hai mà chảy cả nước miếng. Các anh không nhìn xem anh hai của em là sinh viên tốt nghiệp Đại học Hải Giang, cán bộ cấp trưởng ban đấy nhé, hơn nữa lần này còn là anh hùng. Nói không chừng mấy ngày nữa anh hai sẽ là chủ tịch thị trấn rồi, chủ tịch thị trấn A. Khanh khách, Diệp Tử Y kiêu ngạo vênh mặt như một con công. Đừng nói chứ, ai? Diệp Phàm cúi mặt xuống, hắn nghĩ tới cái chết của Diệp Nhược Mộng, nhất thời tâm loạn như ma. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài, để cho thằng Phàm nghỉ ngơi trước đã. Cha hắn Diệp Thần Tây cười ấm áp. Xế chiều, nữ thần băng giá Lan Điền Trúc cười nhạt đứng trước mặt Diệp Phàm, cặp môi anh đào cứ khẽ nhếch lên khiến cho lửa giận trong lòng Diệp Phàm bốc lên ngùn ngụt. Tuy nói cô có bộ ngực cao vút, cặp giò thon dài nhưng hiện giờ Diệp Phàm căn bản không hề động tâm, sự thê lương trong lòng cuối cùng bộc phát, bất kể cô là ký giả gì cũng lạnh lùng hỏi. Cô có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng đó như Bình Hoa nữa, thật là phiền toái. Bình Hoa. Lan Điền Trúc nghĩ đủ thứ nhưng không nghĩ Diệp Phàm lại thở ra một câu như vậy, không chịu được cười phá lên rung cả thân hình. Cuối cùng cô phải dựa vào cánh cửa phòng bệnh, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, chề môi. Bình Hoa, anh cũng xứng sao, đồ nhà quê. Có phải muốn nói con cóc ăn phân chó không? Tôi không phải là cóc, còn cô cũng chẳng hơn một bãi phân chó. Diệp Phàm không chút lưu tình đập thẳng vào mặt làm Lan Điền Trúc giận run. Thật ra thì Diệp Phàm hiện tại chính là một thùng thuốc nổ, người nào chọc vào thì dính xui xẻo, chỉ Lan Điền Trúc không biết mà thôi. Đồ dã man, khốn kiếp, tôi là phóng viên Lan Điền Trúc của Nhật báo Nam Phúc, vốn định phỏng vấn bốc thơm anh là anh hùng. Hiện giờ anh đã làm tôi có ác cảm, cái gì mà anh hùng đều là giả dối. Lan Điền Trúc khinh thường nói,
thầm nghĩ ngươi còn hung hăng mắng ta, cho ngươi khóc đi. Những thứ cán bộ nho nhỏ như các anh chẳng phải muốn làm anh hùng lắm sao, đăng báo để được lãnh đạo huyện, tỉnh chú ý, có công trạng chính trị rồi có thể vớ được chiếc mũ quan cao hơn. Lan Điền Trúc tựa hồ nhìn thấy Diệp Phàm nghe xong liền đau khổ cầu khẩn bản thân mình đại nhân không chấp tiểu nhân bỏ qua cho hắn lên ảnh báo tỉnh, vân vân. Cô vỉnh đôi môi, nghiêng người chờ nghe Diệp Phàm cầu khẩn. Buồn cười rồi, đắc ý rồi. Thật xin lỗi, tôi không có gì lạ, mời tránh ra, tôi muốn đi đái rồi. Diệp Phàm căn bản không hề động tâm, hiện giờ trong lòng chỉ là một nỗi thê lương, cái gì thăng quan tiến tước, chó hết. Trước mắt hắn chỉ thấy hình ảnh Diệp Nhược Mộng phi thân đỡ đạn thay cho bản thân mình. Tuy nói Diệp Phàm cũng không yêu Diệp Nhược Mộng, lúc trước thậm chí còn có hận. Tuy nhiên người vừa chết thì mọi thứ đều tiêu tan, chỉ còn nỗi đau lòng không dứt. Người a, ai có thể vô tình đây? Tốt, đồ đầu đất, anh không biết cái gì gọi là sức mạnh của tuyên truyền. Anh không biết cái gì là một bài báo có thể quyết định một cái mũ quan à? Nếu có thể ở báo tỉnh là ra một sự tích anh hùng. Nói không chừng anh có thể thăng lên phó phòng tuyệt đối không thành vấn đề, hiện tại thì sao? Bà cô đây nổi giận rồi, rất tức giận rồi. Anh cầu xin tôi đi, van xin tôi à? Cầu van xin wow, gọi một tiếng bà cô tôi sẽ tha cho kẻ đáng thương như anh. Lan Điền Trúc hai tay bắt chéo giống như mẫu dạ xoa bắt được trộm, mái tóc dài buông xõa trông thật mê người, còn cố ý vung vẩy để trông thật yểu điệu. Nếu là bình thường... Diệp Phàm chắc đã trợn mắt ngắm nhìn nhưng bây giờ thì lòng đã sớm nguội lạnh, còn có tác dụng gì đâu. Ngược lại còn khiến hắn nổi giận, anh hùng có nổi giận thì mới là anh hùng. Tiểu Bì Nương, cô có đi hay không thì dẫn anh mày đi đái đi. Ha ha, cô, làm y tá được đấy. Diệp Phàm nổi điên làm động đến các vết thương nhưng không hề có cảm giác đau đớn. Bởi vì bình sinh hắn ghét nhất mấy cô bé tiểu thư nhà giàu. Mối tình đầu của hắn bị bóp chết cũng vì quan niệm môn đăng hộ đối, giờ mỗi lần nghĩ đến đều đau lòng giận dữ. Điên rồi, kẻ điên. Lúc này Lan Điền Trúc cảm giác sự ưu việt của bản thân là hoàn toàn vô dụng trước mặt một kẻ điên, thậm chí còn có cảm giác hoang đường đàn gảy tai trâu, giận đến nước mắt, dậm chiếc giày cao gót đánh thịt một cái rồi quay đầu phóng ra khỏi phòng bệnh như một con thỏ. Vốn là lần này cô tới gặp Diệp Phàm thậm chí là có ý nghĩ hưng sư vấn tội. Nghĩ nhục nhã hắn tại sao dám lớn lối với mình qua điện thoại. Ai ngờ kết quả chưa còn kịp hỏi tội đã bị kẻ điên Diệp Phàm này đánh cho không còn một manh giáp. Chương 72, Đại sư Hóa Duyên. Không lâu sau trong phòng bệnh của Diệp Phàm hết sức náo nhiệt, Tần Chí Minh dẫn theo bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương cùng với một số lượng lớn ban ngành tới thăm người anh hùng. Đèn flash chớp lên liên tục, MC của đài truyền hình huyện bình thường kiêu ngạo thì giờ dịu dàng hỏi thăm một chút sự tích anh hùng của Diệp Phàm. Một đoàn phóng viên bên cạnh không ngừng ghi chép. Lý Hồng Dương hòa ái dễ gần khích lệ Diệp Phàm phải dưỡng thương cho tốt, nói Diệp Phàm là một biểu tượng thời đại mới. Diệp Phàm nghe được trong lòng cũng ấm áp dễ chịu, giống như mùa đông được một ngọn lửa sưởi ấm, cũng giảm bớt bi thương. Lý Hồng Dương mới vừa đi, Thái Đại Giang lại dẫn chủ tịch huyện Trương Tào Trung đến, làm một hồi bận rộn. Tay của Diệp Phàm còn chưa lành hẳn bị Trương Tào Trung thân thiết nắm chặt đến đau nhói. Một cục trưởng mập mạp bên cạnh vội vàng tiến lên nói. Các anh nhìn xem, đồng chí Tiểu Diệp tinh thần dũng cảm như vậy, thật là phấn khởi. Đúng rồi, chủ tịch huyện Trương của chúng ta là một viên thuốc tuyệt vời. Bệnh viện trưởng Tần Đại đứng sau không quên vỗ mông ngựa một câu. Đồ chó hoang, cầm tay anh mày đến suýt nữa mệt rã ra, còn nói cái gì mà thuốc thang, so với cao dán còn kém nữa. Diệp Phàm cố dặn ra một nụ cười. Trong lòng cực kỳ tức giận. Ngày thứ hai, Phó Bí thư Thị ủy Chu Càn Dương, Bí thư huyện Ngư Dương Lý Hồng Dương, Chủ tịch huyện Trương Tào Trung cùng tới dẫn theo một nhóm phóng viên của đài truyền hình vây kín phòng bệnh. Chu Càn Dương thân thiết nắm tay Diệp Phàm tay nói. Đồng chí Diệp Phàm, tôi đại biểu cho chính quyền thị ủy tới thăm cậu. Cậu đúng là niềm tự hào của thành phố Mặc Hương chúng ta, là anh hùng trẻ tuổi của thời đại mới, là dũng sĩ kiệt xuất. Có thể gặp được một cán bộ ưu tú như cậu tôi vô cùng phấn khởi. Phải dưỡng thương cho tốt, thương thế tốt lên còn tiếp tục cống hiến cho đảng. Sau khi khích lệ một hồi, y quay sang nói với Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung. Bí thư Dương của thành phố Mặc Hương chúng ta đã từng nói. Đối với cán bộ trẻ tuổi chúng ta phải có can đảm sử dụng, không phải sợ bọn họ trẻ tuổi, không phải sợ. Tư tưởng của bọn họ rất cởi mở, phải mạnh dạn giao công tác.
phải khen thưởng động viên không để cho bọn họ thất vọng. Bí thư Dương có nói lời này thật sao? Lý Hồng Dương nghi ngờ trong lòng, thanh niên đúng là có tinh thần xung kích nhưng thanh niên cũng dễ phạm sai lầm. Phó Bí thư Chu cùng Bí thư Thị ủy Dương Quốc Đống vốn bằng mặt không bằng lòng, là hai thế lực lớn trong thường ủy của thành phố Mạc Hương, lực lượng thứ ba là của chủ tịch thành phố La Hạo Thông. Chu Càn Dương lúc này đem lời của Dương Quốc Đống ra để khích lệ giao công tác cho thanh niên ra vẻ rất độ lượng nhưng bên trong lại có ý ngầm, đúng là lãnh đạo thị ủy nên có phong phạm cao thủ. Cảm ơn Bí thư Chu khích lệ, đây chỉ là một phận sự mà một đảng viên Đảng Cộng sản phải làm, cho dù cháu có một chút thành tích cũng là do sự chỉ đạo của Bí thư huyện ủy Lý và Chủ tịch Trương, sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn Lâm Tuyền, dấu lớn đặc biệt là sự lãnh đạo sâu sát của Bí thư Tần Chí Minh. Chỉ là công tác của cháu vẫn chưa làm tốt, thôn Đập Thiên Thủy vẫn có người nghèo. Phó Bí thư Chu là cán bộ tốt của Đảng, một lòng vì công tác. Cháu có yêu cầu không biết có thể nói lên hay không? Diệp Phàm kích động nói một hồi, cũng vận ra bí quyết tính tâm của thuật dưỡng sinh, to gan đề nghị. Các anh nhìn xem, đồng chí Tiểu Diệp còn khách khí với tôi. Vĩ Nhân từng đã nói, phải thực sự cầu thị, đồng chí có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Ha ha! Chu Càn Dương trong lòng sửng sốt thầm nghĩ bọn trẻ chưa lớn đúng là có chút kích động. Mấy ngày hôm trước Dương Quốc Đống gọi điện thoại bảo hắn quay lại thôn Đập Thiên Thủy cũng bị cự tuyệt, xem ra tuổi trẻ không biết nặng nhẹ. Có yêu cầu cũng không thể nói vào lúc này chứ, thật là hồ đồ a. Làm ra chút thành tích thì đã vẫy đuôi rồi, còn dám có kè mặc cả với lãnh đạo a, có tướng phản nghịch a. Chu Càn Dương ngoài miệng vui vẻ nhưng trong lòng đã sớm trầm xuống, phán định án tử cho Diệp Phàm. Ít nhất y sẽ không trọng dụng Diệp Phàm. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng chưa đạt tới tầm mà y có thể coi trọng. Đám người Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung cùng đi với Chu Càn Dương cũng đều ngơ ngác, thầm than đúng là trẻ tuổi không hiểu chuyện. Phó Bí thư Chu đại biểu lãnh đạo thành phố Mạc Hương đến thăm mày chỉ để làm mầu thôi, mày còn dám yêu cầu cái gì? Muốn tiến bộ cũng phải âm thầm đề đạt chứ, chẳng lẽ đầu thật bị mấy tên tội phạm đá cho u mê rồi? Cháu định nói là, Phó Bí thư Chu, thôn Đập Thiên Thủy còn nghèo quá. Đặc biệt là đường quốc lộ nhỏ vào thôn kia đã hư hỏng rất nặng. Hiện giờ chẳng phải là có khẩu hiệu muốn giàu trước hết phải làm đường sao? Vì con đường này mà mỗi năm trong thôn đều có không ít người chết vì lật xe. Huyện và thị trấn cũng cấp tiền sửa chữa mở rộng, vừa mới đây Phó Chủ tịch huyện Trương và Cục trưởng Triệu cũng cấp cho một khoản kinh phí, tuy nhiên để sửa chữa hoàn chỉnh cần quá nhiều tiền mà huyện Ngư Dương thì cũng không giàu có gì. Lần này xảy ra chuyện. Con đường đã được công binh quân đội mở rộng không ít, tuy nhiên lúc ấy vì thời gian quá gấp gáp nên không thể làm đúng quy phạm, chỗ rộng chỗ hẹp. Cháu định lần này mượn gió đông sửa chữa hoàn chỉnh luôn cho tốt. Vì thế với trách nhiệm là một tổ trưởng của tổ công tác thôn Đập Thiên Thủy, cháu hy vọng Phó Bí thư Chu có thể cấp ra một ít tiền sửa đường, không để vì con đường này mà người dân thôn Đập Thiên Thủy mất mạng nữa. Phó Bí thư Chu, ngài là lãnh đạo lớn của thành phố Mạc Hương. Chỉ cần trích ra một ít là có thể sửa chữa xong, ngài nói có đúng hay không, ngài coi như mình sửa một mái nhà dột đi, ha ha. Diệp Phàm hết sức chấn định, vẻ mặt mong đợi, không quên thêm một chút hài hước để không khí không quá nghiêm trọng. Nhìn mấy máy quay truyền hình, Chu Càn Dương ha ha cười nói. Hay cho Tiểu Diệp a, còn nghĩ tới lãnh đạo như chú không phải là một lãnh đạo lớn gì, cũng không thể vung tay quá chán. Tuy nhiên vấn đề đường xá của thôn Đập Thiên Thủy đúng là nghiêm trọng. Được rồi, chờ cho cháu lành lặn cứ viết báo cáo lên, chú sẽ cùng với những lãnh đạo thị ủy bàn bạc giải quyết. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, thương thế của cháu đã tốt nhiều rồi, báo cáo cháu cũng đã viết xong rồi ạ. Diệp Phàm vừa nói vừa lấy từ đầu giường một chiếc cặp rồi lấy ra mấy tập báo cáo về tình hình thôn Đập Thiên Thủy, thật ra là lần trước đi hóa duyên ở huyện còn sót lại, lúc ấy còn chưa viết thời gian. Diệp Phàm lấy bút thuận tay ký vào rồi đưa cho Chu Càn Dương. Mười mấy người trong phòng đều trợn tròn mắt, ngay cả Chu Càn Dương cũng là sửng sốt, thoải mái cười nói. Ha ha ha, Tiểu Diệp sớm có chuẩn bị a, xem ra ta ký thì thất trách rồi. Thuận tay cầm chiếc bút từ Diệp Phàm dứt khoát ký một con số 10 vạn rồi đưa cho một cục trưởng đứng sau nói. Ngày mai sẽ chuyển tiền xuống, tiền nào việc ấy, để đồng chí Tiểu Diệp chịu trách nhiệm sửa đường. Bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương và chủ tịch huyện Trương Tào Trung cũng âm thầm giơ ngón cái, thầm nghĩ, thằng danh không tệ. Cơ hội hạ thủ tuyệt hảo, có đầu óc này không đi chùa làm trụ trì quả là đáng tiếc, chân chính là một đại sư hóa duyên mặt dày,
còn phải cộng thêm hai chữ thâm niên. Nếu như là bình thường lên thành phố xin tiền sẽ không gặp được Chu Càn Dương, có xin được mấy ngàn đồng cũng đã tốt lắm rồi, còn đây là 10 vạn. 10 vạn A, là một số tiền không hề nhỏ. Thật ra thì Chu Càn Dương cũng bị bức cho trong lòng đau như cắt. Tuy nhiên tâm tình được làm đại gia cũng không tồi, cũng ngầm bội phục Diệp Phàm trẻ tuổi mà ra mặt dày, thầm nghĩ thằng danh này có nghiên cứu qua hậu hắc học hay không, điển hình là nhân tài bức vua thoái vị mà, ha ha. Nghe nói tối mai đài truyền hình huyện sẽ chiếu sự thích anh hùng của Diệp Phàm, làm hại người nhà hắn phải xin lệnh đặc biệt của viện trưởng đem vào phòng một chiếc tivi nhỏ. Cả nhà ngồi lên giường nhìn chằm chằm vào chiếc tivi. Vào lúc 8 giờ tối, vẫn không thấy phóng sự về sự thích anh hùng của Diệp Phàm. Chương 73, chim hết bẻ cung. 9 giờ rồi, vẫn chưa hề có một tin tức gì. 10 giờ chuông, rốt cục cũng có tin tức phát ra. Bản tin nói về thôn đập Thiên Thủy thị trấn Lâm Tuyền của huyện Ngư Dương. Tuy nhiên điều kỳ quái là bản tin chủ yếu chỉ nói về lịch sử lâu đời của thôn đập, về cảnh sắc hữu tình, về việc phát hiện một mộ cổ triều đường và pho tượng đắt giá. Tiếp đó nói về phương diện văn hóa và lịch sử của huyện Ngư Dương rồi đến cả thành phố Mặc Hương. Đương nhiên, bản tin cũng nói qua về việc đã hạ được tên tội phạm có lệnh truy nã đặc biệt Điêu Lục Thuận. Chủ yếu tập trung miêu tả hành động anh hùng của lực lượng công an nhân dân, ngay cả chuyện tộc trưởng Lý Viêm Đình của thôn đập xả thân cứu tượng cũng nhắc đến, chuyện Diệp Nhược Mộng và một người họ Lý trong thôn vì bảo vệ tượng mà hy sinh cũng được nhắc đến mấy câu. Tuy nhiên không hề nhắc đến nhân vật chính Diệp Phàm. Cuối cùng cũng có cảnh phó bí thư Chu Càn Dương thăm Diệp Phàm bị thương. Tuy nhiên ống kính chỉ tập trung vào mô tả Chu Càn Dương quan tâm quần chúng bị thương như thế nào, còn vị quần chúng Diệp Phàm thì không nhắc đến gì. Về phần tại sao bị thương tuyệt đối không nhắc tới, nói không chừng người thành phố Mặc Hương còn tưởng đồng chí Diệp Phàm này xui xẻo mà bị thương. Hình ảnh Diệp Phàm chỉ lướt qua màn hình TV chừng vài giây, hơn nữa toàn thân còn quấn băng gạc. E là sau khi bỏ băng gạc ra, Diệp Phàm có đi trên đường cũng không ai nhận ra, khiến cả nhà hắn buồn bực không dứt. Mẹ kiếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em trai ta không phải là anh hùng sao? Làm ra chuyện lớn như vậy không đi tuyên truyền còn đi tuyên truyền cái gì vậy? Anh cả Diệp Cường nhìn không được lên tiếng mắng, em hai và cô út đi học vắng mặt nếu không chắc cũng phụ họa. Cha mẹ Diệp Phàm cũng mắt tròn mắt dẹt, vẻ mặt bất đắc dĩ, đoán chừng chuyện còn có ẩn tình gì khác. Những thứ này không phải là những người như Diệp Phàm có thể hiểu được. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng không cảm thấy sao cả, hắn vốn không muốn làm anh hùng lẫn danh nhân, trong lòng thậm chí đang buồn phiền. Diệp Phàm đoán chừng việc này có quan hệ với quân công 910, bởi vì lúc ấy thấy Thượng úy Tề Thiên rất coi trọng vật kia. Chắc là nó còn trong giai đoạn giữ bí mật, nếu như tuyên truyền Diệp Phàm sợ sẽ lộ ra ngoài, tuy nhiên cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Nhưng ngày hôm sau nhật báo Nam Phúc của tỉnh đã kêu oan thay cho Diệp Phàm. Chỗ góc báo dành cho địa phương có một bài lớn mô tả Diệp Phàm xả thân bảo vệ bảo vật ra sao, về phần uy phong hạ gục tội phạm đương nhiên là dành cho các chiến sĩ công an nhân dân, không nhắc nửa chữ đến quân đội. Chẳng lẽ đúng là bí mật quân sự rồi, vì cái hộp gọi là quân công 910 nên mới không đăng. Có lẽ là quốc gia đặc biệt lệnh cho các phóng viên không được đưa tin nên không hề nhắc tới quân đội. Ngay cả đài truyền hình cũng chỉ nhắc tới mộ cổ triều đường. Ai, có lẽ là chim hết thì thịt chó săn à. Diệp Phàm tự nói rồi cũng nguôi ngoai một nửa, nghĩ đến mình có thể vì quốc gia mà làm một người anh hùng giấu mặt cũng rất tự hào. Cuối cùng nhìn thấy cái tên phóng viên ký bên dưới thì Diệp Phàm ngẩn ra mấy giây vì chính là người đẹp băng giá Lan Điền Trúc bị mình chửi rủa cho một chàng chạy té khói. Cô ấy cũng là người tốt, không nghĩ tới a, mình đối với cô ấy có chút hơi quá. Sao lại đi chấp với một cô gái, đúng là không ra thể thống gì. Diệp Phàm trong lòng có chút băn khoăn rồi đọc kỹ lại bài viết thì rốt cuộc thấy được một chút ý vị sâu xa. Trong đó có một đoạn chính là tỉnh báo ngày, đồng chí Diệp Phàm, cắm rễ với nông thôn cùng khổ. Là một cán bộ tốt của đảng, người lúc nào cũng dính đầy bùn đất, mặc áo dệt thủ công, chân đi giày cũ. Vì sửa chữa trường tiểu học thôn đập Thiên Thủy mà không dám mua thắt lưng quần. Thắt lưng được làm từ da bò, tuy nhiên chưa qua gia công, nghe nói là sau khi người trong thôn giết bò thì xẻ ra phơi khô làm thắt lưng. Tuy nói tính cách có khi có chút manh động, quan niệm tư tưởng cũng có lúc lạc hậu nhưng đừng là một lòng vì dân. Ví dụ như giúp cụ già vác gạo, giúp quả phụ nuôi heo, giúp cô gái nhà neo người nhổ khoai lang, vì trẻ em sửa trường học vân vân.
chỉ bằng một bài báo là có thể nhìn ra đồng chí Diệp Phàm là một điển hình nông dân kỳ cựu, nói khó nghe một chút là một con dế nhũi không có văn hóa, một cán bộ thôn chính tông, vừa ngu vừa đáng thương, toàn làm những chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ như giúp quả phụ nuôi heo, giúp con gái nhà người ta nhổ khoai lang vân vân thì vô cùng ý vị sâu xa rồi, dễ làm người ta liên tưởng a. Độc a, điển hình lấy việc công trả thù tư, ông mày vậy mà bị viết thành một tên chủ nhiệm thôn ăn mày cộng thêm háo sắc còn hà tiện nữa, ngay cả thắt lưng cũng không dám mua, đây không phải là lão hà tiện granddad của Hoa Hạ sao? Tuy nhiên cô ta cũng khen mình là sửa chữa trường học giúp trẻ em, người ngoài nhìn vào sẽ nói mình có lòng thương người. Tuy nhiên giúp quả phụ nuôi heo, giúp cô gái đào gì đó, người ta đọc báo sẽ nghĩ như thế nào, trước cửa nhà quả phụ thị phi nhiều nha. Cô gái thông đồng sẽ thành gian A, nhất định sẽ nghĩ tới mình là một đồ chủ nhiệm thôn háo sắc, ngay cả quả phụ cũng muốn ăn, có chút tạp nham. Tuy nhiên, ai, mình hình như là giúp quả phụ Lâm ở thôn Đập Thiên Thủy chăm sóc mấy con heo, tuy nhiên hồi đó là vì cô ấy quá bận nên đã giúp tắm cho mấy con heo. Về phần nhổ khoai lang đó là bởi vì mình nghĩ nhổ mấy củ khoai lang để nướng, lúc ấy mấy cô bé bảo mình nhổ thì nhổ. Loại chuyện nhỏ này viết trên báo tỉnh làm gì, lại chuyện lần suýt đánh nhau với 100 người ở ruộng nước là do giải vây đấy chứ, sao lại thành ra động tí là đánh nhau. Diệp Phàm đọc kỹ lại một lần thì giận đến sặc máu, cầm lấy tờ báo cười khổ hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, duy phụ nữ và tiểu nhân là khó dậy mà. Đắc tội người nào ngàn vạn đừng đi đắc tội với phụ nữ, con mẹ nó chứ. Mình chọc không nổi chẳng lẽ trốn không nổi sao, anh mày sau này thấy mày thì trốn, trốn. Mẹ hắn thấy sắc mặt con trai thì vội vàng yêu cầu y sinh tới kiểm tra, sợ rằng não của con mình có bị gì không. Diệp Phàm nhập viện ngày thứ 5, Tề Thiên mới tới bệnh viện để thăm. Người anh em, mạng lớn a. Tề Thiên văng một câu rất khó nghe, tuy nhiên giọng nói rất thân thiết. Tôi là con rán mà, ha ha. Diệp Phàm cười khổ ứng đối. Chờ đến lúc trong phòng chỉ còn Diệp Phàm và Tề Thiên, gã mới cẩn thận đóng cửa lại, cười thần bí. Người anh em, ngày đó cậu có thể giết Tam Quý Tử bằng vũ khí bí mật gì vậy, có thể cho tôi mượn một chút hay không? Từ sau khi thấy được một đao kinh thiên của Diệp Phàm, Tề Thiên luôn suy nghĩ, thứ đó cuối cùng là vũ khí gì, tuyệt đối sẽ không thua đạn, thậm chí còn lợi hại hơn. Nếu như có thể vui đùa một chút thì hay rồi. Ha ha, không có ở đây, chờ tôi lành vết thương nhất định sẽ cho anh mượn xem, thật ra thì cũng không có gì, chỉ là phi đao mài từ xương thú, hình chiếc lá. Diệp Phàm nghiêm trang nói cho Tề Thiên mọi chuyện, cũng bởi vì tiểu lý đao không thể bắt chước để làm ra, trước mắt với tài nghệ của sư phụ và bản thân mình cũng không làm được. A, à, xương. Tề Thiên trợn trừng mắt, đầy vẻ nghi ngờ. Tuy nhiên thấy vẻ Diệp Phàm không giống nói láo, nên cuối cùng cũng nhún vai cười bất đắc dĩ. Người anh em, sư phụ của cậu nhất định là một kỳ nhân, hoặc là cao nhân của Võ Đang, Thiếu Lâm, Thanh Thành, Nga Mi có phải không? Hoặc là cao thủ trong một thế gia ẩn mình nào đó của Hoa Hạ chúng ta? Tề Thiên còn không hết hy vọng, muốn từ sư phụ của Diệp Phàm tìm ra chút manh mối. Không phải ẩn sĩ cao nhân cái gì hết, chỉ là một ông già kỳ quái. Mỗi ngày uống hai bình rượu nhỏ với một đĩa đậu sống. Vậy cậu có thể dẫn tôi tới gặp vị cao nhân ẩn sĩ này hay không? Tề Thiên lộ ra vẻ kích động.